sinh tử phù, sinh tử phù, bản thân chính là sinh tử chi lực, là sinh tử thần thông bí pháp, thi triển lúc sau chính là thiên địa chi gian pháp tắc đại đạo lực lượng, nếu đối nhau người hữu hiệu, kia cũng liền đối người chết hữu hiệu, nếu không như thế nào có thể kêu sinh tử phù. Còn có chính là hồng y con rối có thể sinh ra tự mình ý thức, là bởi vì Nhiếp Hồn lão tổ thu đi rồi chuyên môn dùng để trấn áp nàng sinh ra ý thức hung thú chi hồn, hơn nữa nàng là thượng cổ luyện thể đến mức tận cùng á thánh thân thể, bản thân chính là phi thường cường đại nghịch thiên tồn tại, lại thấy ánh mặt trời lúc sau đã chịu nhật nguyệt sao trời thiên địa vạn vật hơi thở tầm bổ, sinh ra tự mình ý thức cũng đúng là bình thường. Đương nhiên càng quan trọng là, Dương Nghị Vân cảm giác hắn sinh tử phù mới là làm hồng y con rối sinh ra tự mình ý thức mấu chốt. Sinh tử phù kinh lực lượng huyền ảo vô cùng, làm một khối á thánh thi thể phát sinh biến dị tựa hồ cũng bình thường. Dù sao Dương mẫu nhân biết đây là hắn cơ duyên, cũng là khối này á thánh con rối cơ duyên. Tuy rằng là một lần nữa sinh ra ý thức, nghe tới ngây thơ mờ mịt, nhưng ai biết ngày sau có thể hay không khôi phục ý thức ký ức. Tu đạo sinh linh thế giới hết thảy đều có khả năng phát sinh. Tóm lại đây là chuyện tốt. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ sau nói, về sau ngươi đã kêu Dương Hồng Y, đi theo ta bên người. Trong nháy mắt Dương mẫu nhân xác định thân phận của nàng, ân có chút vô sỉ. Là, chủ nhân Hồng Y đã biết, như cũ là tinh thần dao động truyền lại giao lưu. Đương nhiên cũng chỉ có hắn cùng nàng mới có thể giao lưu. Lúc này Nhiếp Hồn lão tổ có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói, chủ nhân cần phải đi đi. Đi thôi, ngươi dẫn đường đi. Có Nhiếp Hồn lão tổ cái này đi qua một lần hắc hà người ở, hắn đều không cần đi xem Độc Cô Gia sát thủ lưu lại đưa tin phù tới xác định vị trí. Bất quá nói trở về, hắn nếu là gặp phải Độc Cô Gia những cái đó bạc trắng sát thủ, như cũ liền ra tay xử lý bọn họ. Hiện tại có này Nhiếp Hồn lão tổ ở, bọn họ cái này tiểu đội vân vân thực lực chính là cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Hảo, a, à. Nhiếp Hồn lão tổ trả lời Dương Nghị Vân nói, mặt sau còn có chuyện chưa nói ra tới hết sức. Lại là hét thảm một tiếng, tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là phát hiện bên người Hồng Y hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Ngay sau đó hắn có điều hiểu ra, vội vàng đối hô to, Hồng Y dừng tay. Hồng Y vèo một chút ra tay đầu tiên là trực tiếp một kích đánh bay Nhiếp Hồn lão tổ, ngay sau đó đuổi theo duỗi tay cử đao trạng một kích. Này hết thảy chính là liền mạch lưu loát, mau đến Nhiếp Hồn lão tổ đều không có phản ứng lại đây. Nếu không phải Dương Nghị Vân hô to một tiếng, lần này Nhiếp Hồn lão tổ sẽ xong đời. Nhiếp Hồn lão tổ mồ hôi lạnh ứa ra, hắn thái thanh sở Hồng Y có gì trợ uy lực, này đã là hôm nay lần thứ hai cảm thụ tử vong khoảng cách hắn như thế chi gần. Nhìn Hồng Y tay áo lớn lên ngón tay thượng mọc ra đỏ thắm sắc sắc bén móng tay tạm dừng ở chính mình giữa mày nửa tấc nơi, Nhiếp Hồn lão tổ trái tim chạm vào thẳng nhảy không ngừng, đậu nành đại giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống. Dương Nghị Vân vèo một chút đi vào Hồng Y bên người, lại nói thanh, làm Hồng Y buông ra Nhiếp Hồn lão tổ nói, Hồng Y lúc này mới buông ra Nhiếp Hồn lão tổ. Vì cái gì phải đối hắn ra tay? Dương Nghị Vân hỏi Hồng Y. Hồng Y lại là tinh thần dao động truyền lại một câu, ta không biết, chính là bản năng muốn giết hắn. Dương Nghị Vân vừa nghe liền biết cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, Hồng Y ý tứ đối Nhiếp Hồn lão tổ ra tay chính là ở vào bản năng, nói cách khác, trong tiềm thức. Hồng Y biết Nhiếp Hồn lão tổ trộm nàng mộ, càng là thao tác quá nàng. Tuy rằng Hồng Y sinh ra ý thức hoàn toàn là tân ý thức, nhưng có một số việc thật đúng là nói không rõ, quan trọng nhất một chút là, Hồng Y thân thể là cường đại vô cùng á thánh chi khu, chỉ bằng điểm này, nàng có thể sinh ra một ít bản năng chi giác, đối Nhiếp Hồn lão tổ ra tay, cũng đúng là bình thường. Có lẽ đây là chân chính cường giả lợi hại chỗ đi. Hồng Y không hề nghi ngờ chính là cường giả. Chỉ là có một chút Dương Nghị Vân cũng không minh bạch, thân thể đều thành á thánh người kiếp trước như thế nào sẽ chết. Sau khi chết thân thể không hủ bất hủ, bị Nhiếp Hồn lão tổ lão gia hỏa này cấp trộm, còn luyện thành con rối. Hồng Y sinh thời là chết như thế nào, hiện tại đối Dương Nghị Vân tới nói không quan trọng, quan trọng là nàng hiện tại sinh ra ý thức, hắn xưng là nàng chủ nhân, Dương Nghị Vân ngược lại có chút lo lắng chính hắn, nếu là ngày sau Hồng Y ý thức nhớ tới sinh thời việc, có thể hay không mà hắn động thủ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lắc đầu không hề nghĩ nhiều, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Dù sao hiện tại hắn biết Hồng Y sẽ là một cái tiềm lực vô hạn đại băng tay. Dương Nghị Vân dặn dò lực lượng Hồng Y về sau đừng ở động Nhiếp Hồn lão tổ, cái này tiểu nhạc đệm xem như kết thúc. Nhưng Nhiếp Hồn lão tổ lại là dọa không nhẹ, tuy rằng chỉ là nhìn đến Dương Nghị Vân một người ở lầm bầm lầu bầu,
nhưng hắn như cũng nhìn ra một ít manh mối. Nuốt khẩu nước miếng, Nhiếp Hồn lão tổ hỏi Dương Nghị Vân nói, chủ nhân nàng. Nàng chính là sinh ra ý thức. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ha ha, người nói đi. Một câu làm Nhiếp Hồn lão tổ cả người đại tác phẩm, sắc mặt trắng bệch thấu. Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi, đã không có hung thú chi hồn áp chế Hồng Y, quả thực sinh ra tự mình ý thức, như thế nói ghi hận hắn cũng là bình thường. Dương Nghị Vân nhìn đến Nhiếp Hồn lão tổ trắng bệch sắc mặt, chung quy mở miệng an ủi một chút lão gia hỏa này, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại lão gia hỏa này đều là hắn tùy tùng. Đi thôi, đừng lo lắng, Hồng Y về sau sẽ không đối với người ra tay, có ta ở đây liền không có việc gì. Dương Nghị Vân nói, là, chủ nhân anh minh. Nhiếp Hồn lão tổ lau khóe miệng máu vội vàng gật đầu, vừa rồi bị Hồng Y một kích liền đánh hộc máu. Lạc Dương cùng Phương Đông người sát ba người lại đây, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì, Dương Nghị Vân cười giải thích một phen, mấy người đều có chút thổn thức. Nhưng là nhìn về phía Dương Nghị Vân ánh mắt liền bất đồng, ngắn ngủn một ngày thời gian, Dương mỗ nhân không chỉ có thực lực tăng nhiều, còn thu phục Nhiếp Hồn lão tổ, hiện tại càng là lại trở thành Hồng Y chủ nhân, làm trò là làm người hâm mộ. Một tháng sau, Nhiếp Hồn lão tổ mang theo Dương Nghị Vân một hàng đến xuất hiện ở một ngày cuồn cuộn hắc hà trước. Con sông rộng lớn vô cùng, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, nói là hắc hà, kỳ thật Dương Nghị Vân đều trở thành hải giống nhau xem. Thủy chất hoàn toàn chính là mực nước giống nhau nhan sắc, hắc hà chi danh, cũng là vì thủy chất mà đến. Chủ nhân chúng ta yêu cầu nhảy vào hắc hà đi, hắc hà bảo tàng chính là hồng hoang đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ, mà động phủ liền ở hắc hà đáy sông. Vạn năm mở ra một lần, tính tính thời gian cũng liền tại đây đoạn thời gian động phủ mở ra. Nhiếp Hồn lão tổ nói. Vậy đi thôi, còn chờ cái gì? Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói. Nhiếp Hồn lão tổ lại là vẻ mặt nhan sắc nói, chủ nhân hắc hà nói đến cũng không phải là bình thường nước sông, phi thường trọng, cho nên chúng ta phải làm hảo chuẩn bị tại hạ đi. Chống đỡ hắc nước sông trọng lực yêu cầu pháp lực phòng ngự, thâm nhập đáy sông cây số, này càng là đi xuống trọng lực càng nặng. Chống đỡ pháp lực nhất định phải rất lớn, nếu là chống đỡ không được, sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa đáy sông còn có thủy thú, đều yêu cầu phòng bị. Ta ý tứ là đại gia nhất định phải đề cao cảnh giác, hơn nữa làm tốt phòng ngự, chuẩn bị tốt cũng đủ tiên thạch dùng để bổ sung pháp lực cũng đủ chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm, đương nhiên này còn chỉ là tiến vào hắc hà lúc sau yêu cầu làm, tiến vào động phủ lúc sau sẽ là một khác phiên tình trạng, nguy hiểm rất nhiều rất lớn. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, vung tay lên mỗi người 5 viên 10 viên linh đào. Càn Khôn Hồ không gian linh đào cây ăn quả, trừ bỏ kia một gốc cây mẫu thụ ở ngoài, mặt khác đều là hắn hạt giống đào tạo, cái này nhưng thật ra không hạn chế, hắn chứa đựng rất nhiều, tùy ngươi hiệu quả không có mẫu thụ linh đào hảo, nhưng cũng không kém, dùng để bổ sung pháp lực nhất thích hợp bất quá. Mỗi người 10 viên linh đào, chính là cho đại gia dùng để làm bất cứ tình huống nào. Đối với Dương Nghị Vân khẳng khái, mọi người đều không khách khí, bởi vì đều là người một nhà. Phương Đông người sắt biết Dương Nghị Vân trên người bí mật nhiều, lấy ra loại này linh đào, tự nhiên cũng là danh tác, hắn cười hì hì nhận lấy, cũng không có hỏi nhiều một chữ. Ai đều là có bí mật, Phương Đông người sắt coi trọng không phải linh đào, mà là Dương Nghị Vân không đem hắn đương người ngoài. Chỉ có Nhiếp Hồn lão tổ có chút kích động, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cái này thật, không có hậu này mỏng ra. Cho hắn cũng là 10 viên linh đào, cái này làm cho Nhiếp Hồn lão tổ lần đầu tiên có một tia ấm áp. Này thuyết minh Dương Nghị Vân vẫn là còn nhìn chúng hắn. Tự nhiên không thiếu được ngàn ân vạn tạ cùng một phen mông ngựa. Chuẩn bị tốt lúc sau, Nhiếp Hồn lão tổ chỉ huy hắc giáp đại hán cái thứ nhất xung phong nhảy vào hắc hà, hiện tại Nhiếp Hồn lão tổ có thể thao tác cũng chỉ có hắc giáp đại hán một cái. Dương Nghị Vân hỏi qua Nhiếp Hồn lão tổ về hắc giáp cùng Hồng Y ai mạnh ai yếu sự. Nhiếp Hồn lão tổ trả lời là, hai cái đều là á thánh cấp khác thân thể, hắc giáp trong cơ thể có một con sinh ra linh trí hung thú chi hồn, nhưng là so với phía trước Hồng Y trong cơ thể hung thú nhược một ít. Mà phía trước hắn phong ấn tại Hồng Y trong cơ thể hung thú chi hồn cường đại, nhưng không có linh trí, đây cũng là nhìn qua hắc giáp đại hán muốn nhược Hồng Y nguyên nhân. Theo sau Nhiếp Hồn lão tổ, Phương Đông người sắt, Lạc Dương, Tuyết Hương lấy này nhảy vào hắc hà. Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y ở cuối cùng nhảy vào hắc hà áp trận. Đến nỗi cảnh sán, Dương Nghị Vân vẫn luôn không từ Càn Khôn Hồ thả ra, phía trước cảnh sán bị thương, làm nàng ở Càn Khôn Hồ không gian hảo hảo dưỡng thương đi thôi. Đương nhiên Dương Nghị Vân sợ nàng buồn tẻ,
liền đem thần ma điểu cùng răng cưa điểu vương còn có mông điểm cùng như tiểu tứ đều an bài ở bên trong, các nàng mấy cái tương đối muốn nhược một ít, vẫn là không cần ra tới mạo hiểm hảo. Lại nói tiếp về mông điểm việc, Dương Nghị Vân tự nhiên chết không số ít lạc nhiếp hồn lão tổ, đối mông điểm khống chế nhiếp hồn lão tổ tự nhiên cũng bỏ, cũng không có trở ngại. Cùng mông điểm quá, Dương Nghị Vân mới biết được, mông điểm lúc trước cùng Tuyết Hương cùng nhau truy tìm hắn, bị đánh tan, khắp nơi len lỏi đụng phải nhiếp hồn lão tổ đã bị bắt, một đường tiến vào nguyền rủa nơi. Tuy rằng mông điểm gặp một kiếp, khá vậy đạt được chỗ tốt, nhiếp hồn lão tổ nguyên bản tính toán đem mông điểm luyện hóa thành cao giai quỷ tu lúc sau, tìm một bộ hảo thân thể luyện chế con rối, nhưng mông điểm tu vi thực lực thiếu chút nữa, không đạt được nhiếp hồn lão tổ yêu cầu, cho nên lão gia hỏa liền cấp mông điểm chuẩn bị quỷ tu tu luyện chí bảo, đem mông điểm tu vi tăng lên tới tiên quân trình tự. Hết thảy vốn dĩ đều tính kế thực hảo, đáng tiếc người định không bằng trời định, kết quả là, hết thảy đều cấp Dương Nghị Vân làm áo cưới. Đoàn người bùm bùm tiến vào Hắc Hà, mở ra một khác điều càng vì nguy hiểm mạo hiểm chi lộ. Hắc Hà chi thủy, chính như nhiếp hồn lão tổ lời nói, quả nhiên có rất lớn trọng lực, cũng may mọi người đều có chuẩn bị, thực mau liền thích ứng xuống dưới, ở đen nhánh hắc giữa sông chậm rãi hướng về chỗ nào mà đi. Hắc Hà bảo tàng, thủy tinh sư tử động phủ, thủy tinh thần thạch, tiên thạch mạch khoáng từ từ nghe đồn, là thật là giả, Dương Nghị Vân đều chuẩn bị đi xem. Đương nhiên còn có độc cô gia bạc trắng sát thủ, càng có cái kia thống lĩnh độc cô gia sát thủ cửu kiếm tiên quân chờ hắn, tựa hồ hết thảy đều là số mệnh giống nhau, không liên quan, nhưng lại có liên hệ. Hắc Hà thủy thực trọng thực hắc, cho dù là tiên nhân cũng ở dưới nước luống cuống, cơ bản thấy không rõ sự vật. Không màng nơi này lại là có thể sử dụng tiên thức, điểm này đến lúc đó giải quyết bọn họ ở đáy nước luống cuống nhìn không thấy vấn đề. Bọn họ ở trong nước tốc độ không phải thực mau. Đây là bởi vì đi đầu nhiếp hồn lão tổ cẩn thận, nói qua ở Hắc Hà có thủy thú tồn tại, mọi việc đều yêu cầu tiểu tâm mới là. Đối này Dương Nghị Vân không có ý kiến, an toàn mới là đệ nhất, chậm liền chậm một chút đi. Rất nhiều thời điểm có hại chính là ở đại ý thượng, nhiếp hồn lão tổ dẫn đường tuy rằng chậm nhưng Dương Nghị Vân lại rất yên tâm. Rốt cuộc đại gia muốn đi là hồng hoang thời đại đại yêu vương động phủ, cẩn thận một chút không đại sai. Dựa theo nhiếp hồn lão tổ nói. Lặn xuống cây số chính là Hắc Hà đáy hồ, điểm này chiều sâu đối bọn họ tới giảng không tính quá sâu. Một đường lặn xuống mà đi, mọi người đều thực cảnh giác, thẳng vào 500 mễ cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Cái này làm cho đại gia căng chặt thần kinh nhiều ít có chút thả lỏng, cũng chính là ở ngay lúc này, dị biến nổi lên. Xôn xao lạp, mơ hồ trung Dương Nghị Vân nghe được tựa hồ có chảy ra tiếng động, thanh âm này phát sinh ở bên ngoài đó là bình thường. Chính là ở nước sâu chung kia đã có thể có chút kỳ quái. Đại gia cẩn thận, có thể là có thủy thú tới gần chúng ta. Nhiếp hồn lão tổ truyền âm vang lên, làm đại gia cảnh giác. Dương Nghị Vân áp trận ở phía sau, nhìn thoáng qua bên người Hồng Y hắn yên tâm không ít, lại nói tiếp Hồng Y thật đúng là không giống người thường. Mọi người đều là pháp lực phòng ngự hắc thủy trọng lực, nhưng Hồng Y trên người không có chút nào pháp lực hoặc là lực lượng hơi thở, nhưng lại ở trong nước hảo không chịu ảnh hưởng. Như là hoàn toàn dung nhập hắc trong nước giống nhau, linh hoạt tự tại. Hắn trong lòng nghĩ đến khả năng đây là thượng cổ luyện thể cho đến tiên thể cường đại đi. Một khối thân thể có thể so với, thậm chí là siêu việt tiên khí cường độ, càng là có thể sinh ra tự mình ý thức, hóa thân vì hoàn toàn mới sinh mệnh, tuy rằng không phải tu luyện giả người tu ma cũng hoặc là mặt khác tu luyện hệ thống, cũng nhìn không ra cái gì thực lực cảnh giới tới. Đương nhiên đối với Hồng Y căn bản là vô pháp giới định một cái hệ thống. Nhưng lại tiềm lực vô hạn, trước mắt xem ra đối chiến tiên vương đại viên mãn đều là có thể. Đến nỗi tiên đế cấp bậc cường giả, Dương Nghị Vân không biết, Hồng Y có thể hay không đối chiến, cái này muốn về sau đụng phải mới biết được, nhưng nghĩ đến là có thể đi. Hồng Y á thánh cấp khác cường đại thân thể ở hắn dùng ngũ lôi tím lá cây thời điểm cũng đã thể hiện ra tới, hắn phía trước đối chiến thời điểm ngũ lôi lá cây tể phát cũng gần là làm Hồng Y đầu tóc hỗn độn một ít, thân thể thượng cũng không có lưu lại bất luận cái gì thương tổn. Chỉ từ điểm này thượng xem cũng đã có thể thấy được Hồng Y thân thể cường hãn đến mức nào. Nàng thân thể cực hạn ở địa phương nào, Dương Nghị Vân thật đúng là không nghĩ ra được. Mà hắn cũng nhớ tới lão nhân cùng thần ma điểu đối hắn nói qua muốn cho hắn tăng lớn thân thể rèn luyện nói, tu luyện chi đạo thân thể thành thánh nghe đồn, hiện tại xem ra cũng không phải là lời nói dối. Nếu tương lai có một ngày, hắn đem thân thể tu luyện đến á thánh cấp đừng, tu vi cảnh giới cũng đạt tới tiên giới đỉnh. Không biết kia sẽ là một cái kiểu gì quang cảnh.
trong lòng cho chính mình định ra một mục tiêu, đem thân thể tu luyện cũng đồng bộ đi lên, hắn trước kia kỳ thật đối phương diện này không nhiều ít coi trọng. Nhưng hiện tại thấy được Hồng Y cùng Hắc Giáp Đại Hán lúc sau, mới chân chính thấy được tiềm lực. Người khác muốn rèn luyện thân thể sợ là sẽ có rất nhiều điều kiện hạn chế, đầu tiên ngươi đến có một môn có thể đem thân thể rèn luyện đến cho đến công pháp mới được. Mà hắn có Càn Khôn Tôi Thể Quyết, Dương Nghị Vân tin tưởng Càn Khôn Tôi Thể Quyết tuyệt đối là thế gian rèn luyện công pháp trung đỉnh cấp công pháp, điều kiện cho phép nói, là nhất định có thể chống đỡ hắn rèn luyện đến Á Thánh cấp đừng thân thể. Thậm chí khả năng sẽ càng cao. Bởi vì cửa này công pháp là Càn Khôn Hồ Nội công pháp, hơn nữa là nội ngoại kiêm tu. Trên thực tế hắn vẫn luôn là nội ngoại kiêm tu lộ, chỉ là đối với thân thể tu luyện, thật đúng là không như thế nào đi để ý quá. Mỗi một lần rèn luyện tu luyện đều là đụng tới thích hợp cơ hội cùng điều kiện mới đi tu luyện. Vô dụng một lần là chân chính ý nghĩa thượng chủ động tu luyện quá. Từ Hồng Y trên người hắn thấy được thân thể cường đại, không nghĩ tới nguyên lai thân thể tu luyện cũng có thể làm được như thế cường hãn nông nỗi. Thậm chí còn là chân chính thân thể chứng đạo thành thánh. Cho tới nay đều hắn tự nhận là cùng hắn nhìn thấy nghe thấy đều là chú trọng pháp lực tu luyện, rất ít có người đi thân thể chứng đạo lộ. Thế gian tu sĩ đều đem thân thể tu luyện trở thành là pháp lực tu luyện phụ trợ, không có đi đem chi coi là chứng đạo chi lộ. Hiện tại ngẫm lại, này có lẽ là điều kiện hạn chế vấn đề. Bởi vì hắn từ lão nhân nơi nào sở hiểu biết về thân thể tu luyện chi đạo, chính là loại tình huống này. Việc này Dương Nghị Vân ghi tạc trong lòng, chuẩn bị quay đầu lại tìm thần ma điều hỏi một chút tình huống. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ thân thể tu luyện việc, phía trước Nhiếp Hồn lão tổ lại một lần truyền âm. Quả nhiên là thủy thú, hắc hà độc hữu tám chân cá sấu, là quần thể thủy thú, đại gia chú ý chết khiêng, ngàn vạn đừng công kích. Loại này tám chân cá sấu thân thể lực công kích cũng không tính cường đại, nhưng là quần thể vô cùng khổng lồ, du lịch đều là mấy vạn mấy chục vạn số lượng, không trêu chọc chúng nó nhiều nhất đánh sâu vào chúng ta qua đi, chính là một khi trêu chọc chúng nó thấy huyết lúc sau, này đó tám chân cá sấu sẽ kích phát ra tính, hóa thành hung mãnh thủy thú. Hình thể tăng đại một vòng, đến lúc đó đánh sâu vào, liền tính là cường như tiên đế cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Nguyên rủa nơi bản thân chính là tiểu hồng hoang một bộ phận, này đó sinh linh phần lớn đều là hồng hoang sản vật hậu duệ, phát sinh quá dị biến lúc sau, đã không có trí tuệ, chỉ có hung mãnh, rất khó triền, đây cũng là nơi này bị xưng là nguyên rủa nơi nguyên nhân. Nhiếp Hồn lão tổ truyền âm xong sau, lại bổ sung nói, tới, nhớ kỹ làm tốt phòng ngự, chết khiêng lấy. Chờ đánh sâu vào qua đi liền không có việc gì. Xôn xao. Đáy nước dao động nháy mắt cuốn tịch mà đến, một chút liền đưa bọn họ bao phủ. Cũng may mọi người đều có Nhiếp Hồn lão tổ truyền âm, có trong lòng chuẩn bị, đảo cũng không có kinh hoàng, tùy ý tám chân cá sấu đánh sâu vào trong người mà qua. Trên thực tế tám chân cá sấu số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng đánh sâu vào ở bọn họ trên người rốt cuộc không phải toàn bộ, đảo cũng có thể khiêng được. Dương Nghị Vân tiên thức chung quan sát rõ ràng, đây là một loại toàn thân đen nhánh cùng hắc nước sông giống nhau nhan sắc thủy thú, về cơ bản như là cá sấu, nhưng hình thể so với cá sấu tiểu rất nhiều, cũng chính là nửa thước trường, cánh tay thô, sinh có tám chân, toàn thân có móng tay đại vảy. Nhìn cũng không phải thực hung ác, nhưng lại chính như Nhiếp Hồn lão tổ lời nói, quần thể số lượng quá lớn, tiên thức nhìn thấy vô số, chiếm cứ hơn 1.000 mét diện tích. Bay nhanh từ bọn họ bên người xuyên qua mà qua. Này liền tránh không được va chạm bọn họ. Bất quá cũng may mọi người đều có chuẩn bị, pháp lực vận chuyển lúc sau, ở bên ngoài cơ thể làm tốt phòng ngự, tám chân cá sấu tuy rằng nhiều, nhưng lại có thể khiêng được đánh sâu vào. Khổng lồ tám chân cá sấu tộc đàn rậm rạp, kỳ thật tiên thức trông được đều sẽ làm người ra đầu tê dại. Dương Nghị Vân may mắn lần này có Nhiếp Hồn lão tổ cái này vạn năm đã tới một lần hắc hà người ở, nếu là không có Nhiếp Hồn lão tổ nhắc nhở, đổi làm là bọn họ mấy cái tiến đến. Tất nhiên sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó sẽ huyết tinh kích phát tám chân cá sấu hung tính bọn họ mấy cái nhất định không hảo quá. Đôm đốp, từng tiếng nặng nề không ngừng vang lên, va chạm ở mỗi người trên người, mọi người đều đứng vững va chạm. Chính là tại hạ một khắc, Dương Nghị Vân lại là phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề. Bọn họ mấy cái bao gồm hắc giáp ở bên trong, toàn thân trên dưới phòng ngự đều là pháp lực ở duy trì, tương đối tới nói muốn nhu hòa rất nhiều. Tám chân cá sấu va chạm hai bên đều sẽ không có việc gì, chỉ cần đứng vững này một đợt đánh sâu vào, này đó tám chân cá sấu qua đi lúc sau liền xong việc. Nhưng là có một người lại là không có bất luận cái gì pháp lực tồn tại, hoàn toàn chính là dựa vào thân thể ngạnh kháng. Người này tự nhiên chính là Hồng Y.
Dương Nghị Vân không phải lo lắng Hồng Y sẽ đừng tám chân cá sấu đâm thương, ngược lại là ở lo lắng tám chân cá sấu. Bởi vì hắn Thái Thanh Sở Hồng Y thân thể có bao nhiêu cường hãn. So sánh với dưới, tám chân cá sấu chính là ở va chạm cục đá. Như thế tất nhiên sẽ là vỡ đầu chảy máu kết quả. Đến lúc đó tám chân cá sấu ngửi được mùi máu tươi, không phải kích phát hung tính sao? Nghĩ đến này vấn đề, Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh. Cùng thời gian Nhiếp Hồn lão tổ truyền âm cũng vang lên nói, chủ nhân mau dùng pháp lực bảo vệ Hồng Y, nàng thân thể quá cường hãn, tám chân cá sấu đánh vào trên người nàng tất nhiên sẽ là. Hảo, câu nói kế tiếp chưa nói xong, Nhiếp Hồn lão tổ hoàn toàn ngăn chặn, bởi vì đã muộn rồi. Một trận đánh sâu vào lại đây, va chạm ở Hồng Y trên người tám chân cá sấu từng điều bạo liệt, tức khắc mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Dương Nghị Vân mệnh lệnh là làm Hồng Y đừng cử động, cái này hảo, Hồng Y không hề nhúc nhích, nhưng là va chạm ở trên người nàng tám chân cá sấu xong đời, ngay lập tức thành ngàn thượng trăm điều tám chân cá sấu va chạm ở Hồng Y trên người vỡ đầu chảy máu. Ngay sau đó toàn bộ hắc nước sông Đế đều sôi trào lên. Là tám chân cá sấu đàn ở mùi máu tươi kích thích hạ bạo phát hung tính. Dương Nghị Vân cười khổ, cái này kêu chuyện gì? Ngược lại là bị va chạm gây họa. Hiện tại làm cái gì đều chậm, hơn nữa nói đến cùng không phải đại gia có lầm, là ngoài ý muốn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến sẽ là cái này cục diện. Tám chân cá sấu dù sao là bị kích phát rồi hung tính. Như thế bọn họ không lựa chọn, trực tiếp là ngạnh kháng, hoặc là chém giết. Bằng không này đó tám chân cá sấu ở mùi máu tươi kích thích hạ chính là một loại khác hung hãn tiến hóa, bọn họ tuy rằng đều không yếu, khá vậy không chịu nổi nhiều như vậy tám chân cá sấu công kích. Sát! Dương Nghị Vân bạo giống lên một tiếng. Đại gia bằng mau tốc độ hạ đáy sông, chỉ có tiến vào yêu vương động phủ mới có thể thoát khỏi này đó tám chân cá sấu. Cùng thời gian Nhiếp Hồn lão tổ truyền âm vang lên. Ngay sau đó mọi người bùng nổ dựng lên, tổng không thể chờ bị này đó tám chân cá sấu công kích. Tiến hóa một lần tám chân cá sấu cũng không phải là hảo ngoạn, hơn nữa nhìn qua số lượng là vô cùng vô tận. Thật sự là làm người có chút da đầu tê dại. Không chém giết bọn họ đừng nghĩ đi. Lúc này đại gia cũng bất chấp cái gì, tất cả đều ở ngay lập tức ra tay. Hắc giữa sông từng đạo cường đại hơi thở tản mở ra. Đếm không hết tám chân cá sấu cũng cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng đối với Dương Nghị Vân bọn họ hội tụ. Ầm ầm ầm, chém giết dựng lên sau. Toàn bộ hắc giữa sông bùng nổ nặng nề rung động thanh. Mùi máu tươi càng thêm nồng hậu. Chính như Nhiếp Hồn lão tổ lời nói, tám chân cá sấu phản kích cũng càng lúc càng lớn. Đích xác lực đánh vào tăng nhiều không ngừng gấp đôi, Dương Nghị Vân đều cảm thụ va chạm ở trên người tám chân cá sấu đối pháp lực phòng ngự lực phá hoại cường đại rồi rất nhiều, cũng may hắn cảm giác còn có thể thừa nhận được, nhưng là thời gian dài phòng ngự sớm hay muộn sẽ phá. Cho nên phải nhanh một chút thoát khỏi tám chân cá sấu. Bất quá còn hảo, Nhiếp Hồn lão tổ ở phía trước thao tác hắc giáp đại hán xung phong, thế thực mãnh, cũng không biết Nhiếp Hồn lão tổ dùng cái gì bí pháp đi thao tác hắc giáp đại hán. Hắc giáp đại hán quả thực hóa thân thành một cái máy xay thịt, nơi đi qua tám chân cá sấu tất cả đều hóa thành huyết vụ, căn bản là vào không được thân. Nhiếp Hồn lão tổ ở phía trước lập tức đại bộ phận công kích, cái này làm cho mặt sau mấy người áp lực nhỏ rất nhiều. Đối mặt vô số tám chân cá sấu quần thể, công kích bộ phận lớn nhất chính là đầu đuôi, nói cách khác Dương Nghị Vân cái này mặt sau áp trận người thừa nhận công kích chút nào không thể so Nhiếp Hồn lão tổ tiểu. Nhưng với hắn mà nói không sao cả, đôi tay vũ động chi gian 12 chí tôn thần thông không ngừng thi triển, nhưng thật ra ngạnh sinh sinh bước lui tám chân cá sấu 2 mét khoảng cách. 2 mét ở ngoài quả thực chính là một đạo tám chân cá sấu hình thành thịt tường, như núi cao mà đến, hắn 12 chí tôn thần thông thủ đoạn, 5 chiêu thần thông lẫn nhau sử dụng hạ. Đối thượng tám chân cá sấu lại còn phải tâm ứng tay. Như thế dưới tình huống đoàn người hướng về đáy sông không ngừng mà đi, tốc độ không mau nhưng cũng không chậm. Chủ yếu tám chân cá sấu quần thể thật sự quá nhiều, chính là tưởng mau cũng không mau được. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân cảm giác mới lặn xuống 200 tới mễ, hơn nữa phía trước bản thân bọn họ liền ở 500 mễ chiều sâu, lúc này 200 mễ, còn xa xa không đủ, còn có 300 mễ mới có thể đến đáy sông, hắn cảm thụ được đến. Tốc độ đã bắt đầu chậm lại, này liền thuyết minh bị bọn họ hấp dẫn mà đến tám chân cá sấu càng ngày càng tới. Dương Nghị Vân biết như vậy đi xuống không thể được, sớm hay muộn đại gia pháp lực sẽ bị hao hết, đến lúc đó bọn họ sẽ trực tiếp gặp phải tám chân cá sấu công kích, ra Hồng Y cùng hắc giáp,
hắn có thể mọi người thân thể cường độ đều chịu không nổi vô số tám chân cá sấu nghẹn ngào công kích. Cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách. Nhìn đến thành đàn tám chân cá sấu, Dương Nghị Vân trong óc Mạc Danh liền nghĩ tới răng cưa điểu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề này chính là răng cưa điểu có thể hay không đối phó tám chân cá sấu. Đương nhiên ở số lượng thượng hắn càn khôn hồ chung 10 vạn răng cưa điểu tự nhiên so ra kém nơi này vô số tám chân cá sấu nhiều, nhưng là ở hình thể thượng răng cưa điểu chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa ở lực lượng trình tự thượng răng cưa điểu có thể so tám chân cá sấu cường đại nhiều. Hiện tại duy nhất nhược thế chính là, một cái là phi hành hung cầm loài chim, là thuộc về không trung hung thú, mà một cái khác là trong nước thủy thú, hơn nữa hắc hà bên trong có trọng lực tồn tại không biết đối răng cưa điểu có hay không ảnh hưởng. Bất quá ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, hai người đều là thuộc về hồng hoang huyết mạch hậu duệ, càng là sinh ra ở tiên giới sinh linh, đối với tự nhiên hoàn cảnh thích ứng hẳn là không tồn tại cái gì vấn đề. Nếu răng cưa điểu có thể đối phó tám chân cá sấu như vậy, bọn họ áp lực liền sẽ tiểu thượng rất nhiều. Mặc kệ được chưa, Dương Nghị Vân đều phải thử xem, trước mắt cũng không có khác cái gì hảo biện pháp, bọn họ ngạnh kháng cũng có thể khiêng đi xuống, nhưng là quá mức hao phí pháp lực tâm thần. Bọn họ còn muốn bảo tồn thực lực tiến vào yêu vương động phủ, nhưng không nghĩ đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở tám chân cá sấu thượng. Nói đến cùng vẫn là này đó hồng hoang hung thú khó chơi, tuy rằng không có gì linh trí, nhưng hung tính mãnh liệt, đối bọn họ quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản là không tồn tại sinh tử, chết nhiều ít đều hướng lên trên phác, đây mới là khó chơi địa phương. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đem răng cưa điểu vương từ càn khôn hồ không gian phóng ra. Hắn chính là muốn nhìn một chút ở hắc hà bực này hoàn cảnh, đối răng cưa điểu có hay không ảnh hưởng. Giống. Một tiếng thét dài vang lên, lại là răng cưa điểu vương gầm rú, ngay sau đó răng cưa điểu vương mấy cái lập lòe há mồm liền nuốt vào vài điều tám chân cá sấu. Dương Nghị Vân thế nhưng cảm nhận được răng cưa điểu vương hưng phấn, tựa hồ này đó tám chân cá sấu với hắn mà nói chính là bữa tiệc lớn. Cái này Dương Nghị Vân vui vẻ, sự thật chứng minh hắn nghĩ đến biện pháp này là được không? Tuy rằng 10 vạn răng cưa điểu ở số lượng thượng xa xa so ra kém 8 chân cá sấu, nhưng là hiện tại xem ra răng cưa điểu tựa hồ là này đó 8 chân cá sấu thiên địch. Còn thật sự là thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Trong lòng vừa động ngay sau đó Dương Nghị Vân đem 10 vạn răng cưa điểu toàn bộ từ càn khôn hồ không gian phóng ra. Oa 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 oa. Từng tiếng gầm rú không ngừng vang lên, 10 vạn răng cưa điểu xuất hiện ở hắc giữa sông, chút nào không chịu hắc nước sông hạn chế. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối răng cưa điểu vương hạ một đạo mệnh lệnh, kế tiếp 10 vạn răng cưa điểu hợp thành một cái thật lớn hình chữ nhật, hoàn toàn đem Dương Nghị Vân mấy người bao vây ở bên trong, hơn nữa đối với 8 chân cá sấu triển khai tính áp đảo cắn nuốt, hoàn toàn là cắn nuốt. Bỗng nhiên lập tức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, phương đông người sắt mấy cái nhìn Dương Nghị Vân, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Nhiếp hồn lão tổ lại là trong lòng tràn ngập chấn động. Không nghĩ tới cái này chủ nhân một chút ở triệu hoán tới nhiều như vậy răng cưa điểu, đối với này đó răng cưa điểu hắn tự nhiên là biết đến, đồng dạng là quần cư hung thú, chiếm cứ ở vực sâu tồn tại, luận đơn đả độc đấu không có người sẽ sợ hãi răng cưa điểu, nhưng quần thể công kích, chẳng sợ hắn đúng vậy tiên vương đại viên mãn tu vi cũng muốn kiêng kỵ, lúc trước tiến vào vực sâu thời điểm, nhiếp hồn lão tổ cũng là lặng yên tiến vào, cũng không có đi trêu chọc răng cưa điểu. Hiện tại không nghĩ tới Dương Nghị Vân thế nhưng triệu hoán như thế khổng lồ răng cưa điểu xuất hiện, quả thực là. Ai có thể thao tác răng cưa điểu? Hắn là làm không được, nhưng hiện tại sự thật chứng minh Dương Nghị Vân làm được. Hơn nữa trọng điểm là răng cưa điểu đối tám chân cá sấu quả thực là thiên địch khắc tinh. Nhiếp hồn lão tổ trong lòng thực chấn động, nhìn răng cưa điểu đàn đưa bọn họ mấy cái bao vây lại, một bên cắn nuốt tám chân cá sấu một bên nhanh chóng hướng về đáy sông mà đi. Tốc độ so với bọn hắn phía trước nhanh không biết nhiều ít lần, thật sự là đối Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trong lòng chịu phục. Không đến nửa canh giờ bọn họ liền ở 10 vạn răng cưa điểu hộ giá hộ tống chung đến đáy sông. Hướng về chạy đi đâu? Đến đáy sông sau, Dương Nghị Vân hỏi nhiếp hồn lão tổ. Hắc hà chỗ nào phi thường đại, nhưng đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ tất nhiên chỉ tồn tại một chỗ. Chủ nhân chúng ta hướng nam đi cây số. Liền sẽ để đáy sông một tòa đá ngầm sơn, yêu vương động phủ liền ở đá ngầm sơn. Nhiếp hồn lão tổ nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu đối với răng cưa điểu vương hạ lệnh, hướng nam đi. Kỳ thật tới rồi đáy sông sau truy kích bọn họ tám chân cá sấu đã rất ít, 10 vạn răng cưa điểu tạo thành thật dài đại trận, tới nhiều ít đều có thể cắn nuốt nhiều ít.
một đường xuống dưới cũng không biết 10 vạn răng cưa điểu cắn nuốt nhiều ít 8 chân cá sấu, dù sao Dương Nghị Vân còn cảm đều ăn no căng giống nhau, dựng lên hắn cảm nhận được này 10 vạn răng cưa điểu tựa hồ lực lượng còn cường đại rồi vài phần, điểm này hiển nhiên cùng cắn nuốt 8 chân cá sấu có quan hệ. Với hắn mà nói là chuyện tốt, này đó răng cưa điểu càng là cường đại, thực lực của hắn tự nhiên đi theo cường đại. Khống chế răng cưa điểu vương hậu, chẳng khác nào khống chế 10 vạn răng cưa điểu, ngày sau càn khôn hồ không gian những cái đó trứng chim trồi lên tới, Dương Nghị Vân lại là gần 40-50 vạn răng cưa điểu đại quân. Này đó răng cưa điểu tuy rằng không có trí tuệ, nhưng răng cưa điểu vương có trí tuệ, với hắn mà nói vậy là đủ rồi, tầm thường răng cưa điểu công kích nhược một ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chém giết đối địch càng là bất kể hậu quả, quả thực là sát khí. Theo sau hướng nam cây số thực mau đến. Tiên thức chung quả nhiên phát hiện tới một tòa thật lớn đá ngầm sơn, ở trên núi Dương Nghị Vân thấy được một cái động lớn, hẳn là chính là Nhiếp Hồn lão tổ trong miệng tiến vào yêu vương động phủ nhập khẩu. Tới rồi nơi này sau truy kích 8 chân cá sấu cũng đã biến mất, bị 10 vạn răng cưa điểu đàn bữa tiệc lớn một đốn, dư lại cũng như cũ rất nhiều, chỉ là không có ở truy lại đây, tan đi, này khả năng cùng yêu vương động phủ có quan hệ. Đã không có 8 chân cá sấu truy kích. Dương Nghị Vân đem răng cưa điểu tất cả đều thu vào càn khôn không gian, có răng cưa vương ở không gian chung, 10 vạn răng cưa điểu liền loạn không được. Tiếp được bọn họ mấy cái muốn đi vào đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ. Ốc có chí ngươi xác định cứ như vậy nhảy xuống đi. Dương Nghị Vân nhìn một cái thật lớn động không đáy hỏi Nhiếp Hồn lão tổ. Nhiếp Hồn lão tổ nhìn sâu không thấy đáy đại động nói, chủ nhân nhảy xuống đi chính là, thoạt nhìn động phủ đã sớm mở ra, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Thoạt nhìn chính là động không đáy giống nhau, thật cứ như vậy nhảy xuống đi a. Bên trong là cái tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân đứng ở vực sâu giống nhau cửa động nói. Nhiếp Hồn lão tổ định liệu trước nói, chủ nhân ta đã tới một lần, người phải tin tưởng ta mới là, nếu là động phủ không có mở ra, cái này đại động căn bản sẽ không xuất hiện, chúng ta cũng nhìn không tới. Hơn nữa nhìn như sâu không thấy đáy, kỳ thật nhảy xuống đi lúc sau, có độc đáo không gian lực lượng tồn tại. Chúng ta sẽ tiến vào chân chính trong động phủ, là một phương tiểu thế giới, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hảo đi, liền nghe ngươi đi thôi nếu không phải Nhiếp Hồn lão tổ trong cơ thể bị hắn đánh vào sinh tử phù, hắn thật đúng là không thể tin được lão gia hỏa này, rốt cuộc cái này vực sâu giống nhau đại động, nhìn đều có chút khiếp hoàng. Ta xung phong Nhiếp Hồn lão tổ rất rõ ràng chính hắn định vị, ở này đó người chung, phương đông người sắt là Dương Nghị Vân huynh đệ, Lạc Dương là sư điệt. Tuyết Hương tuy rằng không biết cũng không xin hỏi, nhưng nhìn ra được tới cùng Dương mẫu nhân quan hệ rất gần, vô cùng có khả năng là chủ mẫu, còn có phía trước bị hắn thiếu chút nữa đùa giỡn cảnh sán là hắn đã biết đến chủ mẫu, tuy rằng biến mất không thấy, nhưng Nhiếp Hồn lão tổ biết là bị Dương Nghị Vân thu vào động thiên phúc địa chung. Đối Dương mẫu nhân cái này chủ nhân Nhiếp Hồn lão tổ càng là hiểu biết liền càng là nhìn không thấu, cũng liền càng không dám lỗ mãng chơi tâm nhãn, lang bạt mạo hiểm loại sự tình này. Hắn biết hắn cần thiết đi xung phong, ít nhất muốn ở Dương Nghị Vân trước mặt có cái hảo biểu hiện. Cứ việc đã thần phục Dương Nghị Vân, nhưng Nhiếp Hồn lão tổ như cũ trong lòng có chút chột dạ, rốt cuộc phía trước chảo quá Dương Nghị Vân đại tướng Mông Điềm, còn đùa giỡn quá cảnh sán cái kia chủ mẫu, ai biết Dương mẫu nhân có thể hay không thu sau tính sổ. Cho nên a, Nhiếp Hồn lão tổ muốn khích lệ biểu hiện chính mình, hy vọng có thể làm Dương mẫu nhân nguôi giận, đừng ngày sau tìm hắn tính sổ. Sống thành nhân tinh ốc có trí, tự hào Nhiếp Hồn lão tổ, lúc này ý nghĩ là phi thường rõ ràng, nhảy liền nhảy vào đại động. Đích xác Dương Nghị Vân đến bây giờ mới thôi, đối Nhiếp Hồn lão tổ là có bất mãn, ai làm lão gia hỏa này liền hắn nữ nhân đều tưởng đùa giỡn. Bất quá, này một đường đi tới, Nhiếp Hồn lão tổ biểu hiện vẫn là không tồi, cái này làm cho hắn đều không có lấy cớ đi làm khó dễ lão gia hỏa này. Lúc này nhìn đến Nhiếp Hồn lão tổ nhảy xuống tiến vào vực sâu đại động. Dương mẫu nhân trong lòng oán khí thật là tiêu tán một ít. Từ điểm này thượng xem, Nhiếp Hồn lão tổ cái này tu luyện mấy vạn năm lão gia hỏa thật không phải sống uổng phí, đối nhân tâm phỏng đoán là thực chuẩn xác. Theo sau Dương Nghị Vân cùng phương đông người sắt mấy cái lần lượt nhảy xuống. Ở nhảy vào đại động lặn xuống 100 mét thời điểm, quả thực cảm nhận được một cổ vô hình khí chàng tồn tại, thật là không gian lực lượng hơi thở. Cùng Nhiếp Hồn lão tổ lời nói giống nhau. Này cổ khí chàng tồn tại chi lực cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mọi người đều không có phản kháng. Quả nhiên, tại hạ một khắc đại gia bỗng nhiên cảm thụ tựa hồ thân thể một chút hãm vũng bùn cảm giác, lại như là muốn xuyên qua cái gì cách trở, đây là vô hình chung xuất hiện lực lượng,
nhưng đều không có nguy hiểm. Quá trình có chút thong thả, vài phút sau đại gia cảm thụ trên người một nhẹ, trong tầm mắt đại lượng, rộng mở thông suốt lên. Quả nhiên là một cái độc lập tiểu thế giới xuất hiện. Nơi này không có hắc thủy, không có hắc ám, có sơn có thủy có rừng cây, nhìn qua vạn dặm trời quang, nhưng không có thái dương tồn tại. Trong không khí có cổ xưa tang thương hơi thở, đây là hồng hoang hương vị. Chủ nhân chúng ta vào được. Bên tai vang lên Nhiếp Hồn lão tổ thanh âm. Dương Nghị Vân thích ứng hoàn cảnh, nhìn xem phía sau mọi người đều đến đông đủ, nhưng là phía sau cũng không có tiến vào thời điểm nhập khẩu, liền hỏi Nhiếp Hồn lão tổ, thì đơn nhập khẩu. Đến lúc đó như thế nào đi ra ngoài? Nhiếp Hồn lão tổ cười nói, chủ nhân yên tâm, nơi này mở ra là vạn năm một lần, nhưng tiến vào giả dừng lại thời gian lại là hữu hạn, chỉ có ngàn năm thời gian, ngàn năm thời gian vừa đến, chúng ta sẽ này một phương không gian lực lượng tự động truyền tống đi ra ngoài, đường đi ra ngoài lại là ở nguyền rủa nơi một chỗ cổ di tích phế tích, cái này nhưng thật ra không quan trọng. Ngàn năm thời gian, Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, ngàn năm thời gian với hắn mà nói nhưng có điểm dài quá. Đúng vậy, liền ngàn năm thời gian, Nhiếp Hồn lão tổ có chút không rõ nguyên do. Thời gian có chút dài quá, Dương Nghị Vân có chút buồn bực, chẳng lẽ tiến vào lúc sau, nghĩ ra đi nhất định phải chờ 1000 năm. Đối hắn tới nói ngàn năm thời gian đích xác có chút trường, hắn còn nghĩ đi cửu trọng thiên tìm lão nhân, càng là nghĩ muốn đi tứ phương phi thăng chỉ nhìn xem vân môn đệ tử các thân nhân có hay không phi thăng tiên giới. Không nghĩ tới ở chỗ này muốn nghỉ ngơi ngàn năm thời gian như vậy trường. Này cũng không phải là hắn muốn. Chủ nhân a, ngàn năm mà thôi, tu luyện bế quan một lần, búng tay vung lên mà thôi, điểm này thời gian ta đều cảm giác quá ngắn ngủi, người muốn đi thủy tinh nói bia trước, phàm là có điểm lĩnh ngộ mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Nhiếp Hồn lão tổ đương nhiên nói. Phương Đông người sắt cũng nhếch miệng nói, chính là, 1000 năm thời gian đối chúng ta tới nói thật có điểm ngắn ngủi, cho nên thời gian quý giá đại gia nắm chặt thời gian, nơi này nếu là đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ thế giới. Như vậy thám hiểm tầm bảo chính là cái thực hao phí thời gian quá trình, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Ách! Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, 1000 năm thời gian a, ở hắn xem ra thật là rất dài rất dài. Nhìn xem mấy người này, bao gồm Lạc Dương cùng Tuyết Hương ở bên trong, tựa hồ đều không tuyệt đối ngàn năm thời gian rất dài. Nghĩ lại Dương Nghị Vân tưởng tượng, lại cũng minh bạch, cái này hắn xuất thân có quan hệ. Hắn là phàm nhân tu đạo, sinh ra ở địa cầu. Từ nhỏ đến lớn tầm mắt chú định hắn đối thời gian cách cục, ở trên địa cầu người sống 100 năm chính là chân chính thọ, quản chi là đi lên tu chân chi lộ, cho tới bây giờ tu luyện thành tiên, tới tiên giới, loại này thời gian quan niệm là rất sâu. Hơn nữa Phương Đông người sát cùng Lạc Dương bọn người là sinh ra tiên giới, từ sinh ra thời gian cách cục liền chú định, so với hắn đại khí đến nhiều. Đừng nói tiên nhân, cho dù là người tu chân, tu luyện bế quan đều là hàng trăm hàng ngàn năm. Tiên nhân đặc biệt là đột phá tới rồi tiên quân trình tự tiên nhân, ngàn năm thời gian thật đúng là chính là trong nháy mắt chuyện này. Tiên nhân bế quan tu luyện, một lần thâm trình tự nhập định tu luyện ngàn năm vạn năm thường có. Đích xác ngàn năm thời gian không dài. Cười khổ một chút nói, xem ra ta muốn thay đổi một chút ta thời gian quan niệm. Hắn cũng buông xuống rối rắm, tới đâu hay tới đó đi. Đích xác nếu là có cơ duyên nói, một lần tu luyện ngàn năm thời gian thực mau liền đi qua. Chính như Nhiếp Hồn lão tổ lời nói, tu luyện tới rồi tiên quân trình tự sau, một lần hiểu được có lẽ đều sẽ qua đi mấy trăm năm, như vậy tưởng tượng ngàn năm cũng không phải thật lâu. Lúc này Lạc Dương lại ra tiếng hỏi Nhiếp Hồn lão tổ nói, người vừa rồi nói cái gì thủy tinh nói bia là cái gì? Dương Nghị Vân vừa nghe cũng nhìn về phía Nhiếp Hồn lão tổ, tiến vào phía trước nhưng không nghe Nhiếp Hồn lão tổ nói lên quá cái gì thủy tinh nói bia. Hơn nữa nơi này lẽ ra là đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ. Chiếm cứ thủy tinh hai chữ, nhưng tiến vào lúc sau, này một phương tiểu thế giới hoàn toàn là sinh cơ bừng bừng lục u hoàn cảnh, một đinh điểm chính là không có nhìn đến cùng thủy tinh có quan hệ sự vật. Nghe Lạc Dương như vậy vừa hỏi, hắn cũng có chút tò mò, Nhiếp Hồn lão tổ sẽ nói như thế nào? Chẳng lẽ lão gia hỏa này ỷ vào hắn đã tới nơi này một lần, chơi tâm nhãn? Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Mỗ Nhân ánh mắt liền không tốt lên, theo dõi Nhiếp Hồn lão tổ. Mà Nhiếp Hồn lão tổ vừa thấy Dương Mỗ Nhân hai tròng mắt không tốt, tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng giải thích nói, nơi này địa giới quá lớn, lão nô vạn năm tiến đến quá, qua đi thời gian dài như vậy, có rất nhiều sự đều sẽ quên, chủ nhân chớ trách a, thật không phải ta cố ý giấu giếm, mà là thủy tinh nói bia, chính là mọi người đều biết,
lão nô không hướng phương diện kia suy nghĩ. Được rồi, nói trọng điểm, thủy tinh nói bia là cái gì? Vì cái gì nơi này được xưng là thủy tinh sư tử động phủ, nhưng lại nhìn không tới một chút cùng thủy tinh có quan hệ sự vật. Dương Nghị Vân xem Nhiếp Hồn lão tổ ánh mắt cũng không giống như đang nói dối, có lẽ là hắn thật không nghĩ tới những việc này, cũng liền không tính toán truy cứu, lại nói lão gia hỏa trong cơ thể có hắn sinh tử phù tồn tại, lượng hắn cũng không dám chơi tâm nhãn, ngược lại có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhiếp Hồn lão tổ nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện không có truy cứu ý tứ, rốt cuộc đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, hồi bẩm chủ nhân thủy tinh nói bia, liền ở thủy tinh dưới chân núi, cụ thể là như thế nào tới lão nô không biết, nghĩ đến chính là đại yêu vương sáng tạo động phủ thời điểm sở lập, mặt trên có hồng hoang thời đại đại đạo khắc văn, xem chi nhưng nhập đạo tu luyện, phàm là tiến vào nơi này sinh linh đều sẽ đi quan khán thủy tinh nói bia, bất quá có thể lĩnh ngộ ra đồ vật thiếu chi lại thiếu. Cái này đến xem cơ duyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ nghe Nhiếp Hồn lão tổ tiếp tục nói, đến nỗi đại gia không thấy được cùng thủy tinh có quan hệ sự vật, đó là kia đến địa phương, cái gọi là thủy tinh động phủ, kỳ thật chính là một tòa thật lớn băng sơn, tọa lạc tại đây một phương thế giới ương, chúng ta đi vài trăm dặm là có thể thấy. Thủy tinh sơn mới là thủy tinh sư tử sào huyệt, thật lớn băng sơn trong vòng, chính là sào huyệt, nhưng là chia làm hai cái khu vực, có lực lượng cường đại tồn tại, vạn năm trước ta tiến vào thời điểm, cũng chỉ là đến thủy tinh động phủ tầng thứ nhất. Càng sâu chỗ căn bản liền không thực lực đi vào. Bất quá chủ nhân yên tâm, lần này tiến vào, ta nhất định có thể mang theo đại gia tiến vào càng sâu chỗ đi, nhưng là chúng ta có thể hay không tìm được thủy tinh thần thạch liền phải xem cơ duyên. Nghe được Nhiếp Hồn lão tổ nói như vậy, Dương Nghị Vân mấy người xem như minh bạch, cũng nghe hợp lý. Mấy người lẫn nhau hiểu biết một ít vấn đề sau, tiếp tục về phía trước mà đi, trên thực tế thật muốn là hỏi Nhiếp Hồn lão tổ về nơi này quan trọng vấn đề. Hắn cũng không có khả năng biết, vạn năm tiến đến thời điểm, Nhiếp Hồn lão tổ cũng chỉ là tiến vào bên ngoài. Mà thủy tinh sào huyệt chân chính đại bí mật đều ở chỗ sâu trong, rất ít có người có thể đi vào. Đoàn người vừa đi một bên hiểu biết. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn đều không có phi hành, đại gia đi bộ mà đi, vài trăm dặm mà thôi, ở chỗ này lúc sau thực mau đến. Bọn họ tiến vào thời điểm xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh, xuống núi lúc sau. Nhiếp Hồn lão tổ mang theo đại gia trực tiếp hướng về trung ương nơi mà đi, dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, mỗi người tiến vào truyền lại đưa địa phương đều không giống nhau, lần trước hắn tiến vào thời điểm, bị truyền tống ở một chỗ ao hồ. Lần này còn tính tốt, không có gì nguy hiểm tồn tại. Đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ chính là này một phương tiểu thế giới, mà này một phương tiểu thế giới trung ương vị trí, thủy tinh sơn còn lại là đại yêu vương thủy tinh sư tử sào huyệt nơi. Cũng là toàn bộ tiểu thế giới trung tâm nơi. Còn có một chút là, dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, nơi này khả năng không ngừng một cái tiến vào khẩu, ở nguyền rủa nơi địa phương khác tất nhiên còn có nhập khẩu, mà nguyền rủa nơi liên tiếp tiểu hồng hoang, bởi vì ở vạn năm trước hắn liền ở chỗ này gặp qua rất nhiều người, những người đó nhưng không đều tất cả đều là từ Hắc Hà tiến vào. Ngược lại là này tòa tiểu thế giới không có gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện quá hung hãn hồng hoang mãnh thú. Nghe đồn chỉ có thủy tinh sư tử hang ổ chỗ sâu trong có cường đại sinh linh tồn tại, phi thường nguy hiểm. Nói lên nơi này sẽ có mặt khác sinh linh tiến vào, Dương Nghị Vân cũng không kỳ quái, hắn hiện tại nghĩ chính là Độc Cô Gia những cái đó bạc trắng sát thủ, bọn họ có lẽ đã tiến vào nơi này. Lấy ra chém giết bị hắn giết chết tên kia bạc trắng sát thủ đưa tin phù vừa thấy, quả nhiên mặt trên điểm đỏ như là khoảng cách bọn họ không xa. Dương Mỗ Nhân nheo lại đôi mắt, lần này cùng Độc Cô Gia tất nhiên là đối thượng. Mọi người đều xuất hiện ở thủy tinh sư tử động phủ, hắn còn giết một cái bạc trắng sát thủ, trong tay cầm đưa tin phù, Dương Nghị Vân tin tưởng đối phương đã biết bị hắn giết chết sát thủ, nhưng lại không sao cả, hiện tại hắn nhưng không sợ Độc Cô Gia những cái đó sát thủ. Chỉ cần có Nhiếp Hồn lão tổ ở, là có thể trấn áp rất nhiều sát thủ, cứ việc hắn biết Độc Cô Gia sát thủ thủ đoạn quỷ dị, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là uổng phí. Duy nhất biến số hẳn là chính là phương đông người sắt trong miệng nói qua cửu kiếm tiên quân, đó là phong hào cường giả, bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra muốn thử xem khiêu chiến một vị phong hào tiên quân. Thực lực đều là ở trong chiến đấu cường đại lên, những lời này trước kia lão nhân liền nói quá. Dùng phương đông người sắt nói, không đi khiêu chiến một vị phong hào, liền không tính cường giả, lời này là vui đùa lời nói, nhưng... rất đúng Dương Mỗ Nhân khẩu vị. Nếu cùng Độc Cô Gia đã đối thượng, đó chính là thù địch, sớm muộn gì đều sẽ có một trận chiến, hắn đâu?
trong lòng há có thể không có cường giả chi tâm. Trở thành cường đại tín niệm trọng hạt giống đã sớm ở hắn nội tâm mọc rễ nảy mầm, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có thể đi khiêu chiến cho rằng phong hào tiên quân, đây cũng là hắn tâm nguyện. Hơn nữa hiện tại hắn có cái này tự tin, chính là muốn đi thử xem, đồng dạng là tiên quân cảnh giới, không biết hắn cái này tu thần giả cường đại, vẫn là nói cái gọi là phong hào lợi hại hơn. Thiên đạo phong hào thừa nhận phong hào địa vị, phàm là tu sĩ hạng người, đều khát vọng, đây là vô thượng vinh dự. Ai không hy vọng chính mình là bị thiên đạo tán thành cường giả? Dương Nghị Vân tự nhiên cũng hy vọng. Độc Cô gia tộc phong hào cường giả, được xưng cửu kiếm tiên quân, hiển nhiên là một vị kiếm đạo tu sĩ, lại là không biết đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Ở 10 đại phong hào tiên quân chung, danh liệt đệ tam, không hề nghi ngờ kiến thức một cường giả. Nhưng càng là như thế Dương Nghị Vân nội tâm liền càng thêm có sao động, thậm chí chính là hưng phấn. Mang theo trong lòng đối cửu kiếm tiên quân phỏng đoán bất chi bất giác chung, bọn họ trong tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy được mục đích địa. Kia tòa ngân bạch núi lớn chính là Thủy Tinh Sơn, cũng là đại yêu vương Thủy Tinh sư tử hang ổ, chủ nhân chúng ta tới rồi. Nhiếp hồn lão tổ thanh âm vang lên. Mọi người dừng lại nhìn lại, quả nhiên một tòa chỉ xuyên tận trời ngân bạch núi lớn xuất hiện, nguy nga vô cùng, lấp lánh sáng lên, nhìn qua thật đúng là ngân quang lộng lẫy, như là một tòa thủy tinh núi lớn. Mà ở trong tầm mắt này tòa cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Khoảng cách này tòa thủy tinh núi lớn cây số chính là màu ngân bạch, cây số ở ngoài một mảnh xanh biếc, như là mùa hè cùng mùa đông va chạm, rồi lại tưởng an không có việc gì. Dương Nghị Vân biết thiên nhiên hoàn cảnh ở tu sĩ trong mắt, xuất hiện bất luận cái gì cảnh tượng đều không kỳ quái, ở tu chân giới là như thế, ở tiên giới liền càng không kỳ quái. Mọi người đều không kỳ quái, nhanh hơn bước chân hướng Thủy Tinh Sơn mà đi. Cây số khoảng cách mấy người thực mau đến, bước vào cái này cây số phạm vi, giống như là bước vào cũng thủy tinh thế giới giống nhau, dưới chân đại địa hoa cỏ biến mất không thấy, thay thế chính là gương giống nhau trong suốt cứng rắn chi băng. Dương Nghị Vân phát hiện này hoàn toàn là rét lạnh cho đến sở hình thành lớp băng. Trong không khí cũng là lệnh người lãnh đến run lên khí lạnh, không thể không vận chuyển pháp lực tới chống cự. Nơi này thật đúng là kỳ lạ, Dương Nghị Vân nói thầm một câu. Nhiếp hồn lão tổ tiếp thượng nói, có người nghe đồn, này tòa thủy tinh núi lớn chính là đại yêu vương thủy tinh sư tử biến thành, thủy tinh sư tử vốn chính là hồng hoang dị chủng, thiên phú đó là băng hàn pháp tắc, loại này cách nói cũng có mức độ đáng tin, nhưng cũng có người cho rằng hình thành này tòa thủy tinh núi lớn chân chính nguyên nhân là, nơi này tồn tại băng hàn căn nguyên, nghe đồn có rất nhiều, vô số tuế nguyệt xuống dưới lại là không có người chân chính biết, bởi vì căn bản liền không có người có thể đi đến thủy tinh động chỗ sâu nhất trung tâm nơi. Càng không có người phát hiện quá nơi này có tiên thạch mạch khoáng cùng thủy tinh thần thạch, bất quá nơi này đích xác phi thường cổ xưa, hơn nữa liền tính là thủy tinh ngoài động vây một tầng, cũng tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo cùng rất nhiều di tích, toàn bộ thủy tinh động giống như là nhất tộc bị đóng băng lên đại mộ, càng là một tòa vạn động mê cung, ngẫu nhiên vũ nhục một huyệt động liền có khả năng phát hiện băng trụ tồn tại, ở băng trụ trung đóng băng thiên tài địa bảo, thậm chí là cổ xưa công pháp bí tịch từ từ. Này tòa thủy tinh sư tử động tràn ngập kỳ ngộ, lại cũng tràn ngập nguy hiểm, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật ta sở tu luyện nhiếp hồn đại pháp chính là xuất từ thủy tinh động. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, nghe được nhiếp hồn lão tổ nói hắn tu luyện nhiếp hồn đại pháp là xuất từ thủy tinh động sau, Dương Nghị Vân đều là sửng sốt, nhìn không được hỏi, còn có chuyện này. Hắn là vẻ mặt không tin, dựa theo thần ma điều cách nói, nhiếp hồn đại pháp tại thượng cổ thời đại đều đại đại nổi danh, đã sớm biến mất. Như vậy cường đại tà môn công pháp thần thông há có thể ở thủy tinh động được đến. Hơn nữa nhiếp hồn lão tổ chính mình đều nói qua, hắn vạn năm tiến đến quá nơi này, nhưng cũng đây là tiến vào tới rồi thủy tinh ngoài động vây mà thôi, ở thủy tinh ngoài động vây khu vực là có thể có nhiếp hồn đại pháp bực này cường đại bí pháp. Đánh chết hắn đều không tin, cho rằng lão gia hỏa này muốn ở tiến vào thủy tinh động phía trước cho bọn hắn mấy cái xử cái gì hư, tức khắc dừng lại nhìn thẳng nhiếp hồn lão tổ. Rốt cuộc nơi này chỉ có lão gia hỏa này đã tới, bọn họ mấy cái nhưng đều là lần đầu tiên, đặt chân nguyền rủa nơi, huống chi là nguyền rủa nơi trong truyền thuyết Hắc Hà đáy sông, cái này đại yêu vương động phủ. Nhiếp hồn lão tổ vừa thấy Dương Nghị Vân ánh mắt liền biết nói sai lời nói, vội vàng cười khổ trả lời, chủ nhân ngài đừng có gấp a, nghe ta nói xong. Ân, ngươi nói chúng ta đang nghe, Dương mỗ nhân nhếch miệng cười cười, nhưng là hắn tươi cười xem ở nhiếp hồn lão tổ trong mắt lại là trong lòng phát mao. Nhiếp hồn lão tổ mở miệng nói,
ta năm đó là đi theo một vị sư môn trưởng bối tiến vào, ta vị nào sư môn trưởng bối chính là một vị tiên đế, cường đại vô cùng. Đinh đinh đinh, nói trọng điểm, Dương Nghị Vân đánh gãy Nhiếp Hồn lão tổ. Khụ khụ, ngượng ngùng, ta nói trọng điểm, ân, năm đó ta đi theo ta vị nào trưởng bối tiến vào, ta tu vi không đủ thực lực vô dụng, tự nhiên không dám tiến vào thủy tinh động càng sâu chỗ, hắn cũng không cho ta đi vào, cho nên ta liền ở bên ngoài lang bạt, mà ta vị nào trưởng bối còn lại là đi càng sâu chỗ. 800 năm sau hắn từ chỗ sâu trong ra tới, nhưng lại thân bị trọng thương, hắn tìm được rồi ta lúc sau, trước khi chết đem hắn di vật chứa đựng nhẫn giao cho ta, nói là từ thủy tinh động chỗ sâu trong mang ra tới, có rất quan trọng đồ vật, một phen nói còn chưa dứt lời liền tiên đi. Xong việc ta sửa sang lại hắn chứa đựng nhẫn mới phát hiện một bộ sách cổ thần thông bí pháp, đúng là Nhiếp Hồn Đại Pháp, từ đó về sau ta tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp tu vi mới tiến bộ vượt bậc. Trừ bỏ Nhiếp Hồn Đại Pháp ở ngoài, còn có một chương cổ xưa bản đồ, mặt trên ghi lại thượng cổ tiên nhân đại mộ, thật là hồng y cùng hắc giáp đại mộ, cho nên ta trộm bọn họ thi thể. Cũng đúng là nguyên nhân này, ta mới biết được thủy tinh động chỗ sâu trong có đại bảo, còn nghĩ chính mình ở tới một lần, ta đâu tu vi đạt tới tiên vương đại viên mãn sau, bước tiếp theo liền tiên đế chi cảnh, có thể tưởng tượng muốn đột phá tiên đế chi cảnh, dữ dội khó. Liền tính là tiên vương cái này trình tự cũng hao phí ta 8.000 năm thời gian, này vẫn là bởi vì tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp, nếu không lấy ta tư chất, cuộc đời này đều đừng nghĩ đạt tới tiên vương cảnh giới, nhưng ta tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp sau liền tự tin. Càng là đã biết thủy tinh động chỗ sâu trong có đại bảo, nếu có thể phát hiện Nhiếp Hồn Đại Pháp bực này vô thượng thần thông bí pháp cùng thượng cổ luyện thể sĩ đại mộ manh mối, như vậy đồng dạng liền tồn tại bằng nhau, thậm chí chính là càng thêm cao giai trí bảo. Ta tưởng đột phá, ta tưởng thành tựu tiên đế chi cảnh, cho nên vạn năm lúc sau, ta lại một lần đi tới nguyền rủa nơi, đáng tiếc a đụng phải chủ nhân ngươi. Nhiếp Hồn lão tổ lời nói đến cuối cùng tràn đầy buồn bực. Dương Nghị Vân mấy người nghe cũng là tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới Nhiếp Hồn lão tổ tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp cùng Hồng Y, Hắc Giáp đại mộ manh mối đều xuất từ thủy tinh động chỗ sâu trong. Nếu nghe xong tâm tư cũng sinh động lên, thử hỏi ai không nghĩ trở thành cường giả. Thiên tài địa bảo ai không nghĩ muốn. Đi thôi. Dương Nghị Vân nghe xong ánh mắt lập lòe một chút, ý bảo tiếp tục đi tới. Cái này thủy tinh động chỗ sâu trong tất nhiên là đại hung hiểm nơi, tiên đế cường giả đi vào đều đã chết, bọn họ những người này dám vào đi sao? Mạo hiểm cũng muốn phân hoàn cảnh. Dương Nghị Vân nội tâm thiên nhân giao chiến, tạm thời đem vấn đề này mạnh mẽ áp chế đi xuống. Hắn đích xác cũng tưởng đột phá, khá vậy sẽ không lấy mệnh nói giỡn, tiên yến thành có thể chết địa phương, cũng thật không phải nói giỡn, muốn đi xem lại nói, không phải còn có thủy tinh nói bia cùng bên ngoài sao. Thực mau bọn họ đi tới này tòa thủy tinh núi lớn chân núi, quả nhiên thấy được một khối thủy tinh bia, cao nguyệt 30 mét bộ dáng, đứng dậy ở chân núi. Giống như là một gốc cây che trời đại thụ, cùng với nói là thủy tinh bia, càng như là một cây băng trụ. Ngân quang lấp lánh. Bọn họ nhìn lại mặt trên cái gì đều không có, chính là tinh oánh dịch thấu bộ dáng. Phương Đông người sắt nói thầm nói, này mặt trên mao đều không có, lão gia hỏa ngươi có phải hay không gạt chúng ta a? Ai là nói bia, nhưng mặt trên một cái phủ văn đều nhìn không tới. Phương Đông thiếu gia, ta làm sao dám lừa các ngươi a? Này thật là thủy tinh nói bia. Ta phía trước đều nói, muốn cẩn thận đi hiểu được, có thể hay không hiểu được đến nói trên bia đại đạo, đó là yêu cầu cơ duyên cùng ngộ tính, cái này không thể trách ta a. Nhiếp Hồn lão tổ mang theo oán giận, nếu không phải Dương Nghị Vân mặt mũi, hắn mới sẽ không đối Phương Đông người sắt giải thích nhiều như vậy. Đường đường Nhiếp Hồn lão tổ, thật đúng là nghẹn khuất. Cẩn thận quan khán, cẩn thận hiểu được, chớ có oán giận. Dương Nghị Vân mở miệng nói chuyện, hắn tin tưởng Nhiếp Hồn lão tổ sẽ không lừa đại gia. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác này khối thủy tinh nói bia đích xác không giống bình thường. Thủy tinh nói bia đích xác ở Dương Nghị Vân cảm giác trung phi thường đặc thù, hơn nữa đại đạo lĩnh ngộ yêu cầu đi dụng tâm cảm thụ, tâm phù khí táo tính tình cấp không thể được, cho nên Dương Nghị Vân đối Phương Đông người sắt nói một câu liền đứng ở nói bia trước cẩn thận đi cảm thụ, hắn có rất cường liệt cảm giác, này khối nói bia chung là có cái gì? Có lẽ là bởi vì pháp tắc khí tràng nguyên nhân, có hoặc là từ hắn trước diệt càn khôn chi linh. Sau hoa sen đen trốn đi, này hai việc sau mặc kệ là đối tâm linh vẫn là nguyên thần đều không có ràng buộc, thế cho nên làm hắn ở hiểu được phương diện mẫn cảm nhiều. Từ xuất hiện ở thủy tinh nói bia trước, hắn liền có vô hình chung trong lòng chi giác. Lúc này tới gần lúc sau, càng thêm mãnh liệt,
cho nên Dương Nghị Vân tiến lên đến gần rồi thủy tinh nói bia, nhắm hai mắt cẩn thận đi thể ngộ. Lúc này Phương Đông người sắt nhếch miệng muốn nói lời nói, nhưng lại bị Lạc Dương giơ tay ngăn cản nhỏ giọng nói, Phương Đông thiếu gia đừng quấy rầy tiểu sư thúc, hắn tựa hồ có điều ngộ. Phương Đông người sắt vừa thấy, thật đúng là. Chỉ thấy Dương Nghị Vân nhắm mắt đứng ở thủy tinh nói bia trước vẫn không nhúc nhích, mà ở trên người hắn có nhàn nhạt ngân quang lập lòe, cùng toàn bộ thủy tinh sơn giống nhau quang mang. Phương Đông người sắt cũng là tiên vương cảnh giới tiên nhân, luận tu luyện thời gian cùng kiến thức so Dương Nghị Vân mạnh hơn nhiều. Giờ phút này nhìn đến Dương Nghị Vân trên người phát sinh một màn này, nơi nào còn không rõ, Dương Nghị Vân đây là lĩnh ngộ tới rồi thủy tinh nói trên bia đồ vật. Khóe miệng trừ trừ một chút nói, thật đúng là quái thai a. Phương Đông người sắt trong lòng có chút hâm mộ Dương Nghị Vân thiên phú, ngoài miệng nói thầm, nhưng trong lòng lại cũng sinh ra kiêu ngạo chi khí, hắn Phương Đông người sắt cũng không kém, ở hắn gia gia đều trong miệng nhưng cũng là Đông Phương gia tộc cận đại đệ nhất thiên tài. Tuy rằng có khoe khoang thành phần khá vậy không sai biệt lắm nhiều ít, rốt cuộc hắn tu vi tốc độ ở toàn bộ hỗn loạn tiên thành, chính là cùng Độc Cô gia vị nào phong hào tiên quân Tề Bình. Cứ việc hắn không phải phong hào, nhưng lại là hỗn loạn tiên thành trẻ tuổi trung, nhất tuổi trẻ tiên vương. Cho nên Phương Đông người sắt tự mình cảm giác hắn thiên phú sẽ không so Dương Nghị Vân kém nhiều ít. Giờ phút này nhìn đến Dương Nghị Vân tiến vào hiểu được trạng thái, hắn cũng hít sâu một hơi, đi qua cảm thụ đi cảm thụ thủy tinh nói bia. Đương nhiên Phương Đông người sắt loại này ghen ghét không phải có địch ý, mà là một loại tốt so đối. Hắn hướng về Dương Nghị Vân có thể ở thủy tinh nói bia có điều dục lĩnh ngộ, như vậy hắn cũng có thể. Trên thực tế Phương Đông người sắt tu luyện thiên phú đích xác không kém, hỗn loạn tiên thành tuổi trẻ nhất tiên vương cái này tên tuổi cũng đã thuyết minh hắn thiên phú rất cao. Đến nỗi Lạc Dương còn lại là nhìn thoáng qua thủy tinh nói bia lúc sau liền đi tới một bên, nàng đối cái này không có hứng thú. Từ ma thần ý thức nhập thể sau, nàng liền biết nàng đã thay đổi. Loại này biến là một loại không thể nói tới, nhưng lại rõ ràng biến hóa, các phương diện đều có, tâm cảnh thượng có biến hóa, tu vi cũng là, hiểu được thượng càng là. Rất kỳ quái, cũng thực mâu thuẫn. Đối với Lạc Dương tới nói, đích xác ma thần ý thức chính là nàng bản tôn, bổn vì nhất thể, chỉ là nàng này một bộ phận là chuyển sinh giả, nghiêm khắc tới nói không tồn tại đã xảy ra tự mình tân ý thức. Chỉ là không có trước người đủ loại ký ức mà thôi. Theo thời gian sói mòn, ma thần ý thức ở nàng trong cơ thể thời gian càng dài, nàng liền càng là có thể cảm nhận được một ít việc, tỉ như chính như ma thần ý thức lời nói, luôn có một chuyến nàng cùng ma thần ý thức sẽ dung hợp thành một người. Sở bất đồng chính là, đến lúc đó ai ý thức trở thành chủ đạo. Mà nàng sở dĩ không đi cảm thụ thủy tinh nói bia là bởi vì nàng rất rõ ràng, bực này hiểu được đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí là này nàng cũng không nhiều lắm tác dụng. Có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, nàng nếu là bất hòa ma thần ý thức dung hợp, ngày sau tu vi đem vĩnh viễn dừng lại ở tiên vương lúc đầu, đây là đã chịu ma thần ý thức ảnh hưởng, hoặc là nói đã chịu chính mình bản tâm ảnh hưởng, điểm này không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi. Đệ nhị, ma thần ý thức một mặt, được xưng ma thần, Lạc Dương rất rõ ràng chi tiết, thật đúng là chính là siêu việt tiên đạo trình tự tồn tại. Từng trải cùng sở tu luyện thần thông bí pháp nhưng nói xa xa không phải tiên giới cái này trình tự sinh linh có thể ngẫm lại. Nói cách khác nàng không thiếu thần thông bí pháp, bởi vì ma thần ý thức chính là một bộ từ điển sống công pháp bí tịch giống nhau tồn tại, ở cùng trong khoảng thời gian này, ma thần ý thức vài lần ra tay giúp nàng, hoặc là nói cũng là giúp nàng chính mình, đã bày ra vài loại thần thông bí pháp. Các nàng là nhất thể, chỉ là ma thần ý thức thi triển một lần bất luận cái gì bí pháp thần thông, nàng đều có thể học được biết. Chẳng qua Lạc Dương cảm giác ma thần ý thức cố ý không triển lộ ra tới, chính là sợ nàng học đi. Ngẫu nhiên gặp được nguy hiểm lúc sau ra tay hỗ trợ, sẽ thi triển ra một ít thần thông bí pháp tới, này đó trong lúc vô ý đều xưng là Lạc Dương chính mình thủ đoạn. Cho nên nói căn bản không có tất yếu đi hiểu được thủy tinh nói bia, lại nói có ma thần ý thức tồn tại, chính là một cái đạo tâm trở ngại, nàng căn bản là hiểu được không đến cái gì. Lần này đi theo tiểu sư thúc Dương Nghị Vân tiến đến. Gần nhất là tiểu sư thúc có thể áp chế ma thần ý thức, nàng cần thiết đi theo tiểu sư thúc, thứ hai Lạc Dương cũng nghĩ đến bực này cổ xưa bí mật nơi nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm đến một loại biện pháp đem ma thần ý thức chóc ra tới. Nàng không nghĩ mất đi chính mình chủ đạo ý thức, ở nàng sâu trong nội tâm, còn chôn giấu một cái rất sâu bí mật, nàng tưởng trở thành cường giả, có một ngày cùng cảm nhận chung nhất kính yêu người kia ở bên nhau, hoặc là nói đi theo hắn bên người. Chỉ tiếc nàng chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong người kia, thực lực cảnh giới làm Lạc Dương biết chênh lệch quá lớn,
đi theo hắn bên người yêu cầu cùng chi tướng chờ cường đại thực lực tu vi, cho nên nàng tưởng nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, nàng càng không nghĩ bị ma thần ý thức chủ đạo. Trừ bỏ Lạc Dương Tuyết Hương cũng tiến lên một bước, đi thể ngộ thủy tinh nói bia, toàn thân vầng sáng lập lòe dựng lên, chiếu rọi ở trên người nàng vầng sáng so với Dương Nghị Vân còn muốn rực rỡ lóa mắt. Thực hiển nhiên Tuyết Hương cũng từ thủy tinh nói bia trung hiểu được tới rồi đồ vật. Phương Đông người sát ở trong chốc lát sau, cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Dương Nghị Vân, Phương Đông người sát, Tuyết Hương ba người trước sau ở thủy tinh nói bia trước có điều ngộ. Chỉ có Lạc Dương cùng Nhiếp Hồn lão tổ hai người, không có đi hiểu được thủy tinh nói bia, Hồng Y cùng Hắc Giáp đứng ở luyện Dương Nghị Vân ba người hai sườn hộ pháp. Đối với một màn này, Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng là tràn ngập chấn động, khiếp sợ đi theo Dương Nghị Vân bên người đều là người nào, một đám cư nhiên như thế biến thái, trước sau có ba người thành công cùng thủy tinh nói bia sinh ra hồng danh. Một đám đều là thiên phú tuyệt hảo a. Bực này hiểu được, hắn biết một vạn cái tiên nhân chung, cũng không nhất định có thể có một cái có thể với thủy tinh nói bia sinh ra nổ vang. Nhưng bọn họ này hơn nữa năm người đội ngũ cư nhiên liền có ba cái có thể cùng thủy tinh nói bia sinh ra nổ vang, kỳ thật là có chút nghịch thiên. Năm người a, trong đó ba người, đương nhiên Hồng Y cùng Hắc Giáp ngoại trừ. Đến nỗi Nhiếp Hồn lão tổ chính mình, căn bản liền không có suy xét quá, hắn không có cái kia thiên phú, vạn năm đi tới thời điểm, liền nếm thử quá. Nhìn giống nhau Lạc Dương, Nhiếp Hồn lão tổ tiến lên một bước hỏi, Lạc Dương cô nương vì sao không đi hiểu được một chút thủy tinh nói bia. Nhiếp Hồn lão tổ nhìn đến Lạc Dương căn bản liền không có đi nếm thử quá, cho nên có chút kỳ quái, hắn đối Lạc Dương không hiểu biết, nhưng lại biết là Dương Nghị Vân sư điệt, nghĩ đến cũng không phải bình thường hạng người, hơn nữa ở Nhiếp Hồn lão tổ cảm giác chung, Lạc Dương trên người có một loại làm hắn tim đập nhanh hơi thở, nhưng là rồi lại không thể nói tới. Dù sao hắn biết Lạc Dương cũng không giống bình thường. Trong lòng thực sự đối Dương mẫu nhân cái này chủ nhân là nhìn không thấu, bên người người nhìn qua đều là thiên tài hạng người. Không có hứng thú Lạc Dương nhàn nhạt nhìn giống nhau Nhiếp Hồn lão tổ trả lời, không nói đến thủy tinh nói bia đối nàng vô dụng, cho dù có dùng, nàng cũng đi xem náo nhiệt, giờ phút này cấp tiểu sư thúc bọn họ mấy cái hộ pháp so cái gì đều quan trọng. Nhiếp Hồn lão tổ quỷ dị nàng biết. Chỉ cần làm Nhiếp Hồn lão tổ cấp tiểu sư thúc ba người hộ pháp, nàng còn không yên tâm. Nhiếp Hồn lão tổ có chút xấu hổ, Lạc Dương đạm nhiên, có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, làm hắn muốn đi lôi kéo làm quen đều bộ không thượng, trong lòng cũng rõ ràng, đừng nhìn hắn thần phục Dương Nghị Vân, nhưng những người này bởi vì phía trước chiến đấu, đối hắn không yên tâm, như cũ tràn ngập đề phòng. Nếu Lạc Dương không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không tự thảo không thú vị. Trong lòng nghĩ về sau tranh thủ nhiều biểu hiện đi, những người này nhưng đều là chủ nhân bên người thân cận người, nếu là không thể đánh hảo quan hệ, hắn ngày sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa lời nói, trong sân không khí có chút yên tĩnh. Mà Dương Nghị Vân ba người hiểu được còn ở tiếp tục, lại là không biết khi nào mới có thể kết thúc. Đột nhiên, ngay sau đó Nhiếp Hồn lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giống giận một thân đối với thủy tinh nói trên bia không đánh ra một trường. Trong miệng tức giận mắng, phương nào bọn chuột nhắt dám can đảm quấy rầy. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, phía chân trời chấn động. Ngay sau đó một cái bóng trắng chợt lóe xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Toàn thân đều là ngân bạch khôi giáp, mang theo dữ tợn mặt nạ. Lần này cũng đã quấy rầy Dương Nghị Vân ba người hiểu được. Phương Đông người sát đầu tiên bị đánh gãy, bỗng nhiên mở hai mắt, mặt âm trầm nhìn lại. Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Độc cô ra bạc trắng sát thủ, ta đi ngươi bà ngoại. Thật vất vả cùng thủy tinh nói bia có nổ vang, lại bị lần này động tĩnh ngạnh sinh sinh đánh gãy, làm Phương Đông người sắt phẫn nộ rồi lên, toàn thân màu trắng khôi giáp trang điểm đúng là độc cô ra bạc trắng sát thủ. Đối với tu sĩ tới nói, tu luyện hiểu được trạng thái hạ, bị người đánh gãy đây là đại thù, cùng thế tục đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ giống nhau đại thù. Phương Đông người sắt há có thể không giận. Mà Nhiếp Hồn lão tổ lúc này kỳ thật càng thêm khẩn trương, hắn khẩn trương không phải độc cô ra bạc trắng sát thủ xuất hiện, mà là sát thủ xuất hiện đánh gãy chủ nhân Dương Nghị Vân ba người hiểu được, sợ chính là Dương Nghị Vân trách cứ, càng biết đánh gãy bực này hiểu được là bao lớn kiêng kỵ, đây là chết thù a. Hắn ở một bên hộ pháp lại bị người đánh gãy hiểu được, đây là hắn thất trách, nếu là Dương Nghị Vân trách tội xuống dưới, hắn nhưng ăn không tiêu. Cho nên lúc này Nhiếp Hồn lão tổ so Phương Đông người sát còn phẫn nộ. Lập tức liền phải sát hướng xuất hiện ở đây chung sát thủ.
phương đông người sát giờ phút này đã vọt qua đi, Nhiếp Hồn lão tổ vừa muốn nhích người hết sức, Lạc Dương lại là vèo một chút chợt lóe mà qua, hơn nữa nói, tiểu sư thúc cùng Tuyết Hương còn ở tiếp tục, người lưu lại tiếp tục hộ pháp, ta cùng phương đông đi đối phó. Nhiếp Hồn lão tổ sửng sốt quay đầu vừa thấy, quả nhiên Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương như cũ đứng ở thủy tinh nói bia hạ động cũng chưa động, hiển nhiên bọn họ còn ở tiếp tục, cái này làm cho Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng kinh ngạc đồng thời, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Dương Nghị Vân cái này chủ nhân hiểu được còn ở tiếp tục liền hảo, chỉ thiếu hắn trách nhiệm sẽ thiếu một ít. Ngay sau đó Nhiếp Hồn lão tổ đối với Hắc Giáp đại hán vung tay lên, Hắc Giáp con rối toàn thân vầng sáng chợt lóe tiến vào dự trữ chờ phân phó trạng thái, có dị động tùy thời là có thể ra tay. Đến nỗi bên kia đứng Hồng Y, hiện tại đã không về hắn, hắn cũng chỉ huy bất động, Hồng Y cũng sinh ra hoàn toàn mới ý thức, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ bảo hộ Dương Nghị Vân. Trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương bị quấy rầy cư nhiên đều không có tỉnh lại, này đến là bao lớn bao sâu hiểu được cùng thiên phú a. Quả nhiên không hổ là chủ nhân. Còn có Tuyết Hương cái này yêu tu cư nhiên cũng ở tiếp tục chung, Nhiếp Hồn lão tổ chỉ biết Tuyết Hương là yêu tu, nhưng lại không biết Tuyết Hương là cái gì yêu tộc, lúc này nhìn đến Tuyết Hương trên người vầng sáng càng ngày càng lóe sáng, so với Dương Nghị Vân còn muốn lóa mắt, khiến cho hắn giật mình. Ba người hiểu được, phương đông người sắt một cái bị đánh gãy thức tỉnh, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương tiếp tục. Nhiếp Hồn lão tổ biết này trong đó đáng quý, ở chỉ huy Hắc Giáp đại hán này tôn á thánh con rối sau, hắn đôi tay lại lần nữa bay nhanh kết ấn, đối với thủy tinh nói bia vung tay lên, lại là bày ra một cái thật lớn kết giới, đem toàn bộ thủy tinh nói bia, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thở hổn hển khẩu khí, Nhiếp Hồn lão tổ cuối cùng lại yên tâm vài phần, hiện tại ngươi không sợ người quấy rầy Dương Nghị Vân cùng Tuyết Thơm. Mà lúc này giữa sân không khí dao động lại một lần đại động, Nhiếp Hồn lão tổ nheo lại mắt xoay người nhìn về phía phương đông người sắt cùng Lạc Dương phương hướng, mấy chục mét ở ngoài, phương đông người sắt đã cùng bạc trắng sát thủ giao thủ. Lạc Dương cũng nhào tới, nhưng lại ở thời điểm này, bốn phía trống rỗng lại xuất hiện 5 người. Giống nhau như đúc trang phẫn người, thân xuyên bạc trắng khôi giáp, mang theo mặt nạ, thêm lên vừa lúc 6 người, lại là một chút đem phương đông người sắt cùng Lạc Dương vây quanh lên. Ở Nhiếp Hồn lão tổ trong mắt, tất cả đều là thuần một sắc tiên quân đại viên mãn tu vi. Nhưng hắn cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì phương đông người sắt cùng Lạc Dương đều là tiên vương lúc đầu tu vi, đối phó 6 cái tiên quân hẳn là không khó. Về độc cô ra bạc trắng sát thủ trên thực tế Nhiếp Hồn lão tổ cũng chỉ là phía trước nghe Dương Nghị Vân nói qua, trước kia cũng không biết, hắn tuy rằng cũng là hỗn loạn tiên vực tu sĩ, nhưng lại đối hỗn loạn tiên thành chút nào không thân. Tiên vực cùng tiên thành kém một chữ, nhưng lại là cách biệt một trời. Toàn bộ hỗn loạn tiên vực phi thường đại, hỗn loạn tiên thành cũng chỉ là trong đó một tòa thành trì mà thôi, mà hắn Nhiếp Hồn lão tổ lại ở hỗn loạn tiên vực mặt khác nơi tu luyện, không thuộc về tiên thành. Đối hỗn loạn tiên thành độc cô ra sát thủ không hiểu biết cũng bình thường. Phương đông người sát cùng Lạc Dương đối mặt 6 cái tiên quân, nghĩ đến cũng không nói chơi, hắn chức trách là cho Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương hộ pháp, đây mới là hắn nên làm. Chỉ là quan chiến nhìn nhìn, Nhiếp Hồn lão tổ sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên, hắn biết hắn coi thường 6 cái bạc trắng sát thủ. Lợi hại chỗ không phải bọn họ tự thân tu vi, mà là 6 người hợp thành một loại quỷ dị trận pháp. Thế nhưng ở phương đông người sắt cùng Lạc Dương hai đại tiên vương trên tay, không chỉ có ngăn cản ở tiên vương công kích, lại còn có ẩn ẩn chung bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Thực sự làm Nhiếp Hồn lão tổ giật mình lên. Liền vào giờ phút này một thanh âm đột nhiên truyền Nhiếp Hồn lão tổ trong tai. Đi giúp người sắt cùng Lạc Dương, tốc chiến tốc thắng, giết 6 cái sát thủ. Nhiếp Hồn lão tổ nghe được thanh âm này, sửng sốt lúc sau phản ứng lại đây, xoay người vừa thấy nói. Chủ nhân ta phải cho ngươi cùng Tuyết Hương cô nương hộ pháp. Đừng vô nghĩa, ta nơi này không cần lo lắng, có Hồng Y ở cũng đủ, hơn nữa ta mau kết thúc, ngược lại là độc cô ra những cái đó bạc trắng sát thủ khó chơi, nhưng không đơn giản là tu vi chênh lệch vấn đề, bọn họ thủ đoạn quá quỷ dị, ta nhưng không hy vọng ra vấn đề, mau chóng ra tay giết bọn họ. Dương Nghị Vân không cần nghi ngờ nói. Hảo, ta đây liền đi. Nhiếp Hồn lão tổ nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, cũng không dám nữa nhiều lời. Vung tay lên mang theo Hắc Giáp đại hán nhằm phía 6 cái bạc trắng sát thủ. Nếu Dương Nghị Vân đều nói độc cô ra bạc trắng sát thủ không đơn giản, kia khẳng định liền có chỗ hơn người, hơn nữa lúc này Nhiếp Hồn lão tổ cũng đã nhìn ra, này đó sát thủ đích xác khó chơi, thủ đoạn tầng ra bất quần, 6 người tạo thành trận pháp, công phòng nhất thể, uy lực thêm vào cư nhiên lớn gấp 10 lần,
chống chọi mềm tới đều thực sắc bén. Đương hắn xông lên đi sau, thao tác hắc giáp đại hán chém giết, muốn quấy rầy sáu gã sát thủ trận pháp, nhưng lại là ở hắc giáp đại hán ra tay lúc sau, làm nhiếp hồn lão tổ kinh tủng một màn xuất hiện. Sáu cái sát thủ nháy mắt biến mất không thấy, cảm thụ không đến chút nào hơi thở, một chút dao động đều không có nhộn nhạo dựng lên. Này cũng thật không phải tầm thường thủ đoạn, bất luận cái gì che giấu phương pháp đều là có hơi thở dao động, càng là có dấu vết để lại, nhưng tại đây một khắc nhiếp hồn lão tổ cư nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở. Không phải tầm thường thủ đoạn a. Xem ra vẫn là xem nhẹ này đó sát thủ. Nhiếp hồn lão tổ trong lòng nghĩ, lại là chợt lóe thân xuất hiện ở đây Trung Hòa Phương đông người sắt, Lạc Dương lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau. Hơn nữa hắn cũng không sợ, chung quy hắn chính là đường đường tiên vương đại viên mãn tồn tại, liền tính là sáu cái sát thủ thủ đoạn ở quỷ dị, hắn cũng có biện pháp giết bọn họ, nếu không còn như thế nào được xưng nhiếp hồn lão tổ, không bằng tìm đậu hủ một đầu đâm chết đánh đổ. Vèo. Từng đạo bóng trắng bỗng nhiên chớp động mà đến, cơ hồ là dán bọn họ ba người xuất hiện, vô thanh vô tức. Nhiếp hồn lĩnh vực. Nhiếp hồn lão tổ trầm giọng một giống, lại là nháy mắt hình thành nhiếp hồn lĩnh vực, tức khắc trầm trọng âm sát khí tràn ngập, cây số trong vòng cái gì cũng nhìn không tới. Hừ, nho nhỏ sát thủ mà thôi, tìm chết. Nhiếp hồn lĩnh vực trong vòng vang lên nhiếp hồn lão tổ thanh âm, ngay sau đó là từng tiếng nổ vang. Giờ phút này Dương Nghị Vân đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, hoặc là nói hắn ở nhất tâm nhị dụng, từ lúc bắt đầu liền buông ra tiên thức, ở quan sát trong sân sáu cái bạc trắng sát thủ cùng phương đông người sắt chiến đấu. Đương hắn nhìn đến nhiếp hồn lão tổ thi triển ra nhiếp hồn lĩnh vực lúc sau, lại là yên tâm. Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ thanh danh rất lớn, nhưng hắn tin tưởng nhiếp hồn lão tổ ra tay, định có thể bắt lấy, nếu không chẳng phải là phế vật. Đường đường tiên vương đại viên mãn. Tu luyện nhiếp hồn đại pháp, càng là có một tôn á thánh cấp khác con rối, bị nói sáu cái sát thủ, liền tính là 600 cái cũng có thể bắt lấy tới. Đối với Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ tình huống, hắn tự nhiên biết, nguyên bản là có 7 người, hơn nữa một vị thống lĩnh cửu kiếm tiên quân, hẳn là 8 người đoàn đội, bất quá phía trước bọn họ phái ra một người tới giết bọn hắn, bị hắn phản sát ở nguyền rủa nơi lối vào. Hiện tại xuất hiện 6 cái sát thủ, tự nhiên còn có một người không xuất hiện. Mà không xuất hiện hiển nhiên chính là cửu kiếm tiên quân. Dương Nghị Vân biết cửu kiếm tiên quân nhất định ở phụ cận, chỉ là không biết vì cái gì hắn không có hiện thân. Lúc này hắn làm nhiếp hồn lão tổ ra tay, chính là tưởng bức bách âm thầm cửu kiếm tiên quân hiện thân, chờ nhiếp hồn lão tổ ra tay chém giết sáu cái bạc trắng sát thủ, Dương Nghị Vân cũng không tin cửu kiếm tiên quân còn có thể trầm ổn. Sát thủ giết người không từ thủ đoạn, âm u vô cùng, tránh ở âm thầm rất nguy hiểm. Nhưng xuất hiện ở bên ngoài liền dễ làm. Chỉ cần xuất hiện liền có dấu vết để lại, không cần đi thời khắc đề phòng. Cửu kiếm tiên quân không có hiện thân là tai họa ngầm, đây cũng là hắn bằng không nhiếp hồn lão tổ cho hắn hộ pháp nguyên nhân, chính là muốn dẫn ra cửu kiếm tiên quân, làm như vậy tuy rằng nguy hiểm, cửu kiếm tiên quân vô cùng có khả năng sẽ đối hắn ra tay, nhưng hắn không sợ. Ngược lại là có chút chờ mong cùng chi nhất chiến. Ngay từ đầu hắn kỳ thật căn bản là không có tiến vào thủy tinh nói bia hiểu được, chỉ là hắn thông qua nguyên thần lực lượng thấy được thủy tinh nói bia chung một ít đồ vật, nhìn như là hắn tiến vào hiểu được trạng thái, kỳ thật không có. Bên trong đồ vật lại cũng làm hắn được lợi không ít, lúc này cũng mau xem xong rồi. Ngược lại hắn phát hiện bên người Tuyết Hương mới là chân chính tiền lời giả, thật đánh thật tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nghĩ đến, Tuyết Hương là yêu tu. Nơi này là thủy tinh sư tử đạo tràng, yêu tộc truyền thừa hiểu được tự nhiên từ yêu tộc tới lĩnh ngộ, so với nhân tộc cường đại. Trong lòng cũng thực vui mừng, vì Tuyết Hương cao hứng, hắn cảm giác tới rồi Tuyết Hương tu vi ở tăng trưởng chung. Đến lúc đó hắn có chút buồn bực, không có bực này hiểu được trạng thái, tâm cảnh cũng không có tăng trưởng. Bất quá lại cũng coi như có một hồi cơ duyên, cho rằng hắn thông qua nguyên thần thấy được thủy tinh nói bia chung, cư nhiên tồn tại ba đạo khắc văn. Lúc này hắn đang ở nỗ lực ghi khắc ba đạo khắc văn. Sở dĩ coi trọng, là bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện, thủy tinh nói bia nhìn thấy ba đạo khắc văn cùng côn bằng chứng thượng cái loại này khắc văn là một cái kịch bản. Côn bằng chứng là cái gì cấp bậc? Đó là siêu việt tam giới tồn tại, vô pháp tưởng tượng cường đại tồn tại, xa không nói, côn bằng hắn là chưa thấy qua, nhưng là côn bằng chứng đã có thể ở hắn càn khôn hồ không gian chung. Có rất nhiều thứ chỉ cần làm thúc dục côn bằng chứng thượng những cái đó khắc văn là có thể làm hắn hóa hiểm vi di, nhất rõ ràng chính là côn bằng chứng có thể trấn áp Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức,
chỉ này điểm này đã nói lên côn bằng chứng thượng những cái đó khắc văn không giống bình thường. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, cư nhiên ở thủy tinh nói bia chung hắn thấy được cùng loại côn bằng chứng thượng khắc văn, đương nhiên không phải giống nhau, nhưng tuyệt đối là một cái con đường khắc văn, tổng cộng ba đạo. Mắt thường nhìn không tới bên trong bất luận cái gì phù văn, thậm chí ngay từ đầu hắn sử dụng quá càn khôn chi mắt, cũng là không có nhìn đến có cái gì tồn tại, bất quá cảm giác chính là có, cái này cảm giác liền tới tự với nguyên thần. Lần trước hắn lấy mệnh tinh thần tượng thi triển quá thuần dương mặt trời chó trang chú cùng bát bộ thiên long kinh cùng nhiếp hồn lão tổ chém giết, xu thế nguyên thần chi lực, liền phát hiện nguyên thần cùng bản mạng thần tượng chi gian thật giống như là trời sinh một đôi cái loại này quan hệ, biên làm bản mạng thần tượng với nguyên thần kết hợp. Bản mạng thần tượng vào ở nguyên thần chung cũng không có phát sinh hắn trong tưởng tượng cái loại này kinh thiên địa kỳ quái thần biến hóa, chính là một loại phi thường vững vàng vào ở hợp nhất, song việc hắn cũng không có lại đi nghiên cứu quá, nhưng lại là lần này quan khán tạp thủy tinh nói bia thời điểm, cho hắn một kinh hỉ. Không nghĩ tới thúc giục nguyên thần lúc sau, nhưng nguyên thần mở hai mắt lúc sau, liền thấy được thủy tinh nói bia chung ba đạo khắc văn. Đây là trước kia chưa từng có sự tình, nhưng là hiện tại hắn phát hiện bất đồng. Hơn nữa trong đó có hai loại hoàn toàn bất đồng tiên thức. Dương Nghị Vân phát hiện tân đại lục. Cái này thật lớn biến hóa đến từ chính, bản mạng thần tượng cùng nguyên thần hợp nhất lúc sau. Phía trước không đi lưu ý quá nguyên thần cùng bản mạng thần tượng dung hợp biến hóa, lần này đứng ở thủy tinh nói bia trước, hắn liền phát hiện nguyên thần biến hóa. Thủy tinh nói bia trong vòng cảm nhận được có cái gì, cũng là đến từ nguyên thần, thúc giục nguyên thần mở hai mắt lúc sau, mới phát hiện bên trong có ba đạo khắc văn tồn tại. Còn có chính là nguyên thần cùng bản mạng thần tượng từng người cụ bị tiên thức. Trước kia đi, tiên thức đến từ nguyên thần, hắn tiên thức lớn nhất đạt tới vạn mét khoảng cách. Mấu chốt là ở tiên giới rất nhiều đặc thù địa phương tiên thức đều không thể sử dụng, mà lần này lại là phát hiện ra nguyên thần có được tiên thức ở ngoài, hắn bản mạng thần tượng cư nhiên cũng có tiên thức, hoặc là nói là cùng loại tiên thức giống nhau thiên phú lực lượng. Tiên thức chi lực, đối với tu sĩ hạng người tới nói, chính là một loại đôi mắt giống nhau thiên phú. Nhưng cùng mắt thường sở coi lại có thật lớn khác nhau, cái này khác nhau ở chỗ, tiên thức lực có thể toàn phương vị nhìn đến muốn nhìn đến hết thảy, hơn nữa từng tí đều có thể tỉ mỉ hiện ra ở trong óc. Đây là tu luyện giao cho mỗi một cái tu sĩ hạng người thiên phú. Có thể nói không có gì ưu thế, mỗi cái tu sĩ đều có, sở bất đồng chính là ai tiên thức phóng xuất ra khoảng cách xa hơn mà thôi. Từ đi vào tiên giới lúc sau, Dương Nghị Vân liền phát hiện, tiên giới thiên đạo pháp tắc hạn chế. Hắn tiên thức xa xa không bằng tu giả giới thời điểm, từ nay về sau cũng không có thể đi nghiên cứu quá tiên thức, dù sao cũng cảm giác không dùng được. Nhưng là lần này phát hiện bản mạng thần tượng trong vòng cư nhiên cũng có cùng loại tiên thức giống nhau thiên phú lúc sau Dương Nghị Vân chính là có chút kinh ngạc, thử đem hai loại tiên thức đi xác nhập, ngay sau đó lại là cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Quanh một chút, nguyên thần cùng bản mạng thần tượng tiên thức chi lực cư nhiên ở nháy mắt dung hợp, có thể nói song mỹ kết hợp. Hơn nữa hắn lập tức đã đột phá tới rồi vạn mét ở ngoài, chút nào đều không có đã chịu nơi này lực lượng trở ngại, hắn không có lại đi kéo dài, mà là thu trở về, nơi này dù sao cũng là đại yêu vương động phủ, không chừng có cái gì lực lượng tồn tại, nhưng đừng ở chỗ này loại nếm thử dưới có hại, muốn thử xem hiệu quả chờ sau khi ra ngoài cũng không muộn. Trọng điểm là Dương Nghị Vân phát hiện bực này kết hợp lúc sau thiên phú bất đồng, tạm thời còn nói không lên bất đồng. Đương nhiên lúc này hiện ra ở trong óc bực này thiên phú đã không thể ở kêu tiên thức, Dương Nghị Vân cho rằng càng hẳn là kêu thần thức. Bởi vì là nguyên thần cùng bản mạng thần tượng kết hợp, mà hắn càng tu luyện chính là thần đạo công pháp, xưng là thần thức càng chuẩn xác. Thần kỳ một chút là, giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện hắn hoàn toàn mới thần thức, không phải toàn phương vị khuếch tán mà đi, mà là thẳng tắp hành trình, hoàn toàn là một cái thẳng tắp trực tiếp mà đi, như thế tình huống mới một chút đột phá vạn mét ở ngoài. Loại này thẳng tắp cảm giác giống như là vươn đi một cái thật dài cánh tay giống nhau, giàu có lực lượng cùng cảm giác, phi thường kỳ diệu. Đồng dạng biểu hiện một đôi đi xa đôi mắt, có thể thoát ly thân thể đi xa. Dù sao cũng phải tới nói, cùng trước kia tiên thức bất đồng, lần này hai người hợp nhất lúc sau, phát sinh biến hóa là, càng có khuynh hướng cảm xúc. Đúng vậy, Dương Nghị Vân cuối cùng cảm thụ chính là thần thức lực có khuynh hướng cảm xúc, thực chất hóa cảm giác, tựa hồ có thể công kích chi dùng. Đây là một cái phi thường ghê gớm biến hóa. Dương Nghị Vân có cảm bực này thần thức còn sẽ có nhiều hơn diệu dụng, ngày sau hắn sẽ đi chậm rãi khai quật ra tới. Lần này xem như đem tiên thức thăng cấp một cái cấp bậc, tiến hóa thành thần thức.
Dương Nghị Vân biết đây là một cái biến chất. Hiện tại thần thức chi lực mới cùng hắn tương xứng đôi. Đầu tiên đắc lực đó là dùng thần thức đem thủy tinh nói bia chung ba đạo khắc văn ấn tới rồi trong đầu. Sở dĩ nói là ấn, là bởi vì hắn là dùng hoàn toàn mới thần thức tiến vào tới rồi thủy tinh nói bia chung, rồi sau đó giống như thực chất hóa chạm đến giống nhau cùng chi đụng chạm, mỗi dùng thần thức đụng chạm đến một cái khắc văn, này khắc văn liền sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu. Vô cùng rõ ràng, khắc văn chung quy là muốn khắc họa ra tới, mà hắn thần thức Dương Nghị Vân liền cảm giác có thể khắc họa ra tới. Ba đạo khắc văn nhất nhất bị Dương Nghị Vân khắc họa ở trong óc bảo tồn xuống dưới. Tuy rằng hắn không biết này ba đạo khắc văn đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng lại có dự cảm, chỉ cần hắn khắc họa ra tới, ba đạo khắc văn sẽ có lực lượng cường đại xuất hiện. Khắc văn chính là đại đạo diễn biến phù văn, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo chi uy, tự nhiên không phải là nhỏ. Có lẽ là vận mệnh chú định chủ động, lại có lẽ là trùng hợp, Dương Nghị Vân cảm giác mặc kệ là vừa rồi đạt được ba đạo khắc văn, cũng hoặc là tiên thức tiến hóa thành thần thức, đều là vì hắn lượng thân định chế giống nhau. Có cái mấu chốt là hắn được đến sinh tử phù kinh tiên đế truyền thừa, chính là khắc họa phù văn, hơn nữa là nguyên thần cùng pháp lực khắc họa, hiện tại hắn thần thức tiến hóa lúc sau, thật giống như là nguyên thần trong tay xuất hiện vẫn luôn thần bút, có thể tùy tâm sử dụng đi khắc họa phù văn. Cho nên hôm nay phát sinh biến hóa này quả thực với hắn mà nói chính là lượng thân đặt làm. Tóm lại đây là thiên đại chuyện tốt. Bên này Dương Nghị Vân khắc họa hoàn thành ba đạo khắc văn, mở hai mắt, hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe, nhìn thoáng qua bên người Tuyết Hương, đã tiến vào thâm trình tự hiểu được chung, hơn nữa này giờ phút này Tuyết Hương trên người hội tụ tới khổng lồ thiên địa năng lượng, lại là tu vi ở nhanh chóng tăng lên, đột phá tiên quân lúc đầu cảnh giới. Hơn nữa cũng không có dừng lại, ở bay nhanh tăng trưởng chung. Nhìn đến Tuyết Hương trên người phát sinh biến hóa, Dương Nghị Vân cũng cao hứng. An an tĩnh tĩnh bảo hộ ở Tuyết Hương bên người, loại này thời điểm hắn biết Tuyết Hương tu vi hiểu được quan trọng nhất, đến nỗi bên kia chiến đấu, nhiếp hồn lão tổ thi triển ra nhiếp hồn lĩnh vực lúc sau, Dương Nghị Vân chút nào liền không lo lắng, có nhiếp hồn lão tổ ở, hơn nữa phương đông người sắt cùng Lạc Dương, sáu cái độc cô da bạc trắng sát thủ bị giết là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại liền xem âm thầm cửu kiếm tiên đế khi nào hiện thân. Đối này Dương Nghị Vân thời khắc cảnh giác giả. Đối mặt cho rằng phong hào tiên quân, vẫn là sát thủ xuất thân tồn tại, Dương Nghị Vân không dám có đại ý. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang lên, giống như là pha lê đừng gõ toái tiếng động. Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhìn lại là nhiếp hồn lão tổ bày ra kết giới ô dù tiêu tán, mà hắn trong tầm mắt 30 mét ở ngoài, không biết khi nào xuất hiện một người bối kiếm thanh niên. Dương Nghị Vân nhìn đến tên này thanh niên đệ nhất ý niệm đó là, người này là cửu kiếm tiên quân. Xem bộ dạng chính là 20 xuất đầu bộ dáng, thực tuổi trẻ, đương nhiên tiên nhân chú nhan cái này không thể giới định. Xem ngũ quan mày kiếm mắt sáng, nhưng thật ra một cái thực xinh đẹp thịt tươi bộ dáng, bất quá hắn ánh mắt lại cho Dương Nghị Vân một loại lạnh băng, một loại từ trong phát ra lạnh băng, cách thật xa xem một cái liền cảm thấy là một khối ngàn năm hàn băng cái loại này lãnh. Người này cho hắn cảm giác liền không phải một người sống, chính là một khối hàn băng. Hắn ở đánh giá. Dương Nghị Vân cũng nhìn. Hai người bốn mắt tương đối, giữa sân không khí tựa hồ càng ngày càng rét lạnh. Ngươi là cửu kiếm tiên quân. Ngươi chính là Dương Nghị Vân. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Không tồi, là ta. Dương Nghị Vân gật đầu. Cũng là ta, cửu kiếm tiên quân mở miệng. Ngay sau đó còn nói thêm, ta một người thủ hạ đã chết. Cửu kiếm tiên quân lời này có chút vô đầu ngốc nghếch. Bất quá Dương Nghị Vân lại biết hắn ý tứ. Là đang nói bị hắn chém giết tên kia bạc trắng sát thủ. Hắn tới giết ta, ta sát chi? Dương Nghị Vân trả lời đơn giản sáng tỏ. Như thế, ta giết người vậy càng có lý do. Cửu kiếm tiên quân mở miệng, tựa hồ sát Dương Nghị Vân với hắn mà nói lý do sung túc. Ta và các ngươi độc cô gia tộc nước giếng không phạm nước sông, là các ngươi tìm ta phiền toái trước đây, muốn giết ta, nhưng suy xét qua hậu quả. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói. Cửu kiếm tiên quân bình tĩnh nói, nếu người biết ta độc cô gia tộc, vậy hẳn là hiểu biết ta độc cô gia là sát thủ gia tộc, đối với sát thủ tới nói, chưa bao giờ suy xét hậu quả, chỉ cầu giết người hoàn thành nhiệm vụ. Càng không có bất luận cái gì ân oán nói đến, chỉ có người sát, không cần bất luận cái gì lý do, cũng không suy xét bất luận cái gì hậu quả, hoặc là nói trả thù, người ở trong mắt ta, chính là một cái bị giết nhiệm vụ, giết ngươi là độc cô gia nhận được nhân vật. Vốn dĩ một vị ngươi chỉ là cái tầm thường tiểu tiên quân,
phái ra một người cũng đủ, rốt cuộc ta Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ tuy là tiên quân chi cảnh, nhưng sát tiên vương cũng như sát gà cầu, không nghĩ tới các người mấy cái đích xác có điểm ý tứ, càng không nghĩ tới Phương Đông người sát cũng ở bên cạnh ngươi, này với ta mà nói liền càng có ý tứ. Quan sát ngươi trong chốc lát thời gian, vốn dĩ không nghĩ tự mình ra tay, nhưng hiện tại xem ra, ta còn là nói thầm các ngươi, bất quá cũng hảo, thật lâu không có động thủ, lần này khiến cho ta tới thử xem, người cái này ở hỗn loạn tiên thành một tay hủy diệt Tây Môn ra người, đến tột cùng có cái gì năng lực. Dương Nghị Vân nghe thứ này nói chuyện, nhưng thật ra đối hắn có chút lau mắt mà nhìn, nghe bình tĩnh lời nói chung, gợn sóng bất kinh, rồi lại lộ ra từ trong tới ngoài ngạo khí, kiêu ngạo nhưng lại không tự đại, cao ngạo cùng cẩn thận cùng tồn tại. Đây là cái khó chơi nhân vật, là cái kình địch. Dương Nghị Vân tại nội tâm cho Cửu Kiếm Tiên Quân một cái đánh giá, đồng thời hắn cũng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, người này ở hắn cảm giác chung là cái tiên quân đại viên mãn tu vi, nhưng lại cảm giác so với hắn gặp qua cao cấp tiên vương còn muốn nguy hiểm. Lần đầu tiên Dương Nghị Vân đối mặt như vậy tu sĩ, trong lòng không đế. Đây là rất ít từng có cảm giác. Sát thủ giết người, không từ thủ đoạn, lấy đạt tới mục đích vì đệ nhất. Nói cách khác, sẽ không ấn lẽ thường ra bài, bực này người, khó nhất đối phó. Hiện tại Dương Nghị Vân chỉ hy vọng Nhiếp Hồn lão tổ bên kia nhanh lên kết thúc, cũng đừng ra cái gì đường rẽ, quay đầu lại tới giúp hắn. Cùng Cửu Kiếm Tiên Quân đối cầm, hắn đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chẳng lẽ phong hào hạng người, liền thật sự như vậy cường đại? Căng chết, hắn chỉ là tứ đại cảnh giới phong hào chung, thấp nhất giai tiên quân trình tự, không đến mức như vậy cường đi. Nói thật Dương mỗ nhân thật là có điểm không tin tà. Nhưng lại cũng nhìn không thấu Cửu Kiếm Tiên Quân, không biết người này đến tột cùng có gì thủ đoạn. Chém giết đối địch, khó chơi cũng không biết địch quân chi tiết. Nghe tới, Cửu Kiếm Tiên Quân đối hắn đã có điều hiểu biết, nhưng trái lại hắn lại đối Cửu Kiếm Tiên Quân không có chút nào biết, căng chết liền biết hắn là tiên quân phong hào chung, danh liệt đệ tam Cửu Kiếm Tiên Quân, xuất thân Độc Cô Gia, thống lĩnh Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ, chỉ thế mà thôi. Đây là Dương Nghị Vân sở lo lắng. Hai người đối thoại kết thúc, Cửu Kiếm Tiên Quân nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân nói, cho ngươi một cái cơ hội ra tay trước. Đơn giản một câu tràn ngập cao ngạo. Không biết như thế nào, Dương mỗ nhân nghe thế câu nói, nội tâm tức khắc bốc hỏa, ngươi liền như vậy khinh thường tiểu gia. Một câu tựa hồ chính là lại nói, cho ngươi một cái cơ hội ra tay đánh ta một chút, nếu là ta ra tay, là có thể đem ngươi nháy mắt giết chết. Dương mỗ nhân cảm giác đây là ở vũ nhục hắn. Tức khắc cười lạnh nói, phong hào tiên quân mà thôi, chỉ là tiên quân trình tự phong hào, người chính là như vậy tự tin. Ta trước nay đều như vậy tự tin, Cửu Kiếm Tiên Quân nhàn nhạt mở miệng. À, như thế, tiểu gia nhưng thật ra yếu lĩnh dậy. Mang theo hỏa khí, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đồ long kiếm vèo một chút hiện lên. Ong, đoạn thủy, ngự kiếm đồ long, ngay lập tức ra khỏi vỏ. Phong vân vỏ kiếm hóa hình phụ trợ thêm vào thân kiếm, hóa thành tia chớp chợt lóe rồi biến mất chém về phía Cửu Kiếm Tiên Quân. Ngân bạch kiếm quang, với thủy tinh sơn hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, vô hình trung mang lên ưu thế. Nhất kiếm ra, kiếm chiêu đoạn thủy. Lộng lẫy nhất kiếm, tựa muốn chém đoạn thiên hà chi thủy. Này nhất kiếm cũng là thử. Dương Nghị Vân biết Cửu Kiếm Tiên Quân phong hào cửu kiếm, kia hắn tự nhiên cũng là kiếm đạo, như thế hắn đảo muốn nhìn. Là hắn Cửu Kiếm Tiên Quân cửu kiếm sắc bén, vẫn là hắn Dương Nghị Vân đổ long kiếm cường đại. Thật lại nói tiếp, hắn hiện tại thực lực thủ đoạn cũng không kém. Đều có thể đem tiên vương đại viên mãn Nhiếp Hồn lão tổ cấp thu phục, cũng không tin một cái phong hào tiên quân có thể phiên thiên. Cửu Kiếm Tiên Quân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đương Dương Nghị Vân nhất kiếm mà ra thời điểm, hai tròng mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên cũng có kiếm đạo. Hơn nữa đáy còn không kém. Cảm nhận được cường đại kiếm khí cùng kiếm ý, Cửu Kiếm Tiên Quân tinh thần chấn động, lại là chiến ý đại tác phẩm, ở kiếm đạo, hắn đã tịch mịch thật lâu, chưa từng có người làm hắn chủ động ra quá kiếm. Trong mắt hắn, trước kia sở đụng tới kiếm đạo tiên nhân, đều là gà mờ, không có một người đáng giá hắn xuất kiếm, giết người, không cần kiếm đều có thể. Nhưng là hiện tại, đương hắn nhìn đến Dương Nghị Vân này nhất kiếm ra tới thời điểm, cư nhiên cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Như thế không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại bậc lửa hắn trong lòng chuôi này chiến ý chi kiếm. Tia chớp nhất kiếm mà đến, Cửu Kiếm Tiên Quân khóe miệng giận xúc ý cười, ngay sau đó cả người chấn động, miệng phun một tiếng, bàn long ra khỏi vỏ. Ong!
Ngay sau đó, một tiếng kiếm minh. Cửu kiếm tiên quân sau lưng cõng kiếm ở nổ vang chung, bỗng nhiên ánh sáng xanh bừng lên. Lúc này Dương Nghị Vân lại là cũng trong mắt hiện lên tinh quang, hắn cảm nhận được một cổ không thua gì chính mình đồ long kiếm kiếm khí bùng nổ, chỉ thấy cửu kiếm tiên quân sau lưng cõng màu xanh lá đại kiếm, ánh sáng xanh bừng lên lúc sau, hóa thành hai đại thanh quang. Mơ hồ chung lại là thấy được hai điều thanh long hiện ra. Rồi sau đó lại là hóa thành một thanh màu xanh lá cổ kiếm, song long giao hội. Nói kiếm. Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. Thấy được cửu kiếm tiên quân vỏ kiếm cùng kiếm tương giao lúc sau, liền biết cũng là cùng loại hắn đổ long kiếm với lão nhân lục giáp nói kiếm trình tự. Cái này thật đúng là có chút kinh ngạc. Không hề nghi ngờ là nói kiếm. Hơn nữa vỏ kiếm kiếm hồn cư nhiên là hai điều thanh long bóng dáng, phi thường ngoài ý muốn. Hẳn là nói kiếm không thể nghi ngờ. Cùng thời gian chỉ nghe cửu kiếm tiên quân một tiếng quát nhẹ, bàn long ra biển. Ong, ngao. Lại là vang lên một tiếng mang theo rồng ngâm kiếm minh. Một đạo màu xanh lá kiếm khí, đón nhận hắn đổ long kiếm ngân bạch nhất kiếm. Một thanh một chơi dao. Ầm vang. Vang vọng thiên địa một tiếng ầm vang. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cả người chấn động, đồ long kiếm phản hồi. Này một kích giao phong, cư nhiên thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hắn trong lòng có chút chấn động, đối chính mình đồ long kiếm phi thường rõ ràng, thế gian có thể cùng đồ long kiếm chống chọi kiếm thật đúng là không nhiều lắm, nhưng lần này hiển nhiên đụng phải đối thủ. Cửu kiếm tiên quân nhất kiếm là chuẩn bị ở sau phản kích, hắn là ra tay trước, lại là bị đối phương chính diện hóa giải, nhìn như một kích đối chạm vào. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, trên thực tế Dương Nghị Vân biết hắn rơi xuống hạ phong. Thật đúng là cường địch. Tùy ý nhất kiếm, liền mạnh mẽ hóa giải hắn đoạn thủy một kích. Đây là một lần thử, làm Dương Nghị Vân đã biết, trừ bỏ hắn có cường hãn đổ long kiếm ở ngoài, bị người cũng có, càng có cường đại ngự kiếm chi đạo, chút nào không kém gì hắn. Mà đối với cửu kiếm tiên quân tới nói, đồng dạng trong lòng có kinh ngạc, hắn bàn long kiếm. Là độc cô gia tổ truyền thượng cổ nói kiếm, dựa vào bàn long kiếm đạo, hắn là cái thứ nhất tu luyện đại thành, hơn nữa nhất cử trở thành phong hào tiên quân đệ tam. Lại không nghĩ rằng, trước mắt Dương Nghị Vân kiếm trong tay cùng sở tu kiếm đạo thần thông, chút nào không kém gì hắn, một kích lúc sau, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Trong lúc nhất thời hai người đều dừng lại, đối diện đối phương. Bọn họ cũng đều biết, đụng phải kiếm đạo đối thủ. Dương Nghị Vân nhìn cửu kiếm tiên quân. Mạc danh hắn cũng hưng phấn. Chưa bao giờ từng có cảm giác. Không hề nghi ngờ cửu kiếm tiên quân là cái cường giả. Phong hào, thật không phải đến không. Cứ việc là tiên quân trình tự phong hào, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân tin tưởng thần ma đều nói chuyện những lời này đó. Bất luận cái gì một cấp bậc, bất luận cái gì một cái phong hào đều không đơn giản, đều là cường giả. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu liền biết. Hiện tại lưu qua, là cái cường giả. Dương Nghị Vân biết từ giờ khắc này bắt đầu, đối cửu kiếm tiên quân định vị tuyệt đối không thể lấy hắn tiên quân đại viên mãn tu vi đi định vị. Mỗi một cái phong hào đều có thể vượt cấp chiến đấu. Cửu kiếm tiên quân cái này phong hào, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất hạng người. Có thể ở 10 đại phong hào tiên quân chung danh liệt đệ tam, thật không phải một cái tên tuổi, đây là thật đánh thật thực lực tượng trưng. Hai người đối cầm một lát, giây tiếp theo, đồng thời mà động. Hoặc là nói từng người thân thể không nhúc nhích, mà là ngự kiếm dựng lên. Dương Nghị Vân nhẹ thở, phách mà. Ngự kiếm chi đạo đệ nhị chiêu phách mà nhất kiếm, Dương Nghị Vân ở phát động trung tâm chung vừa động, thi triển pháp tắc khí chàng dung hợp tại đây nhất kiếm chung, chém qua đi. Hoa sen đen truyền thụ hắn ngự kiếm chi đạo, tổng cộng có 4 chiêu, trước mắt hắn cũng chỉ có thể thi triển ra đoạn thủy cùng phách mà 2 kiếm, đệ tam kiếm khai thiên, có lẽ có thể miễn cưỡng thi triển ra tới. Nhưng lại hao phí rất lớn pháp lực cùng tâm thần, Dương Nghị Vân biết không thích hợp. Hoặc là nói không đến thời khắc mấu chốt, còn không thể thi triển, lại nói hắn vốn là không phải chủ tu kiếm đạo chỉ là hắn trong đó hạng nhất. Nhất chiêu phách mà Dương Nghị Vân biết đối cửu kiếm tiên quân ảnh hưởng không lớn, hoặc là nói bắt không được hắn, cho nên lần này vừa ra tay liền vận dụng pháp tắc khí chàng dung hối ở kiếm khí chung, hắn đảo muốn nhìn cửu kiếm tiên quân như thế nào tiếp được này nhất kiếm. Phách mà nhất kiếm ý vì bổ ra đại địa nhất kiếm mà ra, đồ long kiếm bùng nổ ngân quang chói mắt dị thường, lập lòe một chút bay lên không ở phía chân trời, kiếm khí bùng nổ dưới, hóa ra trăm trượng bóng kiếm. Hơn nữa pháp tắc khí chàng thêm vào, thiên địa chi gian ngũ hành chi lực hội tụ thân kiếm,
giây lát chi gian làm đồ long ra kiếm khí gần như thực chất hóa, hơn nữa mang theo thiên địa thế lực lớn, kiếm ý tràn ngập ở toàn trường, nhất kiếm đối với cửu kiếm tiên quân chiến đi xuống. Từ phía chân trời mà hàng nhất kiếm, đối với đại địa mà đứng cửu kiếm tiên quân chém xuống, thật là có vài phần nhất kiếm muốn bổ ra đại địa khí thế. Không khí đều tại đây nhất kiếm xuất động chung vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được thân kiếm bốn phía có một giọng đen nhánh cái khe, đây là không gian vết rách đều xuất hiện, đủ để thuyết minh Dương Nghị Vân này nhất kiếm chi uy. Đích xác trước mắt tới nói, đây là hắn toàn lực mà ra mạnh nhất nhất kiếm. Mà cửu kiếm tiên quân còn lại là nhìn Dương Nghị Vân này nhất kiếm mà ra sau, hai tròng mắt tinh quang lập lòe, toàn thân khí thế đại tác phẩm, một thân bạch y không gió tự động, huyền phù ở hắn trước người bàn long cổ kiếm, ầm ầm vang lên. Lại thấy cửu giang tiên quân đôi tay giao hội, một đám dấu tay mà ra, như là tàn ảnh giống nhau đôi tay kết thành pháp ấn từng đạo đánh vào bàn long kiếm chung, mỗi một đạo dấu tay dưới, bàn long kiếm liền sẽ nổ vang một chút, ánh sáng xanh bừng lên một trượng, bàn long kiếm lên không một trượng, khoảnh khắc chung một hơi kết ấn trăm tay. Mà hắn bàn long kiếm thân kiếm thanh quang kiếm khí cũng trường tới rồi trăm trượng. Ngay sau đó cửu kiếm tiên quân trầm giọng, thanh long nuốt thiên. Một thanh một ngân lượng nói trăm trượng kiếm khí lại một lần giao phong. Oanh! Tiếng sấm kiếm khí va chạm thanh truyền khắp phía chân trời. Thật xa nhìn lại khí thế như hồng. Lưỡng đạo kiếm khí chung trung tâm là hai thanh nói kiếm đánh giá. Lúc này đây giao phong, làm cho cả thiên địa đều ở lộng lẫy lúc sau vì này tối sầm lại. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, này một kích dưới, hắn thấy được màu xanh lá áp qua màu bạc. Hắn đầu long kiếm cư nhiên tại đây một kích chỗ nghỉ tạm ở hạ phong, ong một chút bay ngược trở về. Mà hắn cảm giác trung cửu kiếm tiên quân nhất kiếm mà ra cư nhiên cũng có pháp tắc khí chàng tồn tại, nhưng là hắn cảm thụ không đến cửu kiếm tiên quân pháp tắc khí chàng thuộc tính, chỉ có thể cảm thấy cũng có khổng lồ thiên địa chi uy. Dù sao này một kích Dương Nghị Vân biết hắn dừng ở hạ phong. Trong lòng vừa động đồ long kiếm bay ngược trở về. Nhưng lúc này đối diện cửu kiếm tiên quân còn lại là nói, kế tiếp nên ta ra tay, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Những lời này làm Dương Nghị Vân mạc danh trong lòng nhảy dựng, nghe tới cửu kiếm tiên quân tựa hồ còn không có suốt toàn lực, khẩu khí như là ở nhiệt thân giống nhau. Đích xác trước sau hai lần, đều là hắn dẫn đầu ra tay, cửu kiếm tiên quân thuộc về phòng ngự phản kích một phen. Ngay sau đó, lại nghe cửu kiếm tiên quân bạo giống. Bàn long ra biển. Nguyên bản Dương Nghị Vân nghe được lại là phía trước nhất chiêu, còn không có quá để ý, chính là giây tiếp theo hắn sắc mặt liền thay đổi. Cửu kiếm tiên quân lần đầu tiên chính là này nhất chiêu, hắn là chiếm cứ thượng phong, cho nên đương hắn nghe được lại là này nhất chiêu thời điểm, còn không có quá để ý, nhưng chỉ chớp mắt màu xanh lá kiếm khí, cư nhiên một hóa tam, thành phẩm tự hình bay về phía hắn mà đến sau, Dương Nghị Vân liền biết chính mình tưởng sai rồi. Cũng tựa hồ minh bạch cửu kiếm tiên quân cái này phong hào lai lịch nếu mà đến. Vẫn luôn hắn đều cho rằng cửu kiếm tiên quân được xưng cửu kiếm chính là có 9 đại kiếm chiêu, hiện tại xem ra hắn là tưởng sai rồi. Một kích bàn long ra biển, một hóa mà tam, như vậy mặt sau thanh long nuốt thiên đâu. Nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là không ổn. Cảm giác chung đích xác cửu kiếm tiên quân này nhất kiếm uy lực cường đại vô cùng, ba đạo kiếm khí, một đạo mạnh hơn một đạo. Hơn nữa xuất kiếm lúc sau, lại là không nghĩ tới mơ hồ chung xuất hiện ba điều thanh long khí thế như hồng đối hắn mà đến. Kiếm minh như rồng ngâm. Hơn nữa hơi thở nhẹ nhẹ tỏa định ở trên người hắn. Thật sự làm Dương Nghị Vân toàn thân lông tơ đứng chổng ngược lên. Không nghĩ tới cửu kiếm tiên quân cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn. Đối mặt này nhất kiếm Dương Nghị Vân biết không có thể ở cất giấu, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Lập tức giống giận, đoạn thủy phách mà. Đồ long kiếm thúc dục dưới liên tiếp hai kiếm, tất cả đều dùng tới pháp tắc khí chàng thêm vào. Lộng lấy kiếm khí mà đến, hóa thành trăm trượng kiếm khí một dựng một hoành vừa vận trình phòng ngự chi thế đón nhận. Cùng thời gian Dương Nghị Vân pháp tương chi thân vận chuyển hóa thành trăm mét thân hình, chuông đông hoàng lập lòe mà ra long trọng trong người trước, hắn cảm giác lần này tựa hồ thấp ngăn không được cửu kiếm tiên quân này một hóa mà tam một kích. Ầm ầm ầm, phía chân trời tạc nứt. Kiếm khí đối kiếm khí, nổ vang bùng nổ, đinh tai nhức óc. Quả nhiên hắn liên tiếp hai kiếm không có lập tức cửu kiếm tiên quân ba đạo kiếm khí. Cường đại kiếm khí so với lần đầu tiên thời điểm đâu chỉ cường đại gấp ba. Hắn đồ long kiếm rơi xuống đi xuống. Nhưng cửu kiếm tiên quân ba đạo kiếm khí cũng bị đồ long kiếm lực kháng lúc sau phá tam kiếm hình thái xuất hiện tướng mạo sẵn có,
màu xanh lá cổ kiếm như cũ dự uy không giảm đối với hắn mà đến, lập lòe tới, đâm thẳng hắn thân. Đông! Chuông đông hoàng phòng ngự rách nát tiêu tán. Dương Nghị Vân pháp tương chi thân vươn đôi tay bỗng nhiên phách về phía cửu kiếm tiên quân màu xanh lá bản long kiếm. Ầm vang! Nặng nề chung, khí lãng phiên thiên, hắn đem cửu kiếm tiên quân bản long kiếm chụp bay đi ra ngoài. Nhưng ở thật lớn uy lực bùng nổ hạ hắn pháp tương chi thân cũng ảm đạm không ít. Nhưng chung quy hóa giải cửu kiếm tiên quân này một kích. Bàn long kiếm bay ngược đi ra ngoài về tới cửu kiếm tiên quân trong tay. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là một bước hắn đi ra ngoài đối một hơi bạo giống, đối với cửu kiếm tiên quân thi triển ra năm đại chí tôn thần thông. Ầm ầm ầm, liên tiếp vang lớn, hoặc nắm tay hoặc trường, kim quang lộng lẫy, mỗi một kích đều mang theo pháp tắc khí chàng chi uy, làm chí tôn thần thông phát huy ra lớn nhất uy lực. Thật lớn pháp tương chi khu hạ, Dương Nghị Vân thi triển năm đại chí tôn thần thông, đảo thiên địa chi uy, năng lượng thật lớn, che trời đem cửu kiếm tiên quân bao phủ. Nhưng trong nháy mắt này Dương Nghị Vân cũng nghe tới rồi cửu kiếm tiên quân bạo giống, thanh long nuốt thiên, cho ta khai. Này một tiếng bạo giống chung, như cũ là phía trước chiêu thức, nhưng lại có lục đạo màu xanh lá kiếm khí phóng lên cao. Một chút đem Dương Nghị Vân che trời năm đại chí tôn thần thông công kích tách ra. Hơn nữa ở cảm giác chung, lần này cửu kiếm tiên quân lục đạo kiếm khí càng cường đại rồi. Hơn nữa lấy sét đánh chi thế một đạo đánh sâu vào ở trên người hắn. Chạm vào. Phốc. Dương Nghị Vân pháp tương chi thân nháy mắt tiêu tán. Phóng lên cao thanh long kiếm khí một chút đem Dương Nghị Vân năm đại chí tôn thần thông tan rã. Một búng máu dịch phun ra, Dương Nghị Vân thân thể như là như diều đứt dây giống nhau bay ra mấy trăm mễ, đem chi cứng rắn mặt đất đều tạp ra vết rách. Khụ khụ. Có khắc huyết Dương Nghị Vân bò lên thân, hướng cửu kiếm tiên quân nhìn lại. Quả nhiên ra hỏa này cửu kiếm chi danh, đều không phải là chín đại kiếm chiêu, là mỗi một kích đều có biến hóa. Hiện tại gần đúng rồi trước sau hai lần, bàn long ra biển cùng thanh long nuốt thiên, một hóa tam kiếm, một hóa sáu kiếm, một kích so một kích cường đại, dựa theo như vậy suy tính, hắn còn có một kích mạnh nhất có thể một hóa cửu kiếm. Lần này Dương Nghị Vân bị thương không nhẹ, nhưng lại còn chưa tới không có ngã xuống đi thời điểm. Mà cửu kiếm tiên quân còn lại là đi bước một đi tới. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi làm ta thực thất vọng, nếu liền điểm này bản lĩnh nói, vậy có thể đi chết rồi, ta còn có một kích, hy vọng ngươi có thể kế tiếp, nếu là bằng không, ngươi đem tan xương nát thịt. A, khổ Dương Nghị Vân lau khóe miệng máu nhìn cửu kiếm tiên quân cười lạnh, nhưng thật ra tưởng lĩnh giáo, bất quá ta cảm thấy tan xương nát thịt nhất định là ngươi. Lần này đích xác nhìn qua Dương mẫu nhân thực lực cùng cửu kiếm tiên quân kém một mảng lớn, pháp lực tu vi tuy rằng củng cố ở tiên quân đại viên mãn. Nhưng cảnh giới như cũ không tăng lên đi lên, vẫn là dừng lại ở tiên quân lúc đầu. Cửu kiếm tiên quân này một kích cường hãn, làm Dương mẫu nhân bị thương. Càng có càng vì cường đại một kích không thi triển, đích xác có thực lực nói như vậy lời nói. Nhưng là Dương mẫu nhân liền không thủ đoạn sao? Tự nhiên không phải. Không nói cái khác, một bên hồng y động cũng chưa động đâu. Còn có một viên dưa hấu lôi vô dụng đâu, lần trước đối phó nhiếp hồn lão tổ dùng hết hai viên. Một viên còn ở sét đánh đằng thượng treo, mặt khác hai viên một năm thời gian mới có thể mọc ra tới, bất quá có một viên dưa hấu lôi cũng đủ. Rất nhiều thủ đoạn lời nói vô dụng ra tới, nếu cửu kiếm tiên quân cho rằng hắn liền điểm này thủ đoạn, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Chỉ cần Hồng Y chính là một cái đại trợ lực, tuy rằng Hồng Y mới vừa sinh ra tức ý thức không lâu, tư duy thượng có chút cứng đờ, không linh hoạt, nhưng lại có thể nghe hắn mệnh lệnh, cường hãn vô cùng á thánh thân thể. Dương Nghị Vân cũng không tin đương không dưới cửu kiếm tiên quân kiếm khí. Có Hồng Y phụ trợ hắn cũng đủ hắn đi thi triển bị thủ đoạn, cho dù là xử lý cửu kiếm tiên quân cũng chưa chắc không có khả năng. Hai người bốn mắt tương đối. Dương Nghị Vân híp mắt. Cửu kiếm tiên quân lạnh băng nhìn Dương Nghị Vân. Bỗng nhiên thấy hai người đồng thời mà động. Cửu kiếm tiên quân bạo giống, song long giáng thế, cho ta diệt. Ong! Kiếm khí trường minh. Ngay sau đó lại thấy cửu kiếm tiên quân nhảy dựng lên bay vọt trời cao, đôi tay như là thành ảo ảnh giống nhau vũ động kết ấn hơn 1000 tay, huyền phù ở hắn trước người bàn long kiếm thanh quang bùng nổ dưới, ngự kiếm mà chém hạ. Nhìn qua là nhất kiếm, lại là kiếm khí đại trướng chung cửu kiếm chồng lên, có thể nói là nhất kiếm, cũng là cửu kiếm, trăm trượng kiếm khí đại tác phẩm, gắt gao phong tỏa Dương Nghị Vân nơi ở trăm trượng phạm vi. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Cùng thời gian Dương Nghị Vân tự nhiên ra tay, hắn đồng dạng bay lên trời,
trong tay một phen cuối cùng một viên dưa hấu lôi nơi tay, trong lòng vừa động cũng cấp Hồng Y hạ một đạo mệnh lệnh, Hồng Y trợ ta xử lý hắn. Nơi xa như là một tôn pho tượng Hồng Y ở Dương Nghị Vân một tiếng mệnh lệnh dưới, vèo một chút nhảy dựng lên. Ngay lập tức chi gian nhằm phía Cửu Kiếm Tiên Quân. Giờ phút này đối mặt Cửu Kiếm Tiên Quân cường đại kiếm khí, Dương Nghị Vân không chút do dự đem trong tay dưa hấu lôi ném hướng về phía trăm trượng kiếm khí. Cửu Kiếm Tiên Quân này nhất kiếm làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, nơi đi qua không gian chấn động, từng đạo không gian cái khe không ngừng vỡ ra, Dương Nghị Vân biết hắn kháng không dưới, đối phương này nhất kiếm pháp tắc khí chàng cùng năng lượng đều đạt tới đỉnh, có lẽ đây cũng là Cửu Kiếm Tiên Quân mạnh nhất nhất kiếm. Cũng đúng là như thế, tiếp được này nhất kiếm đồng dạng yêu cầu càng vì cường hãn lực lượng, mà lúc này ném ra dưa hấu lôi nhất thích hợp bất quá, có thể sẽ phá hủy Cửu Kiếm Tiên Quân này một kích càng tốt. Liền tính tạc không tiêu tan cũng muốn tan đi một cái thất thất bát bát, mặt sau Hồng Y trực tiếp trên đỉnh đi, hoàn toàn có thể hóa giải rớt này một kích. Mà hắn đem có trực tiếp gần người mà thượng. Ầm vang. Nhưng Cửu Kiếm Tiên Quân trăm trượng kiếm khí hình thành, Dương Nghị Vân liền ném ra dưa hấu lôi, căn bản là không có chém xuống tới, rồi sau đó nổ mạnh. Phía chân trời phía trên xuất hiện một cái hắc động, đây là dưa hấu lôi tạc nứt cùng Cửu Kiếm Tiên Quân đệ tam kiếm chiêu va chạm sinh ra thật lớn uy lực. Làm này một phương tiểu thế giới không gian trực tiếp xuất hiện sụp đổ. Nhưng cũng chính là một cái trăm mét đại động, không đến mức ảnh hưởng toàn bộ không gian, nhưng liền tính là như thế, cũng đã thực khủng bố, phải biết rằng nơi này tiểu thế giới cũng không phải là hạ giới, nơi này là hồng hoang đại yêu vương tiểu thế giới, hai người đánh nhau có thể xé rách không gian, đủ để thuyết minh uy lực. Cũng có thể nói Cửu Kiếm Tiên Quân không hổ là phong hào tiên quân. Bởi vì Dương Mỗ Nhân từ một cái khác góc độ tới nói là ở gian lận, hắn dùng chính là càn khôn hồ sinh ra tới trí bảo dưa hấu lôi, mà Cửu Kiếm Tiên Quân hoàn toàn là dùng tự thân lực lượng. Nhưng, không có biện pháp, ai làm Dương Mỗ Nhân có càn khôn hồ bực này ngoại quải đâu. Sinh tử vật lộn không từ thủ đoạn, chỉ có sinh tử. Dưa hấu lôi là dùng một lần sát khí tạc liền không có, nhưng Cửu Kiếm Tiên Quân kiếm còn lại là nói kiếm trí bảo. Như vậy một tạc dưới, trăm trượng trường kiếm khí trọng điệp Cửu Kiếm nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Phốc, hộc máu, Cửu Kiếm Tiên Quân hộc máu, trừng lớn trong mắt, hắn không rõ Dương Nghị Vân ném ra một viên thứ gì, cư nhiên đem hắn ngưng tụ kiếm khí một chút làm hỏng, nói kiếm cùng tánh mạng tương thích, lần này khiến cho hắn hộc máu. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bất quá trung quy hắn là phong hào tiên quân, trở tay vung lên, hắn bản long kiếm thanh quang chợt lóe ổn định lúc sau, như cũ hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Dương Nghị Vân. Mà lúc này Dương Mỗ Nhân thấy như vậy một màn lại là có chút thất vọng nói thầm nói, chung quy không vỡ nát hắn kiếm a. Những lời này may mắn Cửu Kiếm Tiên Quân không có nghe được, nếu không lại đến phun một búng máu không thể. Nhân ra mạnh nhất nhất kiếm ngưng tụ kiếm khí Cửu Kiếm chồng lên, đều bị hắn cấp tạc hủy, còn không biết đủ không tạc hủy nói kiếm. Dương Mỗ Nhân nói thầm về nói thầm, lúc này tự nhiên không quên Cửu Kiếm Tiên Quân không có cường đại kiếm khí nhất kiếm như cũ đối hắn mà đến. Lại là tựa hồ không lo lắng, khóe miệng còn lộ ra ý cười. Bởi vì giờ phút này Hồng Y đã vọt đi lên. Hồng Y đối mặt Cửu Kiếm Tiên Quân này nhất kiếm, lại là vươn trắng tinh cánh tay, nắm chặt nắm tay, thực trực tiếp thực bại lộ một quyền tạp hướng về phía Cửu Kiếm Tiên Quân bàn long kiếm. Ầm vang. Một thân nặng nề lúc sau, Cửu Kiếm Tiên Quân bàn long kiếm trực tiếp bị Hồng Y một quyền tạp phi. Phốc. Cửu Kiếm Tiên Quân có hộc máu, lần này phản vệ lớn hơn nữa. Bởi vì bị Hồng Y một quyền trực tiếp nện ở bàn long trên thân kiếm. Hắn một chút rơi xuống đất, thanh quang chợt lóe đem bàn long kiếm thu vào trong cơ thể, này một kích dưới hắn cư nhiên phát hiện, bàn long kiếm bị hao tổn. Lau khóe miệng vết máu, Cửu Kiếm Tiên Quân nhìn chằm chằm hướng về hắn bay nhanh mà đến người áo đỏ, nội tâm ở sông cuộn biển gầm, hiện tiên giới hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới có người có thể trực tiếp lấy nắm tay tạp hắn nói kiếm. Này đến là nhiều cường hãn thân thể. Cửu Kiếm Tiên Quân căn bản vô pháp tưởng tượng. Hắn biết lần này thật gặp phải ngạnh ti a tử. Cái này người áo đỏ từ lúc bắt đầu hắn liền phát hiện, chẳng qua hắn không có để ý, bởi vì cảm giác chung người áo đỏ trên người không có bất luận cái gì hơi thở biểu lộ. Chỉ là đem mục tiêu tỏa định ở Dương Nghị Vân trên người, nhưng hiện tại xem ra, cái này người áo đỏ mới là cường địch. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười chợt lóe thân dừng ở trên mặt đất, hắn ở tìm cơ hội cấp Cửu Kiếm Tiên Quân một đòn chí mạng. Trước làm Hồng Y đi dây dưa một chút nhìn kỹ hãng nói. Được đến Dương Nghị Vân mệnh lệnh Hồng Y, chỉ có một ý niệm giết Cửu Kiếm Tiên Quân,
từ trên cao trực tiếp đuổi theo cửu kiếm tiên quân mà xuống, nàng cường hãn á thịnh thân thể chú định, không sợ bất luận cái gì công kích có thể cận chiến đấu. Mà đối với cửu kiếm tiên quân tới nói, đối mặt Hồng Y hắn giờ phút này áp lực rất lớn, mặc kệ là Hồng Y phía trước đứng bất động, vẫn là lúc này truy kích mà đến, động tĩnh chi gian thế nhưng không có chút nào pháp lực dao động, hoàn toàn là dựa vào cường đại thân thể trực tiếp đối kháng hắn. Cửu kiếm tiên quân biết hắn không dám cùng Hồng Y chính diện đối kháng. Mắt thấy Hồng Y mà đến, cửu kiếm tiên quân hít sâu một hơi, toàn thân bạch quang chợt lóe, ngay sau đó lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà Hồng Y một kích còn lại là thất bại. Đứng ở mấy chục mét ở ngoài Dương Nghị Vân, thấy như vậy một màn cũng là đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện cửu kiếm tiên quân hơi thở hoàn toàn biến mất, bất luận cái gì dao động cũng không có, như là trống rỗng bốc hơi giống nhau. Đây là thực khủng bố một chút. Trong lòng mới vừa lo lắng hết sức, lại là nhìn đến giữa sân mất đi mục tiêu Hồng Y, trên người phía sau lưng quần áo nổ tung, ầm vang một chút bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét xa. Đương nhiên Hồng Y là cường hãn á thánh chi khu, lần này căn bản là đối nàng không có chút nào tác dụng. Nhưng khuyết điểm là, Hồng Y chung quy là con rối, mới vừa sinh ra ý thức còn không cụ bị cái gì linh trí, thậm chí không có bất luận cái gì pháp lực thủ đoạn. Hiện tại cửu kiếm tiên quân vừa thấy chính là ẩn thân giấu kín thủ đoạn, ngược lại làm Hồng Y mất đi ưu thế. Ngay sau đó giữa sân vang lên cửu kiếm tiên quân lạnh băng lời nói, từ bốn phương tám hướng vang lên, làm Dương Nghị Vân căn bản là phân biệt không ra nguyên, không có bất luận cái gì hơi thở nhưng theo. Chỉ nghe cửu kiếm tiên quân nói, Dương Nghị Vân bổn quân đích xác coi thường ngươi, nhưng đến đây cũng nên kết thúc, bổn quân là phong hào cửu kiếm tiên quân, kiếm đạo bắt không được ngươi, cần phải giết ngươi cũng không khó, bổn quân trừ bỏ là phong hào tiên quân ở ngoài, còn có một cái khác thân phận chính là sát thủ. Ha ha, ngươi cùng Hồng Y nữ nhân đích xác cường đại, chính diện đối thượng nàng, bổn quân tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng hiện tại, bổn quân nhưng dễ dàng lấy ngươi cái đầu trên cổ. Không cần hoài nghi bổn quân nói, thế nhân chỉ biết bổn quân là phong hào cửu kiếm tiên quân, cho rằng bổn quân mạnh nhất công kích chính là kiếm đạo, nhưng vậy sai rồi, bổn quân cường đại nhất thủ đoạn là giết người, ẩn thân giấu kín thủ đoạn, không dám nói tiên giới đệ nhất, nhưng ở hỗn loạn tiên vực thượng, bổn quân nhận đệ nhị, còn không có người nhận đệ nhất. Đừng tìm, ngươi là tìm không thấy bổn quân sở thi triển là thế gian vô thượng thần thông, há có thể làm ngươi tìm được, đừng nói ngươi liền tính là tiên đế tiên thức cũng đừng nghĩ cảm giác đến bổn quân tồn tại. Ha ha, Dương Nghị Vân trò chơi kết thúc. Dứt lời cửu kiếm tiên quân thanh âm biến mất, mà Hồng Y đứng dậy sau, chuyện gì đều không có, nhưng lại mất đi mục tiêu mà mờ mịt lên. Dương Nghị Vân nghe cửu kiếm tiên quân dứt lời, lúc này lại là vẻ mặt cổ quái vô cùng. Lẩm bẩm tự nói dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói, không ai có thể tìm được ngươi sao. Đích xác, cửu kiếm tiên quân là cái khó chơi nhân vật. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức ấy. Ẩn nấp thủ đoạn thật là không giống bình thường, chút nào cảm giác không đến bất luận cái gì dao động hơi thở. Hồng Y là á thánh chi khu, chính diện ngạnh kháng cửu kiếm tiên quân sở hữu thủ đoạn đều không sợ chút nào, cũng có thể kháng xuống dưới, nhưng lại chung quy là thân thể cường hãn, đối mặt ẩn nấp cửu kiếm tiên quân đã có thể thật không biện pháp. Có lẽ có chiều một ngày Hồng Y linh trí tiến hóa lúc sau, mới có thể đối mặt bực này tình huống. Nhưng hiện tại không được. Dương Nghị Vân cũng mất đi Hồng Y tại bên người ưu thế. Nhưng nghe cửu kiếm tiên quân giảng thuật xong, Dương Nghị Vân lại là cổ quái chi sắc. Hôm nay cục diện đổi cá nhân, có lẽ thật đúng là chính là tử lộ một cái. Nhưng mà Dương mẫu nhân cố tình là cái hơi vận thêm vào bạo biểu người, liền chính hắn đều cảm thấy hắn là thiên đạo sủng nhi. Bởi vì hắn phía trước tiên thức mới vừa tiến hóa thành thần thức. Điểm này chính là thật lớn biến số. Cũng là chú định cửu kiếm tiên quân hôm nay muốn xưng là bi kịch lớn nhất nhân tố. Cửu kiếm tiên quân ẩn nấp thủ đoạn tự nhiên là vô cùng cao minh, bình thường dưới tình huống tiên thức cùng cảm giác chút nào phát hiện không đến. Nhưng Dương mẫu nhân có thần thức A. Này liền chú định cửu kiếm tiên quân là cái bi kịch. Liền ở cửu kiếm tiên quân nói chuyện thời điểm, Dương Nghị Vân bản năng buông ra thần thức đi xem xét, vừa vặn nghe được cửu kiếm tiên quân nói cái gì hắn ẩn nấp thủ đoạn ở hỗn loạn tiên vực nhận đệ nhị. Liền không ai dám nhận đệ nhất. Đương Dương Nghị Vân nghe đến đó thời điểm, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, nhưng hắn biết không có thể cười, không thể làm cửu kiếm tiên quân phát hiện cái gì, chỉ là vẻ mặt cổ quái chi sắc. Bởi vì cửu kiếm tiên quân nói chuyện thời điểm, Dương Nghị Vân đã ở thần thức chung phát hiện hắn thân ảnh. Không phải nói tiên thức phát hiện không được sao. Nhưng hắn phát hiện,
lúc này Dương Nghị Vân mới phản ánh lại đây, Nga chính mình tiên thức tiến hóa thành thần thức. Chuẩn xác mà nói, kỳ thật ngay từ đầu không có ở thần thức chung phát hiện, mà là có mãnh liệt nguyên thần cảm giác, cho nên hắn thúc giục nguyên thần, đương nguyên thần mở hai mắt thời điểm, liền một chút phát hiện cửu kiếm tiên quân thân ảnh xuất hiện ở hắn bên trái 20 mét địa phương. Lúc này Dương Nghị Vân ngưng tụ thần thức thành thẳng tắp qua đi, chậm rãi tới rồi cửu kiếm tiên quân trên người. Làm hắn kinh hỉ chính là, đường hắn thần thức dừng ở cửu kiếm tiên quân trên người thời điểm, cửu kiếm tiên quân lại là không hề có phát hiện, một chút khác thường đều không có. Dương mỗ nhân trong lòng cái kia kích động a. Cái này ngốc mũ còn khoe khoang ẩn nấp chi thuật ở hỗn loạn tiên vực nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, còn không phải bị tiểu gia ta cấp phát hiện. Hơn nữa thần thức dừng ở trên người hắn đều không hề phát hiện. Từ điểm này thượng cũng thuyết minh một vấn đề, đó chính là hắn thần thức đích xác so với tiên thức xa xa cường đại, hoặc là nói căn bản không phải một cấp bậc, không hề một cái mặt thượng. Thần thức lực, hơn nữa hắn sở tu luyện thần đạo công pháp, càn khôn tạo hóa trong ngoài công, lúc này mới phù hợp thần đạo chi danh. Dương Nghị Vân nghĩ đến, có lẽ tiên thức tiến hóa, chính là cùng hắn tu luyện thần đạo công pháp có lớn lao can hệ. Dù sao hắn phát hiện, từ hoa sen đen rời đi nguyên thần, hắn diệt càn khôn chi linh sau, đích xác hắn thiên phú tiềm lực đã xảy ra thật lớn biến hóa, trên người năng lực ở một chút gia tăng tăng cường chung. Lúc này thần thức chính là tốt nhất chứng minh. Có một cái cảm giác là Dương Nghị Vân sâu trong nội tâm mãnh liệt, đó chính là hắn cảm giác chính mình thần thức lực, có thể tùy tâm sở dục mà làm. Có thể xoa có thể mới vừa, thậm chí có thể công kích. Hiện tại thần thức rất kỳ quái. Thả ra đi không giống như là trước kia tiên thức lực là toàn diện hình, mà là một cái thẳng tắp, bên ngoài thượng cùng trước kia đối lập, tựa hồ thiếu rất nhiều ưu thế, không thể toàn diện. Nhưng trên thực tế Dương Nghị Vân biết hiện tại thần thức, so với tiên thức cường đại không phải nhỏ tí tẹo. Trong lòng vừa động là có thể hóa thành một cái tuyến mềm mại vô cùng mà đi, giống như là giờ phút này hắn đem này thần thức đường cong trực tiếp đặt ở cửu kiếm tiên quân trên người, cửu kiếm tiên quân không hề có phát hiện. Mãnh liệt cảm giác là chỉ cần hắn nguyên nhân ngay sau đó là có thể làm thần thức cương ngạnh, hóa thành công kích địch nhân thần thức vũ khí. Cho nên nói hiện tại thần thức càng thêm thực dụng. Kế tiếp chính là thu thập cửu kiếm tiên quân. Chính như cửu kiếm tiên quân lời nói, đánh một chút lúc sau, muốn giết hắn. Đối Dương Nghị Vân tới nói lại làm sao không phải. Bên kia nhiếp hồn lão tổ nhiếp hồn lĩnh vực như cũ không có tan đi, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Bất quá nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề. Hắn bên này, bên người có hồng y cũng đủ. Đối phó ẩn nấp chung liền cửu kiếm tiên quân, đương nhiên cũng không thể qua loa đại ý, thứ này không hổ là phong hào tiên quân, cường hãn thực lực so với cao giai tiên vương đô cường đại. Đệ tam kiếm cường đại nếu không phải hắn vận dụng dưa hấu lôi, hơn nữa có hồng y ngăn cản, hắn tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Trừ ra cửu kiếm tiên quân kiếm đạo thực lực, chỉ cần nói hắn ẩn nấp thủ đoạn. Hôm nay nếu không phải hắn có thần thức ở, có lẽ hôm nay thật đúng là sẽ chết ở cửu kiếm tiên quân trên tay. Không thể không nói cửu kiếm tiên quân thật là cái nhân vật, là cái cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là tính hắn xui xẻo, đụng phải hắn Dương mỗ nhân, cái này quái thai. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, cấp hồng y hạ một đạo tùy thời ra tay mệnh lệnh, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ một bộ tìm không thấy cửu kiếm tiên quân hoảng sợ, cố ý lộ ra lo âu, hơn nữa giống lớn nói. Ngươi ở đâu? Ngươi ra tới, ngươi không phải phong hào tiên quân sao? Có bản lĩnh hiện thân, đường đường chính chính chiến đấu, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ra tới a, ra tới. Dương mỗ nhân nháy mắt hóa thành diễn tinh, một bên gầm rú khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm cửu kiếm tiên quân, một bên chậm rãi hướng về hồng y tới gần, nhưng ngầm hắn thần thức chung gắt gao tỏa định cửu kiếm tiên quân. Lại là phát hiện cửu kiếm tiên quân đang ở hướng về hắn tới gần. Dương mỗ nhân giờ phút này tặc hư, đi tới hồng y bên người, như cũ là vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi bộ dáng, trong miệng giống to mắng làm cửu kiếm tiên quân ra tới một trận chiến. Đến nỗi hồng y còn lại là âm thầm được đến Dương mỗ nhân mệnh lệnh sau, vẫn không nhúc nhích đứng. Lúc này cửu kiếm tiên quân đem Dương Nghị Vân hoảng sợ cùng gầm rú xem ở trong mắt, nghe Dương Nghị Vân mắng chút nào không thèm để ý, ngược lại trong miệng lộ ra ý cười, đi bước một đường vòng Dương Nghị Vân sau lưng 2 mét chỗ. Trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, quỷ tài hiện thân đi ra ngoài cùng tiểu tử ngươi một trận chiến, tiểu tử ngươi bên người hồng y nữ nhân thân thể cường hãn rối tinh rối mù, bổn quân hiện thân đi ra ngoài chính diện chiến đấu còn không bị các ngươi chém giết. Cường đại nữa lại có thể như thế nào? Ở bổn quân ẩn nấp thủ đoạn hạ, các ngươi hai cái còn không phải luống cuống. Bổn quân sát thủ,
sau lưng giết người đây là thiên kinh địa nghĩa sự, hiện tại khiến cho này hết thảy kết thúc đi, giết ngươi là gia tộc hạ lệnh nhiệm vụ. Cửu kiếm tiên quân trong lòng cười lạnh, trong tay chợt lóe xuất hiện một phen chủy thủ, như cũng không có bất luận cái gì năng lượng dao động xuất hiện, hắn này một thân ẩn nấp thủ đoạn, mới là hắn sinh tồn căn bản. 2 mét khoảng cách đối cửu kiếm tiên quân tới nói, đã là 100%, Dương Nghị Vân hẳn phải chết, hắn bên người cái này quỷ dị hồng y nữ nhân, cũng có thể thu thập rớt. Ngay sau đó cửu kiếm tiên quân đôi mắt nhíu lại, bỗng nhiên ra tay, trong tay chủy thủ đối với Dương Nghị Vân cái gáy mà đi. Dương Nghị Vân đâu? Như cũ là một bộ không hề phát hiện bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn bị cửu kiếm tiên quân gần người 2 mét áp lực chỉ có chính hắn biết, trên trán đều là mồ hôi lạnh, không có biện pháp diễn trò phải làm đủ không phải. Hắn phản kích, cũng ở cửu kiếm tiên quân đối hắn xuống tay một khắc, muốn cho cửu kiếm tiên quân không hề có phát hiện không có phòng bị, hắn mới có thể phản kích, phản chi tắc muốn một kích phải giết. Cho nên Dương Nghị Vân cho rằng cửu kiếm tiên quân đối hắn xuống tay thời điểm, chính là tốt nhất phản kích thời khắc. Đương nhiên như vậy cũng phi thường mạo hiểm, rốt cuộc cửu kiếm tiên quân ở hắn phía sau 2 mét mà thôi, một cái phong hào tiên quân đứng ở hắn phía sau 2 mét, lấy ẩn nấp trạng thái ám sát hắn, hơi có vô ý, chính là đầu rơi xuống đất, cho nên Dương Nghị Vân cái này mạo hiểm rất lớn. Nhưng là vì một kích giải quyết cửu kiếm tiên quân hắn bất cứ giá nào, hắn tin tưởng chính mình thần thức, cũng tin tưởng Hồng Y phản ứng không hỏi. Liền ở thần thức chung phát hiện cửu kiếm tiên quân động thủ, Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, Hồng Y động thủ. Đã sớm công đạo Hồng Y đối với hắn sau lưng nửa thước tới thượng một kích, chém giết cửu kiếm tiên quân, nhưng cửu kiếm tiên quân động thủ, hắn đối Hồng Y hét lớn một tiếng, chính mình còn lại là bỗng nhiên phát động thần thức công kích, cả người ngay lập tức ngồi xổm xuống đi cũng là trở tay một kích mà đi. A chạm vào. Oanh. Kêu thảm thiết cùng nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân một quyền mà ra, vững chắc đánh vào cửu kiếm tiên quân trên bụng nhỏ. Trong nháy mắt, máu trống rỗng xuất hiện. Dương Nghị Vân ngồi xổm dưới đất thượng quá ngẩng đầu vừa thấy, cửu kiếm tiên quân thân thể chậm rãi hiển lộ ra tới, mà hắn một quyền bạo rớt cửu kiếm tiên quân đan điền. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Y ra tay thực chuẩn xác, cũng phi thường sắc bén, lúc này nhìn lại Hồng Y là nắm chặt nắm tay bộ dáng, mà cửu kiếm tiên quân đầu biến mất không thấy, bốn phía mặt đất lại là rơi rụng một giọt hồng bạch chi vật. Nôn! Dương Nghị Vân dạ dày quay cuồng. Hiển nhiên cửu kiếm tiên quân đầu trực tiếp bị Hồng Y một quyền bạo rớt. Ngay cả tiên hồn cũng đều tiêu tán với vô hình, hoàn toàn hồn phi phách tán. Hắn một kích là sợ Hồng Y thất thủ, đập ở cửu kiếm tiên quân đan điền thượng, cũng là một quyền phá hắn nói nguyên, Hồng Y một quyền kỳ thật ác hơn, trực tiếp làm cửu kiếm tiên quân hồn phi phách tán. Có lẽ cửu kiếm tiên quân đến chết đều sẽ không minh bạch hắn là chết như thế nào. Đây là Dương mẫu nhân thần thức diệu dụng. Cửu kiếm tiên quân rốt cuộc bị xử lý, Dương Nghị Vân cũng thả lỏng xuống dưới, một mông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn cửu kiếm tiên quân đầu chọc thi thể, Dương Nghị Vân cũng trong lòng thổn thức. Không dễ dàng a. Cùng gia hỏa này một phen chém giết, hắn chính là dùng ra cả người thủ đoạn, cuối cùng là cho xử lý. Liền ở hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, phía chân trời phía trên lại là vang lên một tiếng nổ vang. Đông! Là du dương tiếng chuông vang lên. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại là phát hiện phía chân trời chỉ là có thất thải quang mang hiện lên. Ngay sau đó hắn trong óc liền tiếp thu tới rồi một đạo tin tức. Mà phía chân trời phía trên thất thải quang mang trung hiện lên 9 cổ xưa khắc văn ký hiệu. Tiên quân Dương Nghị Vân, phong hào càn khôn. Mạc danh trung Dương Nghị Vân sẽ biết phía chân trời phía trên 9 khắc văn ký hiệu ý tứ. Hắn đột nhiên nhớ tới, phương đông người sắt nói qua, khiêu chiến phong hào cường giả sau khi thành công. Là có thể thay thế. Hôm nay hắn chém giết cửu kiếm tiên quân cái này tiên quân chi cảnh danh liệt tiền tam người, chẳng khác nào là hắn thay thế được cửu kiếm tiên quân, trở thành tiên quân chi cảnh chung, 10 đại phong hào danh liệt đệ tam người. Sở bất đồng chính là, hắn phong hào không phải cửu kiếm, mà là càn khôn hai chữ. Hắn chém giết cửu kiếm tiên quân thay thế được cửu kiếm tiên quân phong hào vị trí thứ tự, nhưng lại sẽ không thay thế được hắn phong hào. Phương Đông người sắt nói qua mỗi một cấp bậc phong hào đều là thiên đạo sách phong, thế gian vạn vật đều ở thiên đạo dưới, thiên đạo đối mỗi một cái sinh linh vạn vật tự nhiên đều là biết được. Càn khôn hai chữ xưng là hắn phong hào, điểm này đều là không nghĩ tới, không đủ cẩn thận tưởng tượng thật đúng là thích hợp hắn, hoặc là nói trên người hắn hết thảy dùng càn khôn hai chữ tới khái quát nhất thích hợp, hắn tu luyện công pháp chính là càn khôn tạo hóa công,
hắn khởi nguyên chính là càn khôn hồ, từ lúc ban đầu đến bây giờ càn khôn hai chữ chính là hắn nhãn. Còn đừng nói, chính thích hợp. Càn khôn tiên quân Dương Nghị Vân, ha ha ha. Dương Mỗ Nhân ngẫm lại đều cảm thấy phong cách. Vân tử. Lúc này phương đông người sắt thanh âm truyền đến. Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương đông người sắt mấy người đã đi tới, không biết khi nào nhiếp hồn lão tổ nhiếp hồn lĩnh vực biến mất, lại là tại chỗ để lại 6 cổ thi thể. Hiển nhiên bọn họ mấy cái chiến đấu kết thúc, thắng tuyệt đối. Điểm này Dương Nghị Vân không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí cảm giác bọn họ chiến đấu có điểm dài quá. Rốt cuộc nhiếp hồn lão tổ cái này tu vi là tiên vương đại viên mãn người còn mang theo hắc giáp con rối gia nhập đi vào, bổn hẳn là sớm một chút liền kết thúc, hắn đều xử lý cửu kiếm tiên quân, mấy người chiến đấu mới kết thúc, đích xác có chút chậm. Vân tử, ngươi xử lý cửu kiếm tiên quân. Phương đông người sắt đi tới mở to hai mắt nhìn, ở Dương Nghị Vân bên người là một khối vô đầu thi thể, tuy rằng không có đầu vô pháp phân biệt, nhưng giờ phút này thiên địa dị tượng xuất hiện, là thiên đạo sách phong. Đây là chiêu cáo toàn bộ tiên giới, Dương Nghị Vân trở thành phong hào tiên quân, mỗi người đều đã biết thiên đạo chiêu cáo, đoán cũng đoán vô đầu thi thể chính là cửu kiếm tiên quân. Ân Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, gật gật đầu. Thiên cứ việc biết, nhưng được đến Dương Nghị Vân chính miệng thừa nhận, phương đông người sắt như cũng nhìn không được khiếp sợ, ở hắn nghĩ đến Dương Nghị Vân cái này tiên quân tự nhiên không phải cửu kiếm tiên quân đối thủ, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, Dương Nghị Vân chém giết cửu kiếm tiên quân. Xem như khiêu chiến phong hào thành công, thế thân cửu kiếm tiên quân, 10 đại phong hào tiên quân trung danh liệt đệ tam vị trí, đạt được thiên đạo tán thành, ban cho càn khôn phong hào. Càn khôn tiên quân, cái này phong hào nghiêu ích vô biên. Ý nghĩa thượng cũng là phi thường thật lớn, càn đại biểu thiên, khôn đại biểu mà, bực này vì thế lấy thiên địa vì ngụ ý phong hào A. Chúc mừng chủ nhân xưng là phong hào tiên quân nhiếp hồn lão tổ cũng là mang theo khiếp sợ. Không nghĩ tới ở bọn họ cùng 6 cái sát thủ chém giết thời điểm, Dương Nghị Vân cư nhiên đối thượng một cái phong hào tiên quân, thành công chém giết, được đến thiên đạo phong hào. Tuy rằng tiên quân phong hào là tứ đại phong hào trung thấp nhất, nhưng này thuyết minh Dương Nghị Vân tương lai có vô hạn tiềm lực. Hơn nữa càn khôn hai chữ phong hào, cái này ngụ ý thực sự rất lớn, trọng điểm là thiên đạo thừa nhận sách phong, đây là vô thượng vinh dự. Mỗi một cái tu sĩ hạng người đều tưởng xưng là phong hào cường giả. Nhưng há có thể dễ dàng như vậy. Hiện tại Dương Nghị Vân chính là phong hào tiên quân, như vậy tương lai hắn còn có thể tiếp tục khiêu chiến phong hào tiên vương, phong hào tiên đế, thậm chí là phong hào tiên tôn cũng chưa chắc không thể. Nhiếp hồn lão tổ tại đây một khắc mới pháp nghĩ đến một vấn đề, vậy hắn có lẽ trở thành Dương Nghị Vân người hầu, cũng không phải một kiện mất mặt sự. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, người cái lão tiểu tử như thế nào sẽ là. Chiến đấu lâu như vậy mới kết thúc. Dương Mỗ Nhân trung quy là có chút hưng sư vấn tội, ở hắn xem ra là một cái đủ tư cách tùy tùng bảo tiêu, nên thế chủ nhân chia sẻ, nhiếp hồn lão tổ tiên vương đại viên mãn tu vi, chiến đấu 6 cái tiên quân cấp bậc, liền tính là độc cô gia bạc trắng sát thủ, đối nhiếp hồn lão tổ tới nói cũng không ứng thời gian dài như vậy, lão gia hỏa nếu là sớm một chút kết thúc chiến đấu, không phải có thể lại đây giúp hắn cái này chủ nhân sao? Kết quả hắn đều xử lý cửu kiếm tiên quân, nhiếp hồn lão tổ mới kết thúc chiến đấu. Lại còn có hơn nữa phương đông người sắt, lạc dương hai người, bực này sức chiến đấu, đối thượng 6 cái sát thủ cư nhiên kéo thời gian lâu như vậy, cho nên Dương Mỗ Nhân thực khó chịu. Hôm nay là hắn thần thức phát huy đại tác dụng, nếu là không có thần thức biến dị, chẳng phải là phải bị cửu kiếm tiên quân cấp xử lý. Cho nên lúc này nhìn nhiếp hồn lão tổ nói chuyện liền có chút không tốt, liền thiếu chút nữa chưa nói, người cái lão bất tử mấy cái tiên quân sát thủ mà thôi, muốn hay không cọ sát lâu như vậy mới kết thúc. Có phải hay không cố ý muốn người chủ nhân ta bị người xử lý a? Mà nhiếp hồn lão tổ người này tinh vừa nghe Dương Nghị Vân nói chuyện không tốt, nhìn lại Dương Mỗ Nhân sắc mặt, tức khắc liền phản ứng lại đây, vội vàng kêu oan nói, chủ nhân nắm rõ a, phía trước cùng chủ nhân một trận chiến, lão nô ta thân thể tuy rằng khôi phục, nhưng nguyên thần bị hao tổn như cũ không hảo nhanh nhẹn, hơn nữa lão nô bộ xương khô pháp trượng bị hao tổn lợi hại. Không có chữa trị hảo, còn có lần này gặp phải 6 cái sát thủ tuy rằng là tiên quân nhưng tạo thành trận pháp thực sự quỷ dị vô cùng. Cuối cùng càng là không muốn sống chém giết, lần này thời gian lâu rồi điểm, thỉnh chủ nhân nắm rõ, lão nô cũng thật không có kéo dài ý tứ a. Vân tử điểm này ta có thể chứng minh, nhiếp hồn lão tổ nói không sai, lần này cần không phải hắn ta cùng Lạc Dương ở độc cô ra những cái đó sát thủ trên tay đều phải thiệt thòi lớn, ngươi cũng đừng trách nhiếp hồn lão tổ, độc cô ra bạc trắng sát thủ thủ đoạn.
liền liền ông nội của ta đều khen ngợi quá, thành trận lúc sau chém giết tiên vương thật đúng là không khó. Phương Đông người sát lại là cấp Nhiếp Hồn lão tổ nói câu lời nói. Lạc Dương cũng phù hợp một tiếng, thật là Độc Cô Gia sát thủ tương đối khó chơi một ít. Nghe được Phương Đông người sát cùng Lạc Dương đều mở miệng, Dương Nghị Vân cũng liền không ở trách cứ Nhiếp Hồn lão tổ, khả năng thật là hắn đem Độc Cô Gia sát thủ tưởng quá đơn giản. Tính, người cái lão tử mau chóng chữa trị người pháp trượng đi, kế tiếp còn muốn đi vào thủy tinh động đi, đừng đến lúc đó ở rất dây xích. Dương Mỗ Nhân dặn dò Nhiếp Hồn lão tổ. Nhiếp Hồn lão tổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, chủ nhân yên tâm, bộ xương khô pháp trượng là lão nô bản mạng pháp trượng dùng dưỡng ở trong cơ thể, không dùng được bao lâu là có thể khôi phục. Các ngươi giúp ta hộ pháp, cũng nhìn Tuyết Hương bên kia, nhưng đừng lại ra chuyện xấu. Dương Nghị Vân một trận chiến xuống dưới, đã tinh bì lực tấn, hắn cũng yêu cầu khôi phục điều dưỡng. Tuyết Hương như cũ đứng ở thủy tinh nói bia trước nhập định chung, Dương Nghị Vân nhìn giống nhau sau, cũng nhắm mắt nhập định. Hắn lần này cùng Cửu Kiếm Tiên Quân một trận chiến, lại thấy được phía chân trời phía trên xuất hiện phong hào khắc văn, trong lòng có vài phần hiểu ra, cho nên không kịp cùng Phương Đông người sát bọn họ nhiều lời, bắt đầu tu luyện hiểu được. Đối mặt Dương Nghị Vân nhập định, Nhiếp Hồn lão tổ cùng Phương Đông người sát có chút hâm mộ, bọn họ đều là tiên vương, tự nhiên nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân đây là có hiểu được, sợ là muốn đột phá cảnh giới. Không bao lâu quả nhiên, thiên địa năng lượng hội tụ ở Dương Nghị Vân trên người. Ngay sau đó trên người hắn khí thế đại tác phẩm dựng lên, bắt đầu không ngừng bò lên. Tiên quân lúc đầu cảnh giới đột phá tới rồi tiên quân trung kỳ, lại đến tiên quân hậu kỳ. Dương Nghị Vân trên người khí thế như cũ ở bò lên. 3 tháng sau, Dương Nghị Vân thành công đem cảnh giới tăng lên tới tiên quân đại viên mãn đỉnh, rốt cuộc cùng tu vi thực lực nhất trí. Lại 3 tháng sau hắn mới kết thúc tu luyện, lại là củng cố ở tiên quân đại viên mãn đỉnh. Lần này tu luyện chính là được lợi không ít. Đã chạm đến tiên vương chi cảnh ngạch cửa. Mở to mắt, hai tròng mắt trung tinh quang lộng lẫy chợt lóe rồi biến mất. Bên kia Tuyết Hương lại sớm đã tu luyện kết thúc. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Tuyết Hương tu vi cư nhiên cũng đạt tới tiên quân đại viên mãn. Bọn họ hai cái tề bình. Bất quá Dương Nghị Vân thật là có chút hâm mộ Tuyết Hương, đứng ở thủy tinh nói bia trước một lần nhập định hiểu được liền thành tựu tiên quân đại viên mãn. Mà hắn còn lại là một hồi sinh tử ẩu đả, hơn nữa thấy được thiên đạo phong hào khắc văn hiểu được kỳ tích, mới đột phá cảnh giới. Bất quá nơi này là yêu tộc đại yêu vương động phủ, Tuyết Hương có thể đột phá cũng coi như là chiếm cứ đều là yêu tộc tiên cơ đi, tóm lại Tuyết Hương đột phá hắn cũng cao hứng. Dù sao đều là người một nhà. Hắn ước gì bọn họ mọi người thực lực đều tiến bộ vượt bậc, như thế đại gia ở chỗ này nguy hiểm liền tương đối giảm nhỏ. Một vị phong hào ngã xuống. Một vị phong hào ra đời, đây đều là thiên đạo vận chuyển chiêu cáo toàn bộ tiên giới. Cứ việc là tứ đại cấp bậc trung thấp nhất tiên quân phong hào, nhưng lại cũng là oanh động toàn bộ tiên giới đại sự. Dương Nghị Vân lại là không biết, ở hắn phong hào trở thành tiên quân lúc sau, toàn bộ tiên giới đều xuất hiện thiên địa dị tượng, thiên đạo khắc văn hiện hóa 9 chữ to tiên quân Dương Nghị Vân, phong hào càn khôn hiện hóa ở toàn bộ tiên giới. Cơ hồ sở hữu tiên giới sinh linh đều đã biết Dương Nghị Vân tên này. Càn khôn tiên quân tên tuổi truyền khắp tiên giới. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, càng có người âm thầm hạ quyết tâm tương lai khiêu chiến cái này càn khôn tiên quân. Cùng thời gian hỗn loạn tiên thành, Độc Cô gia tộc lại là truyền đến một tiếng thét dài, mang theo sát ý một câu truyền khắp toàn bộ hỗn loạn tiên thành, tiểu nhi Dương Nghị Vân tìm chết. Đồng dạng ở Đông Phương gia tộc, Phương Đông Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khóe miệng có ý cười, lẩm bẩm, Độc Cô lão nhân ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không lão phu nhưng sẽ khai sát giới. Tiên giới sao trời trong biển, một con thuyền thật lớn tàu bay thượng. Càn khôn tiên quân Dương Nghị Vân, chủ nhân là ngươi sao? Yến Xích Hà ngẩng đầu nhìn phía chân trời kích động không thôi, từ Dương Nghị Vân năm đó rời đi liền ở cũng không trở về. Chủ nhân Dương Nghị Vân rời đi thời điểm hắn đang bế quan tu luyện, xuất quan sau mới biết được, chủ nhân là bị cái gì ma đầu bắt đi. Nghe nói cùng nhau nói có cái gì Lạc Dương. Chính là tiên đan thành phân bộ luyện tạo tiên minh minh chủ, mà ngày đó Tuyết Hương chủ mẫu cùng chủ nhân một cái khác đệ tử Mông Điềm đều đi truy tìm, bên này luyện tạo tiên minh Đinh Hòa Bình với Bảo Thuận Quang cũng không nhàn rỗi phát động người khắp nơi tìm kiếm, chỉ tiếc thời gian rất lâu đều không có tung tích. Thẳng đến luyện tạo tiên minh tới một vị gọi là gì sao trời tử cao tầng, mới biết được chủ nhân Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương vô cùng có khả năng ở hỗn loạn tiên vực, vì thế bọn họ cưỡi luyện tạo tiên minh tàu bay đi trước hỗn loạn tiên vực.
không nghĩ tới hôm nay thiên địa dị tượng hiện hóa ra chủ nhân Dương Nghị Vân tên, Yến Xích Hà không biết có phải hay không hắn chủ nhân Dương Nghị Vân, nhưng lúc này lại là có chút kích động, vội vàng hướng nghị sự đại sảnh mà đi, muốn đi tìm Bảo Thuận Quang hỏi thăm đi, lại nói tiếp Bảo Thuận Quang cũng là chủ nhân người hầu, đây là sau lại Yến Xích Hà mới biết được, cho nên đối Bảo Thuận Quang tương đối thân cận, mà Bảo Thuận Quang đối hắn cũng tôn kính, bởi vì hắn Yến Xích Hà là cái thứ nhất đi theo chủ nhân người hầu. Đối này Yến Xích Hà là cùng đắc ý. Chỉ chớp mắt đều thời gian bay nhanh, từ chủ nhân cùng Lạc Dương bị bắt đi, đến Tuyết Hương bọn họ đi truy tìm, cho tới hôm nay đã ngàn năm hơn, không có biện pháp tiên giới cuồn cuộn vô biên, không có chuẩn xác manh mối bí pháp tìm cá nhân so biển rộng tìm kim còn khó khăn đại, đây cũng là qua đi thời gian rất lâu nguyên nhân. Ninh Hòa Bình cùng Bảo Thuận Quang trên thực tế không khó lúc đầu vẫn luôn ở phái người tìm kiếm chủ nhân bọn họ, chỉ là không tìm được bất luận cái gì manh mối. Biết trước đó vài ngày tới luyện tạo tiên minh cao tầng sao trời tử mới mang đến chuẩn xác tin tức, nói là chủ nhân có manh mối ở hỗn loạn thiên vực, rất xa địa phương. Lúc sau đại gia liền xuất phát đi trước hỗn loạn thiên vực, hắn Yến Xích Hà bởi vì là chủ nhân người hầu, cho nên mang lên hắn. Trên thực tế toàn bộ thật lớn tàu bay thượng liền bốn người, hắn, sao trời tử, Bảo Thuận Quang, Đinh Hòa Bình, đều xem như cùng chủ nhân Dương Nghị Vân có quan hệ người. Vị nào sao trời tử tiền bối Yến Xích Hà nhìn không thấu tu vi, dù sao cảm giác rất cường đại, vẫn luôn ở tầng thứ hai khoang thuyền, hắn cùng Bảo Thuận Quang ba người đều ở tầng thứ nhất. Hắn hướng Bảo Thuận Quang hỏi thăm quá sao trời tử, Bảo Thuận chỉ nói làm hắn người khác, hắn cũng không rõ lắm, dù sao đều là Đinh Hòa Bình ở tiếp đãi, bất quá nghe nói cùng chủ nhân có sâu xa. Mới vừa đi ra khỏi phòng vừa lúc liền thấy được Bảo Thuận Quang cùng Đinh Hòa Bình ở bong tàu thượng. Đồng dạng đang nhìn phía chân trời, đi qua đi vừa hỏi, hai người đều có chút không xác định thiên đạo diễn biến ra càn khôn tiên quân không biết có phải hay không Dương Nghị Vân, rốt cuộc ở sinh linh vô số tiên giới trùng tên trùng họ người quá nhiều. Ninh Hòa Bình nói, chúng ta xác định không được, nhưng sao trời tử đại nhân hẳn là có thể, các ngươi chờ ta đi lên hỏi một chút. Mau đi, Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang đều thúc giục Ninh Hòa Bình. Ninh Hòa Bình đi vào tầng thứ hai. Đứng ở cửa cung kính vô cùng, ôm quyền khom người nói, sao trời đại nhân thuộc hạ Đinh Hòa Bình cầu kiến. Vào đi. Một tiếng không ôn không hỏa trung khí mười phần thanh âm vang lên. Đinh Hòa Bình cũng không khách khí trực tiếp đẩy cửa mà đi, hắn biết vị đại nhân này kỳ thật thực bình thản, một chút cái giá đều không có. Về Lạc Dương đại nhân việc hắn năm đó đăng báo tổng bộ lúc sau, qua thật lâu vị đại nhân này mới đến tới. Tuy rằng Đinh Hòa Bình không biết vị đại nhân này chân chính thân phận, chỉ biết tự xưng sao trời tử, nhưng lại lấy ra chính là luyện tạo tiên minh tổng bộ tối cao thân phận tiên minh lệnh bài, tốt nhất tiên minh lệnh Đinh Hòa Bình biết toàn bộ tổng bộ cũng không vượt qua 10 khối. Cho nên hắn biết vị này sao trời đại nhân thân phận cao dọa người, cũng thuyết minh tổng bộ đối Lạc Dương đại nhân rất coi trọng. Bất quá Đinh Hòa Bình như cũ nhớ rõ ngày đó gặp mặt sau, vị đại nhân này vấn đề tình huống sau, đối Dương Nghị Vân ngược lại càng thêm coi trọng giống nhau, lặp lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Dương Nghị Vân tình huống. Cái này làm cho Đinh Hòa Bình phi thường khó hiểu, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Song việc vị đại nhân này điểm danh hắn cùng Bảo Thuận Quang còn có Yến Xích Hà cái kia Dương Nghị Vân người hầu cùng nhau đi trước hỗn loạn thiên vực, bởi vì sao trời đại nhân nói hắn cảm giác tới rồi Lạc Dương hơi thở xuất hiện ở hỗn loạn tiên thành. Lúc này mới có chuyến này, bất quá làm hắn Đinh Hòa Bình cảm thấy khó hiểu chính là, tàu bay rõ ràng có thể phi thực mau, nhưng vị đại nhân này lại là không nhanh không chậm phi hành. Chút nào cũng không nóng nảy bộ dáng, giống như một chút cũng không lo lắng Lạc Dương đại đại cùng Dương Nghị Vân sẽ ở hỗn loạn tiên vực xảy ra chuyện gì giống nhau, hắn đều trong lòng sốt ruột, chính là hắn cũng không dám nói. Hôm nay thiên địa dị tượng, có phong hào tiên quân Dương Nghị Vân tên xuất hiện, Đinh Hòa Bình ba người không xác định có phải hay không bọn họ muốn tìm Dương Nghị Vân, cho nên đi lên hỏi một chút, vị đại nhân này tính tình thực hảo, vẫn luôn là cái loại này không ôn không hỏa khiêm khiêm quân tử. Cho nên hắn cũng dám đi lên vừa hỏi, Đinh Hòa Bình biết có phải hay không vị này sao trời tử đại nhân định người biết, bởi vì hắn là một vị cường giả. Cứ việc không biết vị này sao trời đại nhân là cái gì tu vi, nhưng Đinh Hòa Bình ba người thực xác định tuyệt đối là thế gian nhất đẳng nhất cường giả. Thần thông quảng đại hạng người, tự nhiên có thể xác định xuống dưới. Đinh Hòa Bình mang theo kính ý đi vào đi nhìn đến sao trời đại nhân đứng ở bên cửa sổ, hiển nhiên cũng ở chú ý thiên địa dị tượng. Gặp qua đại nhân Đinh Hòa Bình chào hỏi lúc sau vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là không nghĩ tới sao trời đại nhân chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại nói, thiên địa dị tượng hiện hóa phong hào tiên quân chính là Dương Nghị Vân.
biết trước. Ninh Hòa Bình trong lòng nói thầm, hắn cũng chưa mở miệng hỏi, nhân gia liền biết chính mình muốn hỏi cái gì, nhưng nghe đến lời nói, xác nhận là Dương Nghị Vân sau Đinh Hòa Bình trong lòng lại là vui vẻ, rốt cuộc có trực quan tin tức. Đại nhân nếu là Dương Nghị Vân, như vậy Lạc Dương đại nhân có phải hay không cũng ở bên nhau? Chúng ta có phải hay không có thể mau chút đi trước hỗn loạn thiên vực? Nhịn đã lâu, Đinh Hòa Bình rốt cuộc đưa ra tàu bay nhanh lên nói, đừng như vậy không nhanh không chậm ở sao trời hải du đáng, sốt ruột a. Sao trời tử mở miệng, ha ha, yên tâm đi, Lạc Dương cùng Dương Nghị Vân đều không có việc gì, ngươi thả đi xuống tu luyện đi, đi nhiều mau, lòng ta đều có so đo, lần này phi hành sao trời hải đối với ngươi chờ ba người cũng là một lần tu luyện mài giũa, mặt khác sự tình đừng lo lắng, hết thảy đều có nhân quả, đi xuống đi. Nghe vậy Đinh Hòa Bình cả người chấn động, vội vàng khom người, là, thuộc hạ cáo lui. Hắn biết lời nói đều nói này phân thượng, hắn liền không thể hỏi lại cái gì. Hết thảy vị đại nhân này đều có đúng mực. Phòng nội chờ Đinh Hòa Bình cáo lui sau khi rời khỏi đây, sao trời tử nhìn cuồn cuộn biển sao lẩm bẩm, tiểu sư đệ, người cũng thật cấp nhị sư huynh ta kinh hỉ a, nhanh như vậy liền xử lý một vị danh liệt đệ tam phong hào tiên quân, thượng vị chính mình thành càn khôn tiên quân, ha ha, nếu không phải trước khi đi sư phụ có công đạo, làm ta đừng can thiệp ngươi quỹ đạo, ảnh hưởng ngươi cơ duyên, sư huynh ta hận không thể lập tức bay qua đi đem ngươi. Đương nhiên ngươi cần phải chiếu cố ta đồ Lạc Dương a, tình huống của nàng đặc thù, sư huynh ta thiếu ngươi một ân tình nga, tư tư tư, này gặp mặt, ta cái này làm nhị sư huynh phải cho ngươi lễ gặp mặt, hiện tại hơn nữa ngươi cứu ta đồ đệ, cái này lễ gặp mặt, nhị sư huynh nhưng làm sao bây giờ đâu? Đau đầu a. Sao trời tử lầm bầm lầu bầu nói xong, trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhìn phía chân trời phía trên chậm rãi biến mất thiên địa dị tượng, dừng một chút tiếp tục nói thầm nói, đáng tiếc a. Nhà chúng ta lão nhân đi thiên cơ che giấu nơi, nếu không lúc này cũng nên nhìn đến ngươi thành phong hào tiên quân, nghĩ đến hẳn là sẽ thật cao hứng. Lại nói tiếp, lão nhân thật là bất công, nghe nói tiểu tử ngươi giết phu tôn một cái tư sinh tử, phu tôn cái kia lão vương bát đản nữ nhân cư nhiên phái người đi giết ngươi, còn âm thầm treo giải thưởng ngươi đầu người, hắn lão nhân ra vì ngươi giết phu tôn một nữ nhân, đánh mù phu tôn một con mắt nga. Ta cùng đại sư huynh chịu khi dễ thời điểm. Lão nhân nhưng cho tới bây giờ không cho chúng ta xuất thủ qua, trái lại còn muốn mắng chúng ta cùng phế vật, tu luyện không tới nhà, tiểu sư đệ cũng liền ngươi cùng tiểu sư muội ở sư phụ trong lòng có cái này địa vị, ai, lão nhân thật bất công a. Thủy Tinh nói bia trước. Dương Nghị Vân thu công đứng dậy, tu vi thật đánh thật tiến vào tiên quân đại viên mãn, cảnh giới cùng tu vi pháp lực rốt cuộc ngang hàng. Xử lý cửu kiếm tiên quân thành tựu phong hào, Dương Mỗ Nhân lần này cũng coi như là một lần đại thắng. Bất quá hắn cũng biết điểm này tu vi đặt ở tiên giới như cũ là thần ma điểu miệng, nhược kê. Đừng nói toàn bộ tiên giới, chỉ cần ở hỗn loạn tiên vực, hắn chờ điểm tu vi cũng không tính cái gì, nội tâm báo cho chính mình không thể kiêu ngạo. Tuy rằng xử lý cửu kiếm tiên quân, đạt được thiên đạo phong hào, nhưng hắn cũng biết lần này cũng đem Độc Cô Gia hoàn toàn đắc tội đã chết. Nhưng nói trở về, này không phải hắn mong muốn, sát cửu kiếm tiên quân là đối phương trêu chọc hắn, hắn phản kích mà thôi. Trên thực tế từ đi vào hỗn loạn tiên vực tiến vào hỗn loạn tiên thành, vẫn luôn là người khác tìm được phiền toái, hắn nhưng không chủ động trêu chọc người. Nguyên tắc là không trêu chọc người, nhưng cũng không sợ sự. Cùng Độc Cô Gia này phân thù, hiện tại hoàn toàn thành chết thù. Độc Cô Gia thiên tài, toàn bộ tiên giới danh liệt đệ tam phong hào tiên quân bị hắn xử lý, Độc Cô Gia có thể bỏ qua mới là lạ. Cửu kiếm tiên quân là Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ thống lĩnh. Dựa theo phương đông người sát cách nói, Độc Cô Gia còn có tưởng cấp thấp khác sát thủ, đến lúc đó nhất định sẽ rời núi. Cho nên Dương Nghị Vân trong lòng nhưng một chút đều không có thả lỏng cảnh giác. Tu vi thực lực theo đuổi, chẳng những không thể thả chậm, lại còn có muốn nhanh hơn. Chỉ có đột phá đến tiên vương chi cảnh, hắn mới có nắm chắc đối mặt tiên đế cường giả. Kế tiếp chẳng những không thể thả lỏng, ngược lại càng muốn nỗ lực tu luyện mới là. Tu luyện chi cảnh, càng là đến sau. Liền càng là chênh lệch càng lớn, Dương Nghị Vân rất rõ ràng hắn hiện tại sở dĩ có thể ngẫu nhiên vượt cấp chiến đấu, đó là dựa vào tự thân rất nhiều thần thông bí pháp cùng bảo vật, nếu là rời đi mấy thứ này, hắn có thể vượt cấp chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa theo tu luyện cảnh giới tăng lên, tương lai sở đối mặt địch nhân chỉ biết càng ngày càng cường đại, mà ở càng thêm cao giai tiên nhân trước mặt, có đôi khi bảo vật linh tinh phụ trợ cũng sẽ xưng là gà trợ. Chỉ có chân chính thực lực mới là nhất đáng tin cậy. Liền tính là rất nhiều bí pháp thần thông từ từ,
ở thực lực tu vi cường đại dưới tình huống, cũng mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa uy lực tới. Dương Mỗ Nhân rất rõ ràng này đó. Cho nên không có ở xử lý cửu kiếm tiên quân lúc sau, hắn xưng là thiên đạo sách phong càn khôn tiên quân mà kiêu ngạo. Khiêu chiến chém giết phong hào, ở trong lòng hắn mới vừa bắt đầu mà thôi. Mặt sau còn có phong hào tiên vương tiên đế thậm chí tiên tôn, này đó mới là chân chính đại cường giả. Ai cũng không biết tương lai có một ngày có thể hay không gặp phải. Không nói đến phong hào cường giả, liền tính không phải phong hào cường giả, Dương Nghị Vân cũng biết sẽ có đại thần thông hạng người tồn tại, tỉ như Nhiếp Hồn lão tổ bực này, gặp phải Nhiếp Hồn lão tổ nếu không phải hắn thần thông khắc chế Nhiếp Hồn lão tổ thần thông, hắn đã sớm bị Nhiếp Hồn lão tổ chém giết. Nói trắng ra là, thế gian phong hào cường giả, chỉ là đứng ở bên ngoài thượng mà thôi. Phong hào là có thể khiêu chiến thay thế được tên tuổi, như vậy nói cách khác đồng dạng có thực lực có thể khiêu chiến phong hào tu sĩ, có khối người, chỉ là nhân gia không có đi khiêu chiến phong hào mà thôi, là đại gia không biết. Chỉ có thể nói, phong hào cường giả là đứng ở bên ngoài thượng cường giả, như vậy ngầm tự nhiên cũng có càng vì cường đại tồn tại, đây là một đạo lý. Dương Nghị Vân cướp đoạt cửu kiếm tiên quân chứa đựng nhẫn, phương một phen thanh liên tiên hỏa đốt cháy cửu kiếm tiên quân thi thể, không làm hắn phơi thây bên ngoài, tuy rằng là địch nhân, nhưng không thể không nói cửu kiếm tiên quân thật là cho rằng cường đại tiên quân, hắn có thể chém giết hắn, có đầu cơ nguyên nhân, có phần ngoài nhân tố, cho nên không nên làm cửu kiếm tiên quân phơi thây hoang dã. Đây là đối cường giả kính ý. Cửu kiếm tiên quân có một phen tên là Bàn Long nói kiếm, Dương Mỗ Nhân nhưng không quên. Lần này mất công, đánh bạc mệnh chiến đấu, có thể được đến cửu kiếm tiên quân Bàn Long đạo kiếm, chính là lớn nhất thu hoạch. Rất lớn chiến lợi phẩm A. Dương Nghị Vân đem cửu kiếm tiên quân này đem nói kiếm cầm trong tay thời điểm, bên ngoài vỏ kiếm thanh quang lập lòe run minh không ngừng, bộc phát ra mãnh liệt chống cự, bất quá không có chủ nhân, hiện tại xuất hiện ở Dương Mỗ Nhân trên tay tự nhiên sẽ không làm hắn phiên thiên, trên tay thúc dục pháp lực nhẹ nhẹ đem chi chấn áp xuống dưới. Lúc trước thần ma điểu nói qua nói kiếm chi linh, cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân, căn bản sẽ không khuất phục. Lúc này trong tay nắm chặt cửu kiếm tiên quân Bàn Long kiếm, có thể rõ ràng cảm nhận được vỏ kiếm chi linh cùng kiếm linh mãnh liệt phản kháng. Kỳ thật chân chính lại nói tiếp, Dương Nghị Vân cũng không xác định, trong tay Bàn Long kiếm rốt cuộc có phải hay không nói kiếm, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến cửu kiếm tiên quân xuất động lúc sau, có vỏ kiếm hóa rồng phụ trợ, tự nhận là nói kiếm. Dù sao hắn cảm giác thanh kiếm này không phải nói kiếm cũng không sai biệt lắm. Bất quá hắn không xác định không quan hệ, tạp mao điều có thể xác định, lúc này hắn thật đúng là yêu cầu tạp mao điều trợ giúp. Từ hoa sen đen truyền thụ ngự kiếm chi đạo sau, hắn liền vẫn luôn nghĩ có thể ở nhiều mấy cái cường đại cổ kiếm, dù sao cảm giác có ngự kiếm chi đạo sau, hắn là có thể nhiều khống chế mấy cái kiếm, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp. Trước kia còn nghĩ tới chính mình đi luyện chế. Nhưng hắn biết hắn luyện khí nói yên ổn, làm hắn luyện đan còn hành, luyện khí đánh giá nếu là không được. Cái này hảo, chém giết cửu kiếm tiên quân lúc sau, này đem Bàn Long kiếm chính là có sẵn. Hiện tại vấn đề là như thế nào có thể đem thanh kiếm này thu làm mình dùng. Nếu thật là nói kiếm, đó là không hảo thu phục, nội loại vỏ kiếm kiếm linh nếu là mạnh mẽ dưới, chưa chừng sẽ tự bạo, đến lúc đó dư lại một cái không kiếm xác, lại muốn một lần nữa tìm kiếm thích hợp thả lại cường đại kiếm linh. Này nhưng không dễ làm. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân đem tạp mao điểu từ càn khôn hồ không gian triệu hồi ra tới, trực tiếp mở miệng nói, quả đen nhìn xem, ta muốn thu thanh kiếm này. Thần ma điểu vừa ra tới nhìn thoáng qua sau mở miệng nói, là một phen nói kiếm, cũng không tệ lắm nga, nội loại kiếm linh là thanh giao long, vỏ kiếm là màu đen giao long chiếm cứ chi thế, kiếm này chi linh cũng là hậu thiên hình thành, hai điều giao long cũng không phải phàm vật, đảo cũng không kém. Thân kiếm chi thiết bị tuyệt đối là nói kiếm cấp bậc, tiểu tử ngươi muốn nhận phục thanh kiếm này, sợ là không có khả năng, nội loại tối sầm một thanh hai điều giao long, chỉ nhận tiền chủ nhân, hoặc là nói cũng là bị mạnh mẽ chân áp thu phục, thật vất vả đã không có tiền chủ nhân giam cầm, ngươi có muốn nhận phục chúng nó, làm thanh kiếm này thần phục, hai điều giao long sợ là sẽ không làm. Từ hơi thở thượng cảm ứng hai điều giao long đều có hồng hoang hơi thở, này thuyết minh phi thường xa xăm, muốn cho bực này sinh linh thần phục, rất khó. Ngươi nếu là mạnh mẽ đi chân áp, chưa chừng chúng nó sẽ thể sống chết phản kháng, thậm chí tự bạo hồn phách. Ý của ngươi là không có biện pháp. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, nhịn không được đánh gãy hỏi. Thần ma điểu ngẫm lại nói, cũng không phải nói một chút biện pháp đều không có, nói đến cùng chúng nó lại như thế nào cương liệt,
chung quy là hồn phách trạng thái, muốn thu phục, trừ phi ngươi có thủ đoạn trực tiếp thả ra chúng nó hồn phách, hơn nữa ở chúng nó hồn phách thượng động tay chân, lại lần nữa chinh phục. Dương Nghị Vân nghe xong sửng sốt, nhưng là ngay sau đó nở nụ cười, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây thật đúng là liền có biện pháp, ha ha, các ngươi giúp ta hộ pháp. Dứt lời Dương Nghị Vân lập tức phất tay bày ra một cái mê ảo trận, này chỉ là đơn giản chướng mắt trận pháp, lấy tiên thạch vi căn cơ bày trận, còn sinh ra thật lớn sương mù, thấy không rõ nội loại tình huống. Trận pháp bố thành, Dương Nghị Vân tay cầm bàn long kiếm tiến vào trận pháp, giờ phút này Nhiếp Hồn lão tổ cùng Phương Đông người sát đám người tuy rằng nghi hoặc Dương Nghị Vân muốn làm cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, bảo hộ ở mê ảo trận bốn phía hộ pháp. Trận pháp trong vòng, Dương Nghị Vân tiến vào sau, trong lòng vừa động bản tôn trực tiếp tiến vào càn khôn hồ không gian, hắn biến mất không thấy, nhưng tại chỗ xuất hiện càn khôn hồ bản tôn. Rốt cuộc nơi này là đại yêu vương động phủ thế giới. Hắn bày ra mê hồn trận cũng là không nghĩ làm càn khôn hồ bại lộ. Càn khôn hồ không gian nội, Dương Nghị Vân chính là sáng thế thần giống nhau tồn tại, hắn có thể điều động càn khôn hồ khủng không gian lực lượng. Ý tưởng cũng rất đơn giản, ở càn khôn hồ không gian nội thả ra hai giao long chi hồn, mạnh mẽ thu phục, ở chỗ này mạnh mẽ thu phục hai điều giao long, liền tính là hai điều giao long tưởng tự bạo, kia cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Hơn nữa sinh tử phù chính là tốt nhất thủ đoạn. Dùng để khống chế hai điều giao long chi hồn. Đến lúc đó liền có thể hoàn thành mạnh mẽ thu phục luyện hóa bản long kiếm. Nếu là không có sinh tử phù thủ đoạn, liền ngươi tính hắn ở càn khôn hồ không gian mạnh mẽ trấn áp hai điều giao long chi hồn, các nàng thần phục, nhưng đối về sau tới nói cũng đều là tai họa ngầm. Mà có liền sinh tử phù thủ đoạn khống chế, về sau liền sẽ không ra vấn đề, tạp mao điều đích xác cho hắn một cái ý nghĩ. Thanh kiếm này đích xác cũng là nói kiếm. Tuy rằng hắn biết so ra kém chính mình đồ long kiếm, nhưng cũng phi thường khó được. Ngày sau ngự kiếm có thể nhiều một phen, sẽ là một cái cường đại trợ lực. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân buông lỏng ra nắm chặt bàn long kiếm. Hoàn toàn giải phong trên thân kiếm giam cầm. Ngay sau đó kiếm này một phân thành hai, vỏ kiếm chung một đạo hắc khí mà ra, thân kiếm một đạo thanh khí mà ra. Ngao! Ngao! Hai tiếng ngẩng cao rồng ngâm vang vọng ở càn khôn hồ không gian. Tối sầm một thanh lưỡng đạo dòng khí, xông lên phía chân trời nháy mắt hóa thành hai điều cây số thân hình chi cự giao long, xoay quanh ở thiên. Ngao ngao! Tối sầm một thanh hai điều giao long ở phía chân trời phía trên đối với Dương Nghị Vân gầm rú. Ngay sau đó lại là như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, bỗng nhiên hướng về phía chân trời phóng đi. Nhìn dáng vẻ phải phá tan ngày này mà, hoàn toàn thoát phây rời đi. Bất quá! Nơi này thiên địa cũng không phải là tầm thường động thiên phúc địa, nơi này chính là càn khôn hồ không gian, há có thể là tầm thường động thiên phúc địa có thể so sánh. Muốn chạy, ha ha, chậm, cấp tiểu gia ngoan ngoãn trở về. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, tức khắc phung tay lên, càn khôn hồ không gian phong vân biến sắc, trống rỗng xuất hiện hai chỉ che trời bàn tay khổng lồ, tay năm tay mười nháy mắt liền đem hai điều giao long chi hồn chộp vào trong tay. Ngao ngao! Hai điều giao long chi hồn thét dài, ở thật lớn bàn tay chung dẫy giụa, nhưng lại không hề có tác dụng. Giờ phút này Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe cũng là trốn vào phía chân trời, đi vào hai điều giao long trước người, thổ lộ, một tấc vuông càn khôn. Vô hình chung lưỡng đạo lưu quang dừng ở hai điều giao long trên người. Ngay sau đó hai điều giao long chi hồn thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại. Khoảnh khắc chi gian liền hóa thành không đến một mét lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là hai điều tối sầm một thanh con rắn nhỏ, Dương Nghị Vân điều động càn khôn hồ thế giới lực lượng gắt gao trấn áp hai điều giao long chi hồn. Trong tay sinh tử phù mà ra, tia chớp ở hai điều giao long chi hồn trong cơ thể đánh vào sinh tử phù. Ở chỗ này hai điều giao long chi hồn căn bản là phiên không được thiên. Dương mẫu nhân đùa chết bọn họ đều được. Nhưng là chỉ giới hạn trong ở càn khôn hồ thế giới, đi ra ngoài tới rồi bên ngoài, cũng có thể trấn áp. Nhưng lại ngăn cản không được bọn họ tự bạo giao long chi hồn. Cho nên Dương Nghị Vân lựa chọn tiến vào càn khôn hồ không gian, lợi dụng càn khôn hồ thế giới lực lượng trấn áp chúng nó, lại đi thong dong đối hai điều giao long thi triển sinh tử phù, là có thể hoàn toàn khống chế. Hoàn thành sinh tử phù sau, Dương Nghị Vân chợt lóe thân bắt lấy hai điều phản kháng không được giao long rơi xuống đất, vung tay lên liền đánh vào vỏ kiếm thân kiếm, trong tay một đạo thanh liên tiên hỏa xuất hiện bắt đầu tế luyện. Một lần nữa khống chế liền phải một lần nữa tế luyện một phen, ngón tay bắn ra hai giọt tinh huyết phân biệt dừng ở thân kiếm cùng Cambridge,
lại phất tay kiếm nhập vỏ kiếm, thi pháp tế luyện bắt đầu, hai điều giao long phản kháng mãnh liệt, nhưng lại bị Dương Nghị Vân thúc dục sinh tử phù trấn áp, kêu thảm thiết liên tục, chung quy là hồn phách mà thôi, sinh tử phù phát động trực tiếp động chính là chúng nó hồn phách, bực này thủ đoạn dưới, há có thể phản kháng. Một phen luyện hóa xuống dưới, hai điều giao long ngoan ngoãn thần phục, huyết tế phương pháp lần nào cũng đúng, hơn nữa là nghiêng về một phía tế luyện, làm hai điều giao long dễ bảo trở thành kiếm trung chi linh, huyết tế cùng sinh tử phù tồn tại, làm Dương Nghị Vân cùng này đem bản long kiếm cảm ứng mãnh liệt, khống chế lực độ thi triển lực độ phi thường phù hợp. Lôi đình xét đánh, đơn giản thô bạo thủ đoạn thành công thu phục bản long kiếm. Tuy rằng là giao long kiếm hồn, nhưng lại tên là bản long, có chút khuếch đại. Tên này phía trước cùng cửu kiếm tiên quân thời điểm chiến đấu hắn nghe được quá, giờ phút này lại là cũng không tính toán sửa một cái tên, gọi là bàn long kiếm, hắn cảm giác thực phong cách, cũng thực thích hợp. Hắn trước có đồ long kiếm, hiện tại lại có bàn long kiếm, đều là không tồi. Thu công lúc sau, bàn long kiếm phát ra một tiếng kiếm minh thanh. Ong! Hai cái nhiệt xúc, còn không cam lòng, có phải hay không hồn phách chi hình còn không có chịu đủ. Dương Nghị Vân mắng một tiếng. Hắn thu công sau buông ra đối hai điều giao long chi hồn khiển trách, lại là thả ra phản kháng, Dương Nghị Vân tức khắc hử lạnh mắng. Ong ong! Trung quy Dương mẫu nhân sinh tử phù thủ đoạn nhằm vào hồn phách quá mức bá đạo, hai điều giao long chi hồn khuất phục. Này còn kém không nhiều lắm, Dương mẫu nhân nhếch miệng cười, trong lòng vừa động đem bàn long kiếm thu vào trong cơ thể tẩm bổ, hắn tin tưởng thời gian dài, bàn long kiếm sẽ cùng hắn chi gian càng ngày phù hợp. Sốt cuộc một lần nữa luyện chế một phen. Nội loại giao long kiếm hồn cũng ngoan ngoãn dung nhập ở thân kiếm cùng vỏ kiếm chung. Giờ phút này mới là đại công cáo thành. Dương mẫu nhân nhiều ít có chút cao hứng, ngày sau ngự kiếm đi ra ngoài, hai thanh nói kiếm đánh nhau trường hợp tất nhiên phong cách, uy lực tăng lên một mảng lớn. Cũng không biết hắn nhiều nhất có thể ngự kiếm nhiều ít đem. Ngự kiếm chiến đấu nhiều mấy cái kiếm tự nhiên càng thêm chiếm cứ ưu thế, chung quy là xa thành công kích không phải. Nhiều mấy cái tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa hắn ngự không phải bình thường chi kiếm, là cường đại nói kiếm. Càng nhiều càng tốt, chỉ tiếc bực này nói kiếm không phải phàm vật, thật không nhiều ít. Này đem bàn long chính là giết một vị phong hào tiên quân mới được đến chiến lợi phẩm, lại còn có muốn lại lần nữa gia công mới có thể dùng, nếu không phải hắn có càn khôn hồ không gian có sinh tử phù thủ đoạn, bắt được tay cũng không dùng được. Tóm lại lần này Dương Nghị Vân xem như tâm tình rất tốt. Theo sau hắn đi nhìn Mông Điềm cùng Cảnh Sán. Hai người đều ở tu luyện, liêu quá vài câu sau, Dương Nghị Vân liền rời đi càn khôn hồ, làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện đi. Cũng không nghĩ dẫn bọn hắn đi ra ngoài, quá nguy hiểm, rốt cuộc kế tiếp bọn họ mấy cái muốn đi vào thủy tinh động đi. Mông Điềm cùng Cảnh Sán đều chịu quá thương còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, tại đây tu vi vẫn là thiếu chút nữa. Cùng với như thế còn không bằng lưu tại càn khôn hồ hảo hảo tu luyện tăng lên thực lực. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động xuất hiện ở bên ngoài, phất tay triệt bỏ mê ảo trận pháp. Nhiếp hồn lão tổ đám người bảo hộ ở bốn phía. Phương Đông người sát lại là nói thầm nói, ta nói Vân tử xong việc. Dương Nghị Vân gật gật đầu, xong việc. Bất quá nói cho hết lời, lại là cảm giác quái quái, cái gì gọi là xong việc. Trừng mắt nhìn giống nhau Phương Đông người sát, hắn biết Phương Đông người sát kỳ thật là cái tính nôn nóng. Liền nói, đi thôi. Chúng ta vào động. Nhiếp hồn lão tổ đã lâu đi đầu, bên người mang theo hắc giáp con rối đi tuốt đàng trước mặt. Lúc sau là Lạc Dương cùng Phương Đông người sắt, hắn bên trái là Tuyết Hương, bên phải là Hồng Y. Thủy tinh động nhập khẩu liền chân núi, một cái thật lớn băng động. Ở cửa động thời điểm, đều mạo nhẹ nhẹ hàn khí bộ dáng. Nhìn qua liền rất lãnh. Bất quá lại cũng không cảm nhận được có cái gì khác thường. Phản quang xem đi tuốt đàng trước mặt nhiếp hồn lão tổ thật cẩn thận, quần áo giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng, đi rất chậm. Toàn bộ đóng băng khẩu cao khoan đều ở 5 đến 60 mét, phi thường đại. Tiến vào sau bên trong cũng là một mảnh ngân quang lấp lánh cảnh tượng, chút nào đều không tối tăm. Dưới chân lớp băng như là kính mặt giống nhau ánh sáng vô cùng, đỉnh hai sườn trên vách động nhìn lại đều có đổi chiều băng trụ, như là thạch nhũ, hoặc là hẳn là gọi là băng nhũ thạch càng thích hợp. Lớn lớn bé bé đều có, đổi chiều đỉnh, nhìn qua vẫn luôn kéo dài mà đi, phi thường đồ sộ, cũng cho người ta một loại mơ màng, cái này nhọn nhọn băng trụ có thể hay không rơi xuống ảo giác, có chút kinh hồn táng đảm. Mà ở hai sườn động bích còn lại là có thể nhìn đến từng điều thiên nhiên hình thành băng văn, trông rất đẹp mắt.
ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một bộ phó thiên nhiên hình thành đồ án, như là loài chim bay mãnh thú, cũng có chút giống người, có hoa cỏ cây cối, sơn xuyên đại địa. Tóm lại hai sườn trên vách động hiện ra chính là kỳ quan hình ảnh, thực chấn động. Ở đóng băng, chính là cho người ta một loại đi ở thủy tinh động cảm giác, trách không được cũng kêu thủy tinh động. Toàn bộ băng động càng là hướng bên trong đi, chính là càng là rộng mở. Hơn nữa nhìn qua tầm mắt có thể đạt được trong vòng là thẳng tắp. Dương Nghị Vân mở miệng hỏi Nhiếp Hồn lão tổ nói, ốc có chí cái này băng động có bao sâu, vẫn luôn là trình thẳng tắp như vậy kéo dài đi xuống sao? Nhiếp Hồn lão tổ mở miệng nói, hồi bẩm chủ nhân, đến tột cùng có bao nhiêu ta không biết, thượng một lần tới thời điểm, ta thâm nhập 3.000 mế, chỉ có thể xem như bên ngoài, chúng ta ở đi ước chừng mấy trăm mế, phía trước nên là chân chính băng động mê cung. Đến lúc đó tả hữu hai sườn sẽ xuất hiện đếm không hết tiểu băng động, tuyến đường chính cũng sẽ biến mất, rồi sau đó chính là một đám tiểu đóng băng, mỗi một cái đóng băng đi vào đều là vòng cổ, nhưng cũng bởi vậy sẽ lạc đường, bởi vì nhìn qua đều giống nhau như đúc. Đương nhiên từ tiến vào tiểu đóng băng bắt đầu cũng đều có nguy hiểm xuất hiện, tương ứng tiểu băng động có tiên thạch, có thiên kỳ bách quái thiên tài địa bảo bị đóng băng ở từng cây băng trụ chung. Nguy hiểm là cái gì? Lúc này Phương Đông người sắt mở miệng hỏi. Nhiếp Hồn lão tổ trên mặt hiện lên một tia tâm mở miệng nói, vạn năm trước mở ra hết sức, ta tiến vào tiểu băng động thời điểm, đụng tới quá băng động yêu dị, đó là một loại chưa bao giờ ở tiên giới địa phương khác xuất hiện sinh linh, là này thủy tinh động độc hữu sinh linh. Có thể cùng băng động hòa hợp nhất thể, có thể hóa thành băng trụ, làm người khó lòng phòng bị. Lớn lên như là miêu yêu thú, tinh tế nhỏ sinh thân thể, linh hoạt vô cùng, di động lên thời điểm như là thuấn di quỷ mị chi tốc, sắc bén móng vuốt có thể đem có thể so với huyền thiết băng trụ một kích bẻ gãy. Nếu là bị băng động yêu dị bắt được một chút, không thể ngăn cản băng hàn độc khí nói, cả người sẽ bị nháy mắt đông lạnh thành khắc băng, nháy mắt tử vong. Bởi vì không có người hiểu biết là cái gì lai lịch. Cho nên xưng là băng động yêu dị, cũng nên diện mạo tựa miêu, toàn thân ngân bạch như tuyết, cũng có nhân xưng chi vì, tuyết miêu yêu thú. Kêu tuyết miêu vẫn là nhiều. Bất quá đại gia cũng không cần quá mức lo lắng, tuyết miêu số lượng tương đối thiếu, ở bên ngoài băng động cũng không sẽ xuất hiện nhiều ít tuyết miêu, trừ phi chúng ta vận khí rất kém cỏi mới có thể đụng tới tuyết miêu. Ở Nhiếp Hồn lão tổ nói chuyện chi gian, mọi người đi rồi mấy trăm mễ. Quả nhiên thấy được một cái 2-3 mễ cao khoan tiểu băng động xuất hiện ở trước mắt. Tuyến đường chính không có, thay thế thượng trăm cái tiểu băng hiểu, thành hình quạt tiến vào đại gia trong tầm mắt. Dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, trong tầm mắt nhìn đến này đó tiểu băng động gần là nhập khẩu, tiến vào lúc sau chính là mê cung, động liên tiếp động có vô số, chính là băng động mê cung. Ai cũng không biết cái nào băng động đi vào an toàn, cái nào băng động tiến vào sau có cơ duyên. Hoặc là cái nào băng động tiến vào sau có nguy hiểm, lại hoặc là từ cái nào băng động tiến vào sau có thể đi xa hơn. Bên ngoài đều rất lớn, Nhiếp Hồn lão tổ năm đó gần đây cũng chỉ là đi tới 3.000 mễ nông nỗi, ở thâm nhập hắn cũng chưa đi vào. Toàn bộ băng động thật sự là quá lớn quá sâu, tiểu băng động vô số. Chính là đại mê cung, hơn nữa bản thân liền tồn tại nguy hiểm, băng động chỗ sâu trong thật đúng là không có vài người có thể đi vào đi. Hoặc là nói có thể đi vào đều là cường giả, năm đó Nhiếp Hồn lão tổ còn không đồng nhất cái cường giả, chỉ là hắn cái kia trưởng bối đi vào, nhưng ra tới thời điểm liền cúp. Cho nên Nhiếp Hồn lão tổ đối băng động chỗ sâu trong cũng không hiểu biết nhiều ít. Lúc này đại gia đối mặt này đó cử động, lựa chọn là cái nan đề. Nhưng mà hiện trường còn liền Nhiếp Hồn lão tổ một người đi vào, chỉ có thể trưng cầu Nhiếp Hồn lão tổ ý kiến. Phương Đông người sắt muốn hỏi nói. Nhiếp Hồn lão tổ a, ta như thế nào cảm giác ngươi cái này xưng hô như vậy biệt nữ a, vẫn là kêu ngươi lão ốc đi, ta nói lão ốc ngươi nói kế tiếp chúng ta hẳn là từ cái nào cửa động đi vào. Nhiếp Hồn lão tổ cười khổ nói, không có bất luận cái gì tiêu chuẩn, từ nơi nào đi vào đều giống nhau, chúng ta mục tiêu lần này là tiến vào thủy tinh động nội khu vực. Mà này đó cửa động tùy tiện đi vào, mỗi một cái đều là hoàn hoàn tương khấu, có thể hay không đi vào càng sâu chỗ, liền xem chúng ta vận khí đi. Bất quá đại gia có thể yên tâm, đi phía trước thâm nhập 3.000 mễ ta còn là có tin tưởng, bên ngoài khu vực ta đánh giá căng chết 5.000 mễ chiều sâu, xuyên qua 5.000 mễ chính là nội khu. Nghe người ý tứ này, người lần trước tiến vào cũng là che đi rồi 3.000 mễ. Phương Đông người sắt trợn trắng mắt. Nhiếp Hồn lão tổ trên mặt hơi có xấu hổ, rốt cuộc hắn phía trước thổi qua nghiêu, tiến vào quá nơi này, nhưng là chân chính tiến vào sau, đối mặt nhiều như vậy băng động hắn trong lòng cũng không có đế.
Trọng điểm là hiện giờ hắn thành Dương Nghị Vân người hầu tiểu đệ nhân vật, không duyên cớ ở mọi người trước mặt bối phận thấp nhất đẳng. Cho nên nói nói chuyện là phải cẩn thận, miễn cho sẽ bị Dương Nghị Vân dỗi. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Hồn lão tổ, cũng chưa nói cái gì, kỳ thật này một đường đi tới, lão gia hỏa này cũng thành thật, các phương diện đều biểu hiện là không tồi, hơn nữa hắn rõ ràng Nhiếp Hồn lão tổ phía trước thương thế đích xác không khôi phục lại. Tuy rằng xuất lực, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm, còn sợ chính mình trách cứ, dọc theo đường đi đều là chủ động xông vào phía trước. Làm việc còn tính tận tâm, đối này Dương Nghị Vân trong lòng cũng tan đi cuối cùng về điểm này oán khí, mở miệng nói, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, tiến vào nơi này là không biết, chúng ta những người này cũng chỉ có ngươi đã tới, tin tưởng nhiều ít ngươi vẫn là có kinh nghiệm. Từ hiện tại xem là ngươi tiếp tục mang đội, chúng ta mọi người đều nghe ngươi an bài, chính như ngươi theo như lời, nếu chúng ta đều tới, vậy mục tiêu định cao một ít, mục đích địa liền hướng thủy tinh trong động bộ khu vực đi đến. Mặc kệ có thể hay không tìm được thủy tinh thần thạch cùng tiên thạch mạch khoáng, chúng ta sẽ không trách ngươi, dụng tâm liền hảo. Dương Nghị Vân nói xong, Nhiếp Hồn lão tổ tức khắc có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác, này một đường đi tới, hắn đều là nơm nớp lo sợ, chính là sợ Dương Mỗ Nhân một cái không cao hứng, lấy hắn hết giận. Điểm này không có biện pháp, ai làm hắn phía trước đùa giỡn quá cảnh sán cái kia chủ mẫu đâu. Càng là biết hắn là bị Dương Nghị Vân mạnh mẽ thu phục, cái này chủ nhân trong lòng đối hắn tất nhiên là không yên tâm, nơi trốn đều ở đề phòng. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Hồn lão tổ là trong lòng treo. Này hiện tại hảo, rốt cuộc có thể từ Dương Mẫu Nhân nói nghe ra tới, đối hắn tiêu tan ngữ khí, Nhiếp Hồn lão tổ có loại lệ nóng doanh trong cảm giác, dọc theo đường đi tận tâm tận lực thật cẩn thận. Rốt cuộc được đến Dương Mẫu Nhân tha thứ, không dễ dàng a. Vội vàng tỏ thái độ nói, chủ nhân yên tâm lão nô đối với xông vào bên trong chỗ sâu trong vẫn là có tin tưởng, nhất định tận lực giúp chủ nhân tìm được thủy tinh thần thạch, làm chủ nhân tu vi kinh hãi, vô địch tiên giới. Đinh đinh đinh, mông ngựa cũng đừng chụp, chuẩn bị đi thôi, có thể hay không tìm được thủy tinh thần thạch, xem cơ duyên. Dương Nghị Vân đánh gãy Nhiếp Hồn lão tổ mông ngựa. Theo sau nhìn thoáng qua Lạc Dương cùng Tuyết Hương hỏi, các người còn có hay không vấn đề? Làm một cái tiểu đoàn thể, đây là thời điểm Dương Mẫu Nhân tự nhiên còn muốn hỏi mọi người ý kiến, đoàn kết cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, mới có thể phát huy mọi người lực lượng cùng trí tuệ. Lạc Dương lắc đầu nói, tiểu sư thúc ta không có vấn đề. Tuyết Hương không nói chuyện nhưng cũng lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Vậy đi thôi, Dương Nghị Vân mở miệng, bất quá mọi người đều cẩn thận, nơi này ta cũng cảm giác thực quỷ dị. Kế tiếp như cũ là Nhiếp Hồn lão tổ dẫn đường đi lên mặt, Dương Nghị Vân nếu đem mang đội nhiệm vụ giao cho hắn, lão gia hỏa cũng việc nhân đức không nhường ai. Nói đến cùng nơi này còn liền hắn một cái thích hợp mang đội, ai làm hắn lần trước đã tới đâu. Nhưng nói thật, mang đội đi lên mặt người, nguy hiểm hệ số sẽ càng cao. Từ đạp tiểu băng mở rộng thủy, chính là một cái không biết lộ, nơi này có băng động quỷ dị tuyết miêu, có ai cũng không biết ác liệt hoàn cảnh. Bước vào tiểu băng động, hàn ý bỗng nhiên đột kích. Liền tính là mọi người đều là tiên nhân chi khu, lại cũng nhịn không được run. Nơi này càng là thâm nhập hàn ý sẽ càng nặng, đại gia phóng thích pháp lực phòng ngự đi, nếu không thời gian dài, còn ở bất chi bất giác chung các phương diện chỉ đột. Nhiếp Hồn lão tổ công đạo một tiếng. Tất cả mọi người mở ra pháp lực phòng ngự, đương nhiên chỉ có Hắc Giáp cùng Hồng Y là không cần, bọn họ hai cái là á thánh chi khu, cường hãn rối tinh rối mù. Thân thể cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng, căn bản không thèm để ý điểm này hàn ý. Toàn bộ tiểu băng động, cao ước 3 mét, bề rộng chừng 2 mét, cùng bên ngoài tới khi đại băng động so sánh với, tự nhiên tiểu rất nhiều, nhưng đối nhân tộc tới nói, còn tính rộng mở, chút nào không ảnh hưởng. Dương Nghị Vân đi ở tiểu băng động quan sát, đích xác như Nhiếp Hồn lão tổ lời nói, nơi này tiến vào sau, chính là mê cung giống nhau cảnh tượng, có đôi khi 3 mét một cái băng động phân nhánh. Có đôi khi một mét một cái, thậm chí 3-5 cái phân nhánh cửa động. Hoàn cảnh thượng giống nhau như đúc tất cả đều là kính mặt giống nhau, đi ở trong đó đều có thể nhìn đến ảnh ngược. Nếu không phải Nhiếp Hồn lão tổ dẫn đường, thật đúng là sẽ lạc đường ở trong đó, chỉ cần lựa chọn lộ đều là cái nan đề. Đi rồi hơn nửa canh giờ sau, tính tình tương đối cấp phương đông người sắt có chút bực bội oán giận lên nói, ta nói lão ốc đi rồi lâu như vậy, như thế nào cảm giác chúng ta tại chỗ đạp bộ a? Giống nhau như đúc cảnh tượng, chiếu như vậy đi xuống đi, khi nào là cái đầu a? Nhiếp Hồn lão tổ rõ ràng phương đông người sắt là Dương Nghị Vân huynh đệ,
chút nào không dám chậm trễ, vội vàng nói, Phương Đông thiếu gia, đừng có gấp, nếu ta không có nhớ lầm nói, phía trước không xa chính là cái thứ nhất băng động không gian, nếu chúng ta vận khí tốt, có lẽ còn có thể được đến một ít bảo vật đâu. Băng động không gian, đó là cái gì, người phía trước như thế nào chưa nói? Phương Đông người sắt trợn trắng mắt. Nhiếp Hồn lão tổ cười khổ một chút, giải thích nói, băng động không gian là tự nhiên hình thành không gian, không có cụ thể cố định tồn tại, chính là thiên nhiên hình thành lớn một chút không gian, như là một cái đại sảnh, đương nhiên lớn nhỏ không gian các không giống nhau, có chút không gian chỉ có mười mấy cái bình phương lớn nhỏ, cũng có thượng trăm bình phương đại không gian, phân bộ ở cả tòa thủy tinh sơn bên trong, liên tiếp tiểu băng động. Không có tới quá người đều là đâm vận khí mới có thể gặp phải, ta đã tới một lần khả năng nhớ rõ ba cái đóng băng không gian, phía trước chính là cái thứ nhất đóng băng không gian, ước chừng có 5 đến 60 bình phương lớn nhỏ, nội loại có băng trụ tồn tại. Mà băng trụ trung tắc có bảo vật, đương nhiên phá một cái băng trụ không dễ dàng, cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng, cũng có nguy hiểm, có chút băng trụ phá vỡ lúc sau bên trong sẽ có đóng băng quỷ dị tuyết miêu tồn tại, cũng có chút phá vỡ lúc sau có thể là trống không, bạch bận việc một hồi. Năm đó hắn hao phí đại khí lực, phá một cây băng trụ, từ bên trong được đến một viên cực phẩm tiên thạch, sở hữu nói hết thảy xem chúng ta vận khí đi. Bất quá tới rồi băng động không gian đại gia cần phải đề cao cảnh giác, thủy tinh che kín vô số băng động, cửa ra vào cũng nhiều, chúng ta có thể tiến vào, những người khác cũng có thể từ địa phương khác tiến vào, có chút cường đại thảo đầu, chuyên môn giấu ở băng động không gian giết người cướp của, thực sự cũng làm người đau đầu, bọn họ vừa xuất hiện đều là một cái đoàn đội, rất khó triền. Nghe nói còn sẽ có ma tộc cùng với, hỗn loạn tiên vực một ít cường đại tán tu, hồng hoang nhất tộc lui tới, đương nhiên đây là ta năm đó nghe nói, có lẽ là ta vận khí tốt, năm đó tiến vào cũng không có đụng tới quá những người khác. Nhiếp Hồn lão tổ vừa đi một bên cho đại gia giảng thuật. Mỗi một khắc Nhiếp Hồn lão tổ thanh âm đề cao nói, tới rồi, chúng ta đến băng động không gian. Dương Nghị Vân mấy người nghe vậy bước nhanh đi lên, quả nhiên chuyển qua khúc cong. Trong tầm mắt xuất hiện một cái giao đại không gian. Là cái băng động đại không gian, cao ước mười mấy mét, nhìn qua chính là 5 đến 60 cái bình phương bộ dáng, nói là không gian, chỉ bằng nói là cái thiên nhiên hình thành băng động đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh giống nhau nhìn lại tất cả đều là từng cây lớn nhỏ không thôi băng trụ, tiểu nhân 1 mét có thừa, đại mười mấy mét, đường kính đều có 3 mét bộ dáng. Này đó băng trụ hẳn là chính là Nhiếp Hồn lão tổ trong miệng theo như lời nội loại có bảo vật băng cây cột. Dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, này đó băng cây cột chung có bảo vật tồn tại, nhưng là muốn mở ra một cây băng trụ nhưng không dễ dàng. Băng trụ cứng rắn trình độ là vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cùng với nguy hiểm tồn tại, bực này nguy hiểm có hai loại. Thứ nhất, băng trụ mở ra lúc sau, không chừng sẽ có đóng băng quỷ dị tuyết miêu tồn tại, bởi vì tuyết miêu không chỗ không ở, cho nên mới có đóng băng quỷ dị chi danh, còn có chính là mở ra băng trụ không nhất định liền có bảo vật. Nói không chừng chính là không vui mừng một hồi. Thứ hai còn lại là phần ngoài nguy hiểm, cái này chỉ chính là một ít chuyên môn giấu ở âm thầm làm giết người cướp của người. So sánh với dưới, người sau càng vì nguy hiểm đáng giận. Cho nên Nhiếp Hồn lão tổ 5 lần 7 lượt cường điệu làm đại gia đề cao cảnh giác. Bất quá ở Dương Nghị Vân xem ra, này cũng coi như là bình thường, bất cứ lần nào mạo hiểm, kia có không nguy hiểm. Phúc họa tương y chính là đạo lý này. Đi vào băng động không gian sau, Dương Nghị Vân đi tới một cây 3 mét rất cao băng trụ trước, cẩn thận đánh giá. Lại nói tiếp là băng trụ, kỳ thật đều không phải là mọi người thường thấy khối băng cái loại này băng động cây cột, chân chính khối băng nhìn qua sẽ có rảnh động cảm, mà nơi này băng trụ chính là thực chất hóa thị giác, với chi thủy tinh động tên là nhất trí, nói là thủy tinh một chút đều không khoa trương. Mắt thường nhìn lại chính là phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn chi mắt đi quan khán lại là bị một tầng mông lung cấp ngăn cản, căn bản liền nhìn không tới bên trong có thứ gì. Bất quá hắn không tin tà, cũng còn có càng thêm cao giai thần thức tồn tại. Cho nên hắn vận chuyển thần thức nhìn lại, kết quả lại như cũ như thế, cường đại thần thức cũng bị chắn một tầng mông lung xương trắng ở ngoài, chút nào vào không được. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nơi này thật đúng là có chút tà môn. Ầm vang! Liền ở ngay lúc này. Một tiếng ầm vang vang lên. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là Phương Đông người sắt đã nắm chặt hắn kia so với hắn cái đầu còn cao đại đao đối với một cây 8-9 mễ cao lớn 1 mét có thừa đường kính băng trụ động thủ. Cười khổ một chút, Dương Nghị Vân đi qua đi, lại là phát hiện Phương Đông người sắt một đao cư nhiên gần ở băng trụ mặt ngoài để lại một đạo dấu vết mà thôi.
Ngoan ngoãn Nga, đây là cái gì băng trụ, có thể như thế cứng rắn. Phương Đông người sắt thổn thức. Nhiếp Hồn lão tổ nói, Phương Đông thiếu gia phá băng trụ chính là cái việc tốn sức, người đến xuất toàn lực mới được. Liền không có cái gì lối tắt có thể tìm ra. Phương Đông người sắt hỏi Nhiếp Hồn lão tổ. Không có, chính là mạnh mẽ phá vỡ, phá rớt lúc sau bên trong có cái gì sẽ rớt ra tới, không đúng sự thật kia chỉ có thể là bạch bận việc một hồi. Nhiếp Hồn lão tổ nói. Ta cũng không tin sẽ vận khí kém, phân tử tới, mọi người đều thử xem, chúng ta nhìn xem ai vận khí tốt, ha ha. Phương Đông người sắt cười ha ha chung lại là một đao. Ầm vang. Này một đao đi xuống, Dương Nghị Vân nhìn đến lưu tại băng trụ thượng dấu vết lớn hơn, hiển nhiên Phương Đông người sắt phía trước không xuất toàn lực. Dựa theo hắn bực này lực độ, Dương Nghị Vân trong lòng tính ra 30 đao tất nhiên phá vỡ băng trụ. Ầm vang. Phương Đông người sắt cử đao đối với băng trụ một trận cuồng chém. Chỉ chốc lát bổ ra mấy chục đao, quả nhiên răng rắc một tiếng, băng trụ vỡ vụn, hồn nhiên sập, lại như là thủy tinh công nghiệp giống nhau vỡ thành từng viên đậu Hà Lan lớn nhỏ hạt. Nhưng là, ngay sau đó Phương Đông người sắt mắng vang lên, dựa chống không. Bổn thiếu ra liên tiếp 33 đao ăn nãi sức lực đều dùng tới, chính là cái vỏ rỗng a. Ha ha, này chỉ có thể nói người vận khí không tốt. Tiếp tục tiếp theo cái thử xem. Dương Nghị Vân trêu ghẹo một chút. Ta còn cũng không tin ta. Phương Đông người sắt thì thầm trong miệng, nhìn qua so hăng hái. Lúc này bên tai lại là hai tiếng ầm vang, lại là Lạc Dương cùng Tuyết Hương cũng từng người lựa chọn băng trụ bắt đầu phá băng. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Hồn lão tổ hỏi, người nói cái loại này tuyết miêu ở bên ngoài số lượng như thế nào? Nhiếp Hồn lão tổ biết Dương Nghị Vân ý tứ. Đơn giản là muốn biết ở bên ngoài băng trụ trung tồn tại tuyết miêu số lượng vấn đề, nếu là nhiều nói, như thế bọn họ phá băng liền phải có phòng bị, hoặc là nói dứt khoát không đi chạm vào này đó băng cây cột, miễn cho phá vỡ lúc sau xuất hiện một đầu tuyết miêu do đó trêu chọc phiền toái. Vội vàng nói, chủ nhân nói thật năm đó hắn phá băng trụ thời điểm vẫn luôn tuyết miêu cũng chưa đụng tới quá, có nghe đồn nói tuyết miêu tồn tại kỳ thật phần lớn ở nội bộ khu vực, bên ngoài cực nhỏ có, nếu ở bên ngoài gặp phải một đầu tuyết miêu kia chỉ có thể nói chúng ta vận khí rất kém cỏi. Cho nên ta cảm thấy không cần quá mức lo lắng, ở chỗ này chủ yếu phòng bị hảo có người nửa đường nhảy ra trích quả đào liền hảo, hơn nữa này đó băng trụ đáng giá vừa vỡ, bởi vì bên trong lại là có cái gì, tuy rằng thiếu, nhưng là một khi xuất hiện giống nhau bảo vật, đều là phi thường đáng giá. Về nơi này tồn tại tiên thạch mạch khoáng nghe đồn, ta cho rằng là thật sự, có cái nghe đồn nói, thủy tinh động trung tâm có cực phẩm tiên thạch mạch khoáng bùng nổ. Là đại yêu vương lấy đại thần thông cấp đóng băng lên. Về này tòa thủy tinh sơn xuất hiện, chính là nghe đồn đại yêu vương cùng mặt khác yêu vương đại chiến, đem hắn hang ổ hủy diệt, lúc sau hang ổ chung muôn vàn bảo vật bùng nổ tứ tán, đại yêu vương thủy tinh sư tử thi pháp một chút đóng băng bộc phát ra đi bảo vật, hình thành này tòa thủy tinh sơn. Đương nhiên nghe đồn chung quy là nghe đồn các loại cách nói đều có, nhưng là có một chút là sự thật, này đó băng trụ chung đích xác có bảo vật tồn tại. Tuy rằng có chút là trống không, nhưng luôn có tồn tại. Cùng với nói thủy tinh động chỗ sâu trong có thiên thạch mạch khoáng, chi bằng nói, này đó băng trụ chính là mạch khoáng, giờ phút này chúng ta phá băng trụ xem là đào quặng. Rất nhiều người tiến vào đại yêu vương hang ổ lúc sau, luôn muốn được đến lớn hơn nữa càng nhiều bảo vật, thường thường đều toàn bộ xong chỗ sâu trong mà đi, kết quả hoặc là vừa đi không trở về, hoặc là chính là trọng thương chạy ra tới, ngược lại không thu hoạch được gì. Nhưng là cũng có những cái đó tự nhận là không thực lực tiến vào đại yêu vương chỗ sâu trong tu sĩ, lưu tại bên ngoài tìm kiếm băng trụ, ngược lại là được đến không ít chỗ tốt. Cực phẩm thiên thạch đều tồn tại, phá trăm căn băng trụ có thể được một viên cực phẩm thiên thạch cũng đều là đại kiếm, thuộc tính cảm thấy chúng ta nhưng thật ra có thể không nóng nảy đi chỗ sâu trong, thử xem nơi này băng trụ, vạn nhất có bảo vật tồn tại, xuất hiện đồ vật nhưng đều sẽ không nhược. Hơn nữa nơi này là bên ngoài, cho dù có cái gì nguy hiểm. Chúng ta giá cả thêm lên, cũng là có thể ứng phó, chủ nhân ngài nói có phải hay không đạo lý này. Chờ Nhiếp Hồn lão tổ nói xong, Dương Nghị Vân nhìn hắn giống nhau nói, nghe ngươi. Dương mỗ nhân biết Nhiếp Hồn lão tổ phân tích rất có đạo lý, hơn nữa hắn cũng tán thành ở chỗ này đào quặng ý kiến. Tuy rằng băng trụ cứng rắn, nhưng là Dương mỗ nhân lại có rất nhiều biện pháp. Lại cứng rắn băng trụ có thể cứng rắn quá hồng y cái này á thánh cường hãn thân thể. Dương mỗ nhân hạ quyết tâm, khiến cho Hồng Y đi phá băng trụ, có bực này miễn phí lao động không cần chẳng phải là quá có hại. Mà Nhiếp Hồn lão tổ cái này quê quán gia hỏa cũng cùng hắn là một cái ý tưởng,
sử dụng hắc giáp con rối động thủ phá băng trụ. Hai đại á thánh con rối phá băng trụ, nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân thực chờ mong. Cường đại như phương đông người sát cái này tiên vương đô yêu cầu 30 mấy đao mới có thể phá một cây băng trụ, lại là không biết á thánh con rối yêu cầu vài cái. Ầm ầm ầm. Liền ở hắn cùng Nhiếp Hồn lão tổ nói chuyện hết sức, Lạc Dương cùng Tuyết Hương trước sau phá hai căn băng trụ, hắn quay đầu nhìn lại, thật đáng tiếc cái gì đều không có. Dương Mỗ Nhân lắc đầu cười cười, không ở chú ý các nàng, đối với Nhiếp Hồn lão tổ nói, thử xem đi. Hảo Nhiếp Hồn lão tổ biết Dương Nghị Vân ai làm hắn sử dụng hắc giáp đại hán. Vung tay lên hắc giáp đại hán đối với canh 1-3 mét rất cao băng trụ mà đi, ngay sau đó chính là bình thường ra quyền, một quyền bỗng nhiên đánh vào băng trụ thượng. Răng rắc, gần một quyền khiến cho băng trụ có liền vết rách. Đệ nhị quyền đi ra ngoài, ầm vang một chút, trực tiếp dập nát băng trụ. Chỉ tiếc như cũ không có bảo vật tồn tại. Bất quá Dương Nghị Vân lại là biết, hai cái á thánh con rối ra tay lúc sau, đem có thể trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ băng động không gian băng trụ, được đến bảo vật tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Làm hắc giáp cùng hồng y hai tôn á thánh đào quảng tầm bảo nhưng thật ra cái không tồi ý kiến hay. Hắn nhìn đến hắc giáp uy lực lúc sau, cười cười đối với hồng y hạ mệnh lệnh, đối một cây mười mấy mét đại, đường kính tiếp cận 3 mét băng trụ nổi cáo công kích. Ầm ầm ầm. Hồng y là sinh ra hoàn toàn mới ý thức, đối Dương Mỗ Nhân mệnh lệnh tự nhiên là chấp hành không hơn không kém, đối với thật lớn băng trụ khởi xướng mãnh liệt công kích. Nàng trắng nõn nắm tay đối với băng trụ ầm 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 một tức thời gian bùng nổ chín quyền, ngay sau đó thật lớn băng trụ dập nát, hóa thành đậu hà lan lớn nhỏ hạt, đảo than lúc sau đều là một đống lớn. Liền ở Hồng y đem băng trụ dập nát nháy mắt, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đôi mắt sáng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được có nùng liệt tiên nguyên khí phát ra, tràn ngập cái này băng động không gian. Lần này tất cả mọi người ngừng lại, mọi người đều bị nùng liệt tiên nguyên khí hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân hoặc là nói nhìn về phía Hồng y trước người một đống vụn băng bột phấn thượng. Mọi người đều biết này một đống bột phấn phía dưới có cái gì. Đây là gia bảo vật a. Dương Nghị Vân cũng liệt liệt nhất nở nụ cười, xem ra vận khí không tồi. Nói chuyện chung vung tay lên, vụn băng mà tản ra, tức khắc một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ hình thoi tiên thạch xuất hiện. Cực phẩm tiên thạch. Phương Đông người sát bá một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, mở to hai mắt nhìn. Lạc Dương mấy người cũng đã đi tới, cực phẩm tiên thạch rất ít thấy, toàn bộ tiên giới tồn tại cực phẩm tiên thạch cũng không nhiều lắm. Dương Nghị Vân vung tay lên này viên cực phẩm tiên thạch dừng ở lòng bàn tay, cảm nhận được nội loại chất chứa khổng lồ năng lượng đích xác phi thường cái kia đại, xa không phải thượng phẩm tiên thạch có thể so. Sở dĩ xưng là cực phẩm là bởi vì bực này tiên thạch kỳ thật là tiên thạch chi tinh tinh, bên trong năng lượng thuần tịnh độ cơ hồ là hoàn mỹ. Mà mặt khác cấp bậc tiên thạch nội loại chất chứa đều là có tạp chất, cho nên hấp thu tiên thạch năng lượng tu luyện liền yêu cầu rèn luyện tạp chất, càng là phẩm cấp cao tiên thạch nội loại tạp chất liền càng ít. Cực phẩm tiên thạch trên cơ bản là không có bất luận cái gì tạp chí. Xưng là hoàn mỹ tiên thạch. Mọi người đều không ra tiên thạch, Dương Nghị Vân bên này chỉ huy Hồng Y một chút liền ra một viên tiên thạch, hơn nữa là cực phẩm tiên thạch. Phương Đông người sắt nhìn xem Dương Nghị Vân, đang xem Hồng Y, tức khắc có chút hâm mộ, nhưng là hắn biết, cái này cũng chính là hâm mộ, Hồng Y chỉ có một, hắn cũng không có Dương Nghị Vân cái loại này quỷ dị thần bí thủ đoạn khống chế một tôn á thánh con rối đi. Đích xác mặc kệ là Hồng Y vẫn là Nhiếp Hồn lão tổ thao tác hắc giáp đại hán, nhưng đều là cường hãn vô cùng á thánh chi khu, thuần túy thân thể lực lượng cùng thân thể cường đại vô cùng, ngược lại là phá băng trụ tốt nhất người được chọn. Kế tiếp Phương Đông người sát cùng Lạc Dương, Tuyết Hương đều dừng, liền đứng ở một bên nhìn Hồng Y cùng hắc giáp bắt đầu biểu diễn. Hai đại á thánh con rối ra tay công kích băng trụ, cơ hồ ba lượng hạ là có thể phá rớt một cây băng trụ, quả thực chính là hai tôn phá hư máy móc giống nhau. Cho nên Phương Đông người sát cùng Lạc Dương hơn nữa Tuyết Hương ra tay tự mình cảm giác ý nghĩa không lớn, chờ bọn họ phá rớt một cây băng trụ, Hồng Y cùng hắc giáp có thể phá rớt 20-30. Nhìn đều chấn động. Kế tiếp Nhiếp Hồn lão tổ thao tác hắc giáp, Dương Nghị Vân chỉ cần cấp Hồng Y một cái mệnh lệnh, căn bản liền chưa nói tới thao tác vấn đề, ra đời hoàn toàn mới ý thức Hồng Y, đơn giản mệnh lệnh là có thể hiểu, thông qua ý niệm cùng Dương Nghị Vân giao lưu không thành vấn đề. Chỉ là ở người khác trong mắt Hồng Y như cũ là một tôn lạnh như băng con rối, trên thực tế hiện tại cũng như cũ là con rối, bởi vì Hồng Y ra đời ý thức thực mỏng manh cũng rất đơn giản, căn bản là không đạt được tự mình tự hỏi năng lực,
chỉ có thể là Dương Nghị Vân nói cái gì liền đi làm cái gì trình độ. Ầm ầm ầm. Đóng băng không gian một cây tiếp theo một cây băng trụ bị Hồng Y cùng Hắc Giáp phá hủy dập nát chung. Nhưng vẫn lại không xuất hiện đệ nhị viên cực phẩm tiên thạch. Đóng băng không gian ước chừng có lớn nhỏ băng trụ 8-9-10 bộ dáng, vài phút lúc sau liền dư lại không đến 5 căn băng trụ, không có biện pháp Hồng Y cùng Hắc Giáp phá sẽ lực quá khủng bố. Chỉ chớp mắt Hắc Giáp dừng lại, mà Hồng Y cũng dư lại cuối cùng một cây. Cái này trong lúc không còn có một cây băng trụ chung ra đời đệ nhị viên tiên thạch. Dương Nghị Vân cùng mọi người ánh mắt dừng ở cuối cùng một cây băng trụ thượng, bất quá cũng không báo bao lớn hy vọng, ở cái này băng động không gian có thể xuất hiện một viên cực phẩm như là cũng đã không tồi, nếu là xuất hiện đệ nhị viên kia mới nghịch thiên. Ầm vang. Rốt cuộc cuối cùng một cây băng trụ bị Hồng Y đánh nát. Dương Nghị Vân vốn là không ôm hy vọng, chỉ là tuyệt đối nếu quét ngang liền không cần rơi xuống một cây băng trụ liền hảo, bị Hồng Y đánh nát này một cây băng trụ gần là một cây 1 mét không đến tiểu băng trụ, mọi người đều không hy vọng xa vời có đệ nhị viên cực phẩm tiên thạch tồn tại. Nhưng ở Hồng Y một kích mà phá lúc sau, một cổ khổng lồ tiên nguyên lực liền bạo phát mở ra. Cư nhiên có đệ nhị viên phương đông người sắt kích động ra tiếng. Nhiếp hồn lão tổ cũng mở miệng, chủ nhân có đệ nhị viên tiên thạch. Ha ha, vận khí không tồi. Dương Nghị Vân cũng nở nụ cười. Nhưng là, liền ở Dương Nghị Vân vừa muốn phất tay tan đi băng tia, a lấy ra chôn ở phía dưới tiên thạch hết sức, dị biến đột nhiên sinh ra. Hô hô, trống rỗng chung tới gần một cái băng động bỗng nhiên quát lên một trận gió to, có đại lượng hàn khí xông ra, cũng là cuồng phong gào thét. Cơ hồ theo bản năng mọi người đều là sửng sốt, bị cuồng phong cuốn tịch hạ, đóng một chút đôi mắt. Nhưng chính là như vậy một chút lúc sau, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, trong tầm mắt băng tia, a tử biến mất một cái đều không dư thừa, càng đừng nói cái gì tiên thạch. Ngây người vùng trung đông phương người sắt mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Lấy tới một cổ cuồng phong a. Không phải phong, là có người trích quả đào a. Nhiếp hồn lão tổ trầm giọng nói, chủ nhân ta đuổi theo. Dứt lời nhiếp hồn lão tổ mang theo Hắc Giáp vèo một chút chui vào vừa rồi quát ra gió to băng động. Toàn bộ băng động không gian bốn phía tất cả đều bực này băng động, vừa rồi quát lên gió to chính là nhiếp hồn lão tổ chui vào đi này một cái cửa động. Mà phương đông người sắt lúc này cũng phản ứng lại đây, giận tím mặt, thảo cư nhiên có người dám đoạt chúng ta đồ vật, bổn thiếu ra sống lột hắn. Tính tình hỏa bạo tính tình cấp phương đông người sắt mắng chung cũng vèo một chút biến mất. Người sắt trở về, Dương Nghị Vân vội vàng kêu to, chính là phương đông người sắt đã sớm không thấy tung tích. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không phản ánh lại đây, hoặc là nói có chút chỉ đột, ai có thể nghĩ đến vẫn luôn đều tưởng an không có việc gì, ở Hồng Y phá rất cuối cùng một cây băng trụ, xuất hiện đệ nhị viên tiên thạch hết sức, sẽ quát lên một đạo mang theo sương mù gió to tới. Kết quả chỉ chớp mắt đừng nói tiên thạch băng tia, a tử đều không dư thừa một cái, mọi người đều không nghĩ tới sẽ là như thế này, còn hảo nhiếp hồn lão tổ phản ánh mau, trước tiên đuổi theo. Lúc này Dương Nghị Vân cũng phản ánh lại đây. Này căn bản là không phải cái gì gió to, là có người có dự mưu cướp bóc trích quả đào, đột nhiên hắn nhớ tới, nhiếp hồn lão tổ phía trước nói qua những người khác. Dựa theo nhiếp hồn lão tổ ý tứ, tiến vào băng động lúc sau, mặc kệ khả năng sẽ tao ngộ đóng băng quỷ dị tuyết miêu, càng nhiều còn sẽ đụng tới mặt khác sinh linh hoặc là tiên nhân, có chút người chuyên môn ở băng động làm giết người cướp của vào nhà cướp của việc. Ngay từ đầu đại gia kỳ thật đầu cảnh giác, chính là theo thời gian trôi qua. Hơn nữa một đám đều đem lực chú ý đặt ở băng trụ cùng tiên thạch ý tưởng thượng, ngược lại thả lỏng cảnh giác, cái này ngược lại là làm người hái được quả đào. Ngẫm lại Dương Nghị Vân trong lòng cũng nén giận, sắc mặt âm trầm như nước, bất quá so sánh với tiên thạch, hắn càng lo lắng phương đông người sắt an nguy vấn đề, ai biết đối phương là người hay quỷ, là cái tình huống như thế nào. Như vậy tùy tiện đuổi theo, có thể hay không có hại. Đương nhiên đến nỗi nhiếp hồn lão tổ Dương Nghị Vân lại là không lo lắng. Bởi vì nhiếp hồn lão tổ tu vi là tiên vương đại viên mãn bên người càng mang theo Hắc Giáp, liền tính là gặp phải sơ cấp tiên đế Dương Nghị Vân tin tưởng nhiếp hồn lão tổ cũng có ứng đối thủ đoạn, nhưng là phương đông người sắt liền bất đồng, nơi này lại là mê cung giống nhau băng động, chưa chừng có hại không nói, như vậy tùy tiện lao ra đi, đều sẽ lạc đường. Phương đông người sắt đem hắn trở thành huynh đệ, hắn lại làm sao không phải? Vội vàng kêu to. Nhưng phương đông người sắt tính nôn nóng bạo tính tình đã sớm không thấy tung tích. Lúc này Lạc Dương cùng Tuyết Hương mở miệng. Tiểu sư thúc chúng ta làm sao bây giờ? Vân tử chúng ta đuổi theo sao? Hai nữ sắc mặt cũng khó coi,
rốt cuộc ở đại gia mí mắt phía dưới bị người cường đi rồi một viên tiên thạch, đây là đối mọi người xích quả quả coi rẻ. Truy. Dương Nghị Vân ngẫm lại tự nhiên muốn đuổi theo, gần nhất không yên tâm phương đông người sắt, mà đến hắn trong lòng âm thầm thề, muốn đem cướp đoạt tiên thạch người tìm được lột ra rút gân, nãi nãi cư nhiên dám như thế đoạt đồ vật, quả thực là đối hắn vũ nhục. Nơi nơi đều băng động, nhưng cũng may Dương Nghị Vân ở nhiếp hồn lão tổ trong cơ thể để lại sinh tử phù, có nhất định cảm ứng, chỉ cần theo truy đi xuống là có thể tìm được bọn họ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, phương đông người sắt có thể đuổi theo nhiếp hồn lão tổ. Ngàn vạn đừng cùng ném, đến lúc đó chưa chừng liền bị lạc ở nơi này. Kia đã có thể không dễ làm. Chẳng qua, làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới sự, liền bởi vì này một cái nho nhỏ chênh lệch, lần này ở Thủy Tinh Động bọn họ mấy cái lại là từng người có một phen hoặc hảo hoặc hư cơ duyên. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ngay sau đó hắn làm Lạc Dương cùng Tuyết Hương theo vào hắn, nói xong cũng bước vào nhiếp hồn lão tổ cùng phương đông người sắt truy đi vào băng động. Mà Hồng Y hắn còn lại là hạ lệnh làm áp trận đi ở mặt sau cùng.